Vào lúc tan tầm, Hạ Tưởng đang chuẩn bị về nhà, vừa ra khỏi cửa thì liền gặp Hoa Nhài Vàng, Bạc. Hoa Nhài Vàng, Bạc xuất hiện, nói là muốn truyền lời thay Nga Ni Trần, muốn Hạ Tưởng cùng đi với các cô. Hai người lựa chọn thời điểm rất chuẩn, đúng vào thời gian tan tầm. Vào lúc này thì người đến người đi, mỗi người đều ghé mắt nhìn về phía hắn, hơn nữa rất nhiều người đều phải chào hỏi nên Hạ Tưởng đành phải đi theo hai mỹ nhân vội vã rời khỏi cửa chính của thành ủy cho xong việc. Chương 886, biến chuyển thăng trầm. Đi tới khách sạn Ngân Đô, đây cũng là một trong những sản nghiệp của Nga Ni Trần, cũng may là trong đợt truy quét tội phạm lần này không lan tới khách sạn này, xem như là một chốn thanh tịnh khó có thể có. Hôm nay Hoa Nhài Vàng cố ý mặc váy ngắn, tuy rằng không phải ngắn lắm nhưng cũng lộ ra bắp chân trắng như phấn, vô cùng mê người. Hoa Nhài Bạc và cô ăn mặc giống nhau, hai cô mỗi cô một vẻ, một người màu vàng, tính tình nhiệt tình như ánh nắng ban ngày, một người màu bạc trong trẻo nhưng lạnh lùng như ánh trăng. Nếu nói Hoa Nhài Vàng là lướt như nước thì Hoa Nhài Bạc lại dịu dàng quyến rũ như cây liễu. Sau khi Hạ Tưởng ngồi xuống, hắn cũng không nói chuyện phiếm mà hỏi thẳng mục đích của hai cô tìm hắn. Trong mắt Hoa Nhài Vàng như có gợn nước lưu chuyển, giọng nói dịu dàng. Phó thị trưởng Hạ, muốn chúng em phải làm như thế nào thì ngài mới bằng lòng buông tha cho ba của chúng em. Vẻ mặt Hoa Nhài Bạc không cam lòng và tình nguyện, nhưng vẫn miễn cưỡng cười vui vẻ. Phó thị trưởng Hạ, nếu ngài tha cho ba em một lần thì em và chị gái em sẽ nghe theo ngài. Hạ Tưởng không kìm nổi phải bật cười. Hoa Nhài Bạc nói rất thẳng thắn nhưng vẻ mặt lại nghiến răng nghiến lợi, dường như đối với hắn thì hận thấu xương, mà hắn thì cũng không dám tiêu thụ cái ân huệ của hai mỹ nhân đang đứng trước mặt này. Nhưng hai cô gái đẹp, lời người này nối tiếp người kia, thi triển sát khí hùng mạnh nhất của phụ nữ, dịu dàng và quyến rũ cộng thêm nước mắt, sự nũng nịu đầy hấp dẫn lôi kéo Hạ Tưởng xuống nước. Hạ Tưởng một không thể lạnh lùng với hai người, hai không tiện để phẩy tay áo bỏ đi. Trời sinh đàn ông thì khó có thể có lòng quyết tâm và cứng rắn với phụ nữ, nhất là khi đối mặt với các cô gái đẹp thì cũng là lúc đại đa số đàn ông sẽ có những ý nghĩ kỳ quái trong đầu. Hạ Tưởng cũng không có ý tưởng không an phận gì, nhưng hắn bị Hoa Nhài Vàng, bà kéo qua kéo lại, cũng hơi bất đắc dĩ. Đang lúc buồn bực thì đột nhiên Hoa Nhài Bạc lại đứng lên. Nếu phó thị trưởng Hạ thấy hai chị em chúng em chướng mắt, cho dù là như vậy thì cũng cho phép chúng em kính phó thị trưởng Hạ một ly, từ nay chúc ngài đại lộ thênh thang mà tiến bước, còn chúng em đường nhỏ tự đi vậy. Mấy câu nói đó nghe có chút hào khí, lại có chút đau xót trong cõi lòng. Hạ Tưởng liền bưng chén rượu lên cùng cụng chén với Hoa Nhài Bạc. Hy vọng chị em hai cô có một tương lai hạnh phúc. Lời nói của Hạ Tưởng rất có ngụ ý, Hoa Nhài Vàng, Bạc nghe thấy đều cúi đầu, đôi mắt đỏ lên, thậm chí Hoa Nhài Vàng còn có chút nghẹn ngào. Hạ Tưởng rất muốn thông cảm cho Hoa Nhài Vàng, Bạc, nhưng hắn lại không biết nên nói từ đâu. Khuyên các cô cái gì? Dường như hết thảy các lời nói đều dư thừa, bởi vì bây giờ các cô ra mặt thay cho Nga Ni Trần, còn đang suy nghĩ lợi dụng ưu thế thân thể của các cô để mưu cầu ích lợi. Cũng không biết là đáng thương hay thật đáng buồn. Có lẽ chỉ có điều mỗi người đều khó thoát được vòng vận mệnh hùng mạnh trói buộc. Chỉ có điều Hạ Tưởng vẫn đang xem nhẹ tâm kế của Hoa Nhài Vàng và Bạc. Một chén rượu xuống bụng thì hắn liền cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, mới biết được rằng mưu mô của các cô, trong lòng hắn cười khổ, hắn luôn luôn cẩn thận nhưng không nghĩ được lại trúng chiêu của Hoa Nhài Vàng, Bạc, thật là buồn cười. Trong thực tế thì đúng thực không buồn cười chút nào, Hạ Tưởng chỉ cảm thấy mơ mơ màng màng thì đã bị Hoa Nhài Vàng, Bạc đưa lên tầng, lúc ý nghĩ trở lại thanh tỉnh thì cũng là lúc tứ chi bất lực, cũng không biết bị hạ thuốc gì. Sau đó hắn đã được người đỡ vào phòng, xúc cảm vẫn còn nguyên, rõ ràng cảm nhận được hơi thở tràn đầy thanh xuân của Hoa Nhài Vàng, Bạc, cơ thể tuyệt đẹp và co giãn của hai cô, rồi còn cả mùi thơm cơ thể của hai cô xông lên tận mũi. Bị bắt phải hưởng thụ trái ôm phải ấp trong lúc Hạ Tưởng thì chân không thể nhấc, đầu không thể động, ánh mắt lại có thể chuyển động và có thể thấy rõ được mọi thứ. Căn phòng rất lớn, rất thoải mái, trong phòng một cái giường lớn có thể nằm được ba người, bên trên còn có rải các cánh hoa hồng, còn hắn bị thả lên trên giường, không thể không nói là cực kỳ hưởng thụ. Ngay từ đầu thì Hoa Nhài Vàng, Bạc dường như nhỏ giọng tranh luận cái gì, vẻ mặt của Hoa Nhài Bạc kiên quyết, vẻ mặt Hoa Nhài Vàng đỏ bừng. Cuối cùng, Hoa Nhài Bạc dường như nóng nảy, đẩy hẳn Hoa Nhài Vàng ra rồi đi tới trước mặt Hạ Tưởng, ánh mắt lớn mật nhìn Hạ Tưởng. Trong ánh mắt dường như có sự ủy khuất và không cam, cô đứng sững một hồi rồi bỗng nhiên nước mắt chảy xuống. Sau đó,
cô bắt đầu cởi váy áo dễ cởi, lập tức tuột khỏi, một thân thể hoàn mỹ liền trình diện ra trước mặt Hạ Tưởng, một bầu ngực cao ngất, phập phồng và căng tròn. Cho dù dùng hết ánh mắt bắt bẻ của hắn mà bình phẩm thì dáng người của Hoa Nhài Vàng cũng có thể nói là hoàn mỹ hạng nhất, không có bất cứ một tì vết nào. Tuyệt đối là lễ vật tốt nhất mà trời đất ban tặng cho người đàn ông. Trong ấn tượng của Hạ Tưởng thì Hoa Nhài Bạc luôn luôn lạnh lùng và giữ khoảng cách nhất định với hắn, mà Hoa Nhài Vàng thì dường như có cảm tình tốt hơn đối với hắn. Không nghĩ tới, người đầu tiên chủ động ngày hôm nay không ngờ lại là Hoa Nhài Bạc. Hạ Tưởng không phải không nghĩ tới muốn ôm hai cô gái này vào ngực, nhưng hiện tại thì đã bị đẩy vào trạng thái đối nghịch, sắp đến thời khắc khai chiến cuối cùng với Nga Ni Trần. Chỉ có điều lúc này hắn không thể động đậy, đành phải dùng ánh mắt ra hiệu cho Hoa Nhài Bạc, xin cô không được làm điều sằng bậy. Ngay cả chính hắn cũng cảm thấy buồn cười, sao mà thế thời thay đổi, một người đàn ông lại ra ám chỉ với một cô gái đẹp để cô không làm điều sằng bậy. Nếu điều này rơi vào tai người khác thì liệu mấy ai tin tưởng. Nhưng quả thật hắn không nghĩ tại đây nên phát sinh ra thêm cái gì, thời cơ không thích hợp, cũng không muốn vì một lần phóng túng mà bị Nga Ni Trần bắt được nhược điểm. Hoa Nhài Vàng, bạc có phải là được Nga Ni Trần phái tới hay không thì cũng không phải là điều trọng yếu, quan trọng là chỉ cần các cô đắc thủ thì hắn sẽ bị Nga Ni Trần bám sát gắt gao. Hoa Nhài Bạc cũng không để cho Hạ Tưởng thêm cơ hội, cô trèo lên giường rồi xé tan áo hắn ra, rồi lại xoay người ngồi trên người Hạ Tưởng. May mắn thế nào mà vị trí cô ngồi lại nằm trên bộ vị mẫn cảm của Hạ Tưởng, dưới sự hấp dẫn cùng mùi hương mê người của một cô gái đẹp. Nếu sinh lý của hắn mà không phản ứng thì sẽ không phải là một người đàn ông. Hoa Nhài Bạc đã nhận ra phía dưới người của Hạ Tưởng biến hóa, vốn cô đang cố gắng làm ra vẻ mặt lạnh lùng, dù sao cô cũng chưa từng trải qua việc này, nên lập tức mặt cô đỏ lên, càng hiện ra vẻ kiều diễm như hoa, quyến rũ mê người. Xong rồi, Hạ Tưởng lại nhìn thấy một cảnh tượng Hoa Nhài Vàng đang ở một bên xấu hổ mà thoát y. Cả hai người đều giống nhau. Dáng người hoàn mỹ và ma quỷ trên một gương mặt thiên sứ, lại là cặp chị em xinh đẹp như hoa giống nhau như đúc, thử hỏi trên đời này còn có người đàn ông nào có thể ở trước mặt Hoa Nhài Vàng, bạc mà trong lòng không loạn. Có khả năng là có đàn ông dù núi Thái Sơn có sập trước mặt cũng không biến sắc, nhưng không có người nào khi đối mặt với Hoa Nhài Vàng, bạc đang trần truồng đầy hấp dẫn mà thờ ơ được cả. Hắn muốn động đậy mà không động đậy được, muốn hô lên mà không phát ra được tiếng. Hắn chỉ cảm thấy cả người bị đè nén rất khó chịu, thầm nghĩ phải tìm một chỗ để trút ra hết. Lúc Hoa Nhài Vàng, bạc gần như lộ ra toàn bộ cơ thể mà đứng ở trước mặt Hạ Tưởng thì là lúc gần như Hạ Tưởng phát cuồng lên. Phần đông đám đàn ông khi gặp một cặp chị em xinh tươi như hoa như ngọc lộ thân hình tuyệt mỹ đầy hấp dẫn đứng trình diễn ở trước mắt thì đều hồn bay phách lạc, nhất là khi hai người đều cởi bộ đồ lót xuống, cả hai thân hình lồ lộ ngay trước mắt Hạ Tưởng. Nếu hắn có thể cử động được thì có lẽ cũng không chút do dự nào mà vồ ngay hai người trước mắt để ăn tươi nuốt sống. May mắn là hắn không thể cử động. Sau khi Hoa Nhài Bạc cởi áo của Hạ Tưởng liền muốn cởi tiếp quần của hắn. Quần áo mùa hè mỏng manh, rất dễ cởi, dây nịt mà tháo ra thì cái quần sẽ được cởi xuống. Hạ Tưởng nhắm hai mắt lại, thật mất mặt, tuy rằng nói là diễm phúc đưa đến tận miệng nhưng chẳng khác nào đang bị Hoa Nhài Vàng. Bạc đùa giỡn, khí thế hùng hồn của đàn ông đang ở đâu? Đột nhiên, một loạt tiếng đập cửa dồn dập, còn có giọng nói của Tiêu Ngũ từ bên ngoài cửa truyền vào. Lãnh đạo, lãnh đạo! Vốn mặt của Hoa Nhài Vàng, bạc đã đỏ lưỡng như máu, cả hai người lúc này đang rất căng thẳng khẩn trương, nhất là Hoa Nhài Vàng, hai tay run rẩy, dường như sụi lơ ở trên người của Hạ Tưởng. Tiếng cửa vang lên thì hai người như con chim nhỏ bị sợ hãi, lập tức nhảy sang một bên. Nhanh chóng mặc quần áo, liếc nhìn nhau rồi trong nháy mắt liền làm một hành động khiến Hạ Tưởng không thể tưởng tượng được vội cánh cửa trong phòng ra, chạy chối chết không dám ngoái đầu nhìn lại. Phòng này là kiểu căn hộ, bên trong còn có một căn phòng. Dưới sự trợ giúp của nhân viên khách sạn thì Tiêu Ngũ cũng mở được cửa phòng bước vào, vừa vào tới cửa y nhìn thấy ngay Hạ Tưởng đang ngồi ở trên giường, vẻ mặt tươi cười vô tội, áo quần sạch sẽ, chỉnh chu, bình yên vô sự. Y không khỏi thở dài một tiếng. Lãnh đạo làm tôi sợ muốn chết, tôi nhận được điện thoại của Phó Thị trưởng Thụy, nói rằng có khả năng ngài gặp chuyện không may, yêu cầu tôi tới khách sạn tìm ngài. Cái gì? Hạ Tưởng kinh ngạc, không phải là do Tiêu Ngũ kịp thời phát hiện mà sự xuất hiện của Tiêu Ngũ không ngờ là được Thụy căn mật báo, chuyện này rất có ẩn tình. Tình huống xảy ra như thế nào? Tôi cũng không rõ lắm,
Phó thị trưởng Thụy nói rằng ông ta đang đợi ngài gọi điện thoại cho ông ấy. Tiêu Ngũ cũng phát hiện ra hiện tượng lạ, trên giường thì cánh hoa hồng vẫn còn đó, hơn nữa trong lúc bối rối thì không biết là hoa nhài vàng hay là hoa nhài bạc để quên một chiếc nịt ngực ở trên giường. Lãnh đạo, có phải là tôi đến không đúng thời điểm? Đừng suy nghĩ bậy bạ, ít nói chuyện lung tung đi. Hạ Tưởng cười ha hả, vụ bê bối này tuyệt đối không thể để cho người khác biết được. Sự tình hôm nay xem như là không phát sinh ra. Tiêu Ngũ không hỏi nhiều, chỉ mỉm cười rồi gật gật đầu, tuy nhiên vẻ tươi cười của y có chút hơi mờ ám. Hạ Tưởng cũng không để ý tới Tiêu Ngũ, tác dụng của thuốc đã qua, hiện tại thì hắn đã hành động được bình thường, vội vàng cùng Tiêu Ngũ thoát ra khỏi hiện trường. Khi ra tới bên ngoài, ngay tức khắc hắn gọi một cuộc điện thoại cho Thụy Căn. Phó thị trưởng Thụy, xin hỏi ngài có gì chỉ giáo? Giọng điệu của Hạ Tưởng vô cùng khách khí. Tôi già rồi, làm sao còn dám chỉ giáo người trẻ tuổi? Thụy Căn tỏ ra một bộ dạng tang thương rồi nói. Chẳng qua là ăn may một chút, mắt tinh một chút mà thôi. Nghe cậu hỏi như vậy chắc hắn không có việc gì, không có việc gì là tốt rồi. Tất nhiên Thụy Căn tuyệt không tự nhiên không có việc gì lại tìm hắn như vậy, Hạ Tưởng liền tiếp tục truy vấn. Thế cục của thành phố Lang gần đây thì Phó Thị trưởng Thụy cũng đã nhìn thấy, ngài đã từng là Phó Thị trưởng thường trực, xin ngài phát biểu một chút cái nhìn của ngài, chỉ điểm công tác cho tôi một chút. Khụ khụ. Thụy Căn cũng không biết thực sự là bị ho hay là giả bộ, dù sao sau một loạt tiếng ho rồi nói ra một câu. Đã lui rồi thì thôi, cũng không cần nói lung tung. Nói là không nói lung tung nhưng thật ra đây chính là nói ra suy nghĩ của mình. Hạ Tưởng suy nghĩ rồi nói thêm một câu. Chứng cứ vô cùng xác thực, chỉ là vấn đề về thời gian. Thụy Căn không đầu không đuôi mà nói ra một câu. Làm việc cũng không được quá lạc quan, phải làm thật tốt để tránh tình trạng các tính toán bị phá vỡ. Đây là ám chỉ Cổ Hướng Quốc hay là chỉ Nga Ni Trần? Hạ Tưởng thấy Thụy Căn nói chuyện cứ thích tung sương mù, thì biết rằng ông ta chắc chắn có lo ngại nào đó, vì thế liền cố ý chuyển hướng nói ra một câu. Cảm ơn Phó Thị trưởng Thụy hôm nay ra tay đúng lúc. Tôi cũng đúng lúc ra khỏi nhà thì vừa lúc nhìn thấy cậu và người khác đi cùng nhau, rồi dựa trên lòng tốt của mình mà nhắc nhở Tiêu Ngũ một câu. Rốt cuộc có giúp được cậu hay không thì tôi cũng không dám chắc lắm. Thụy Căn nói chuyện rất lấp lửng. Hạ Tưởng xem như hiểu, hắn cười ha hả. Phó Thị trưởng Thụy, Bắc Kinh không thích hợp làm nơi dưỡng lão, người quá nhiều lại ồn ào, không phải là thành phố thích hợp để ở. Thành phố Yến thì khác, nếu có một khu vườn bên cạnh sông Hạ Mã, có thể xuân ngắm hoa, thu ngắm trăng, hưởng thụ chuyện vui của cõi đời. Ý kiến hay. Hiển nhiên lời nói của Hạ Tưởng rốt cuộc nói đúng tâm sự của Thụy Căn, ông ta liền mỉm cười. Trật tự trị an của thành phố Yến so với thành phố Lang thì cũng tốt hơn nhiều, người già cả như tôi thì sợ nhất là bị người nào đó va phải, chỉ cần va vào một cái là có thể ngã gãy xương ngay. Hạ Tưởng nghe ra ngụ ý của Thụy Căn. Nhà ở hai bên bờ của sông Hạ Mã đều là do bạn bè của tôi đầu tư và xây dựng, Phó Thị trưởng Thụy coi trọng tiểu khu nào thì ngài nói một tiếng, tôi đảm bảo rằng bọn họ sẽ cho ngài giá cả ưu đãi nhất. Nhà ở thì thật ra tôi cũng xem xong rồi, tuy nhiên việc chuyển nhà thì rất phiền toái. Chúng tôi hai vợ chồng già, không được mấy người, sợ là không tiện dọn nhà. Thụy Căn nói rể già gần nửa ngày rốt cuộc mới đi thẳng vào vấn đề chính của câu chuyện. So với sự suy đoán của Hạ Tưởng thì không khác biệt lắm, Thụy Căn là thấy thời cơ chín muồi nên muốn rời khỏi thành phố Lang. Trước kia thì ông ta đang ở dưới bóng râm của Cổ Hướng Quốc và Nga Ni Trần, muốn chạy cũng ca đi không được, hiện tại mắt thấy cả đế chế kia lung lay sắp đổ thì không đi lúc này còn đi lúc nào. Nhưng thực ra thì ông ta vẫn lo lắng việc bị Nga Ni Trần trả đũa. Để tôi bảo Tiêu Ngũ giúp ngài chuyển nhà, chỉ sợ anh ta tay chân vụng về. Nếu chẳng may lỡ tay làm hỏng đồ vật gì của ngài thì ngài cũng không nên oán giận. Hạ Tưởng đúng lúc đưa ra thiện ý của mình. Thụy Căn lập tức tiếp nhận câu chuyện. Chàng trai Tiêu Ngũ không tồi, có anh ta giúp tôi chuyển nhà thì tôi hoàn toàn yên tâm. Ông ta cười ha hả vài tiếng rồi nói thêm. Tôi già rồi nhưng cũng thích náo nhiệt, có thêm nhiều chàng trai trẻ nữa cũng tốt, khó mấy khi có lần náo nhiệt như vậy. Nói một hồi lâu nhưng Hạ Tưởng cũng không truy ra thêm ý đồ gì của Thụy Căn, hắn biết rằng cái mà Thụy Căn muốn nói chắc chắn khi tới thời điểm sẽ tự mình nói ra, bởi vì hắn rất hiểu Thụy Căn, đây là người rất có tính nhẫn nại, hơn nữa còn là người chưa thấy thỏ thì chưa thả chim ưng.
không ngờ trong chớp mắt thì Thủy Căn đã chấm dứt cuộc điện thoại, rốt cuộc chỉ nói thêm một câu. Phó thị trưởng Hạ, cảm ơn cậu, cậu là một chàng thanh niên khiến cho người ta phải tin cậy. Khi nào chuyển nhà xong thì tôi sẽ bảo Tiêu Ngũ mang đến cho cậu một lễ vật. Hạ Tưởng hiểu ý cười, Thủy Căn sẽ không đưa cho hắn những loại lễ vật như trà, thuốc lá, rượu gì đó, mà lễ vật theo như lời ông ta nói có lẽ sẽ đưa cho hắn một niềm vui nào đó. Khi về đến nhà, sau khi nằm xuống thì Hạ Tưởng thấy trằn trọc, khó có thể đi vào trong giấc ngủ. Lúc này Vệ Tân không ở đây, cô có chuyện nên quay về thành phố Yến. Nếu không, với trạng thái hiện tại của Hạ Tưởng thì hắn sẽ ăn tươi nuốt sống Vệ Tân ngay. Cảnh tượng như mơ lúc vừa rồi với hoa nhài vàng, bạc thì cho dù hắn không muốn cũng phải miên man bất định, hắn đã cố tình dìm xuống nhưng dáng người hoàn mỹ của hai mỹ nhân này lại luôn hiện lên trước mắt hắn. Một cô gái hoàn mỹ đã là hiếm có, huống chi lại là hai người. Lại còn hai người giống nhau như đúc, Hạ Tưởng phải thừa nhận rằng mặc dù tự nhận là ý chí của hắn đủ kiên định, nhưng dưới thế công của hoa nhài vàng, bạc thì hắn bại trận một cách toàn diện, không có sức phản kháng. Ngày hôm sau, rốt cuộc tiết trời mưa dầm liên miên chấm dứt, mưa tạnh trời quang, thành phố Lang đón một ngày đẹp nhất trong tháng vừa qua. Luồng không khí nhẹ nhàng khoan khoái, tiết trời mát mẻ, trời cao mây xanh, làm cho người ta thấy vui vẻ và thoải mái. Đương nhiên, những người vui vẻ thoải mái là những người bên ngoài, còn người trong chốn thế tục thì làm sao có một phút giây nào để thả lỏng. Hạ Tưởng vừa lên trụ sở thì liên tiếp nghe được một vài tin tức truyền đến, hắn chỉ biết rằng cuối cùng thì tấm màn lớn của thành phố Lang đang chậm rãi hạ xuống. Nhất là Dương Minh đã tỉnh lại, sau khi tỉnh lại thì câu đầu tiên mà y nói ra là: "Tôi là hung thủ giết người, tôi muốn tự thú." Tuy rằng tình huống hiện tại của y thì không thể xem là tự thú, nhưng ít nhất thì thái độ của y cũng phải biểu lộ ra sự chủ động phối hợp để đi tìm chính nghĩa. Thứ hai là Thôi Kiến đã thoát khỏi việc nguy hiểm đến tính mạng, đã không còn trở ngại gì, trong vòng một tuần thì có thể xuất viện. Dương Minh và Thôi Kiến là hai tấm lưới lớn, một tấm lưới bắt Cổ Hướng Quốc, một tấm bắt Nga Ni Trần. Việc cả hai người đồng thời tỉnh lại thì cho thấy có thể cùng lúc thu về cả hai tấm lưới. Thời gian buổi sáng là các buổi họp theo lệ thường, các buổi họp này mở ra cũng không có tác dụng nhưng lại không thể không có. Vào lúc họp thì biểu hiện của Cổ Hướng Quốc đã gây ra sự chú ý cho mọi người, dường như y đã dỡ được một tảng đá lớn đang treo ở trên đầu, rất nhẹ nhàng, thần sắc điềm tĩnh, thư thái, hơn nữa khi lên tiếng cũng rất dõng dạc. Đừng nói là Ngả Thành Văn khó hiểu mà ngay cả Hạ Tưởng cũng âm thầm ngạc nhiên, không hiểu Cổ Hướng Quốc lại có tấm bùa hộ mệnh nào đây. Nếu không thì sao vào lúc Dương Minh sắp nhận tội, lại tỏ ra một thái độ như đã định liệu hết cả rồi vậy. Hạ Tưởng tự nhận là cũng có hiểu biết về Cổ Hướng Quốc, biết rõ rằng nếu không phải có sự sắp xếp thì tuyệt nhiên y không thể có biểu hiện như thế được. Chắc chắn là lại xuất hiện biến số gì. Vào buổi chiều thì công chuyện cũng không nhiều lắm, trong văn phòng của mình Hạ Tưởng tiếp mấy cục trưởng tới báo cáo công tác. Khi tới hơn 4 giờ chiều, khi xử lý gần xong các công việc, tạm thời có thể thư giãn đầu óc, lúc này hắn liền lấy điện thoại gọi cho Tống Chiêu Độ. Thật không khoa trương mà nói rằng, mười mấy thành phố cấp 3 trong toàn tỉnh, tổng cộng có khoảng hơn 20 bí thư thành ủy và thị trưởng, mười mấy phó thị trưởng thường trực, nhưng không một người nào có thể bất cứ lúc nào cầm lấy điện thoại là gọi điện thẳng tới chủ tịch tỉnh. Chỉ có Hạ Tưởng chẳng những có thể vào bất cứ lúc nào cũng có thể trò chuyện với chủ tịch tỉnh, mà còn có thể bất cứ lúc nào liên lạc được với số điện thoại cá nhân của một vài ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Chủ tịch Tống, gần đây có tin tức gì không ạ? Hạ Tưởng vừa hỏi thăm dò đồng thời nói ra vẻ khác thường của Cổ Hướng Quốc. Tống Chiêu Độ cũng rất buồn bực. Không có, Bắc Kinh và tỉnh ủy cũng rất bình tĩnh. Gần đây thì Bí Thư Phạm rất khiêm tốn, cực kỳ khiêm tốn, đồng thời cũng rất theo sát bước chân của Trung ương. Nghe nói có một số thủ trưởng trong các buổi gặp không công khai thì cũng đã khen ngợi ông ta mấy câu. Phạm Duệ Hằng đúng lúc lại thay đổi hình tượng, lấy vẻ khiêm tốn, nghe lời để chiếm được thiện cảm của Trung ương, điều này phù hợp với suy nghĩ nhất quán của y. Thật ra, Hạ Tưởng vẫn cho rằng ngay từ khi còn đảm nhiệm phó chủ tịch thường trực tỉnh thì phong cách làm việc của Phạm Duệ Hằng vẫn đã tỏ ra rất khôn khéo. Cho dù tỉnh Yến và Bắc Kinh thành lập vành đai kinh tế, cho dù địa vị chính trị và kinh tế dần dần được nâng cao nhưng đây vẫn là một quá trình rất lâu dài. Trước khi thật sự trở thành tỉnh lớn về kinh tế và chính trị, thì tốt nhất là bí thư tỉnh ủy tỉnh Yến không cần có ý tưởng gì cao xa trong chính trị vào lúc này thì mới tốt.
vừa buông điện thoại của Tống Chiêu Độ xuống thì điện thoại liền lại vang lên, bên trong truyền đến giọng nói dồn dập đầy bất an của anh Thành. Phó thị trưởng Hạ, Trần Đại Đầu ở trong ngục sợ tội mà tự sát rồi ạ. Chương 887, gió sắp đổi hướng. Trần Đại Đầu là người nổi tiếng ở thành phố Lang, tuy không nổi tiếng bằng Nga Ni Trần, nhưng do hắn ta làm tổng đại lý cho Sơn Occupy, cộng thêm y là anh trai của Nga Ni Trần nên ở thành phố Lang gần như không ai là không biết. Tin tức Trần Đại Đầu tự sát truyền ra lập tức gây nên chấn động. Ngay cả Hạ Tưởng cũng thấy bất ngờ, vô cùng tức giận, còn chưa gọi điện hỏi cho ra lẽ thì Lộ Hồng Chiêm đã đến báo cáo hắn quá trình sự việc. Nói ra buồn cười, hắn chỉ là phó thị trưởng thường trực, Lộ Hồng Chiêm lại vội vội vàng vàng báo cáo công việc với hắn không đúng quy củ chút nào. Nhưng việc không đúng quy tắc trong quan trường nhiều lắm, Hạ Tưởng cũng biết, Lộ Hồng Chiêm không phải là thật lòng muốn báo cáo hắn, mà là muốn rạch ròi trước hắn, chứng minh y trong sạch. Ở trong trại tạm giam Trần Đại Đầu là dùng dây giày treo cổ tự sát, trạng thái chết rất thảm, mà cũng rất buồn cười. Giày của Trần Đại Đầu là hàng hiệu, dây đeo giày rất chắc chắn, cả người y gần như được treo lên nhưng dây vẫn không đứt. Bởi vì Trần Đại Đầu dù sao cũng là nhân vật công chúng, cũng có thân phận nhất định, do đó y được xếp giam riêng một phòng trong trại tạm giam. Ai cũng không ngờ y sẽ tự sát, cho đến ngày thứ hai lúc phát hiện ra cơ thể đã lạnh cứng rồi. Trần Đại Đầu không để lại lời chăn chối nào, trước lúc chết y nghĩ cái gì thì không ai biết cả. Hạ Tưởng tin rằng trong vụ Trần Đại Đầu tự sát Lộ Hồng Chiêm không nhúng tay vào. Lộ Hồng Chiêm rất khôn khéo, bây giờ giữa y và Cổ Hướng Quốc không gần cũng không xa, vừa không đặc biệt xa cách, lại trong lúc phản kháng của cuối cùng của Cổ Hướng Quốc và Nga Ni Trần không tham gia vào. Lộ Hồng Chiêm cũng biết chuyện trong chính trị biến hóa thất thường, chủ yếu là Hạ Tưởng muốn lật đổ Cổ Hướng Quốc và Nga Ni Trần. Chứ không phải y, nếu y không làm chướng ngại vật thì sẽ không chướng mắt. Không chướng mắt, không chủ động gây chuyện, liên lạc tìm hiểu, báo cáo nhiều thì không ai lại cứ phải gây sự với bạn, đúng thế không? Có điều vẫn là người chết rồi, Lộ Hồng Chiêm xử lý mấy cảnh sát lơ là nhiệm vụ, và chịu mở cuộc họp báo, thông báo kết quả điều tra của Cục Công an thành phố về vụ án Trần Đại Đầu tự sát. Việc Trần Đại Đầu tự sát đã đả kích Nga Ni Trần rất lớn, khi vừa nghe được tin xong. Trước mắt y một màn đen tối, ngất tại chỗ. Tỉnh lại trong bệnh viện, Nga Ni Trần bật khóc, tình cảm giữa y và anh trai rất sâu nặng, mười mấy năm luôn sâu nặng như vậy, không ngờ đến phút cuối anh trai lại chết trong trại tạm giam, quá đột ngột làm y không thể chấp nhận sự thật Trần Đại Đầu tự sát chết. Hoa Nhài Vàng, Hoa Nhài Bạc ở bên cạnh y, đôi mắt sưng đỏ vì khóc. Sau khi Nga Ni Trần tỉnh lại, đầu tiên là y đau lòng, rồi y nghĩ ra cái gì đó vội nói. Tình thế hiện tại thế nào rồi? Thuộc hạ trung thành nhất lão tặc luôn ở bên cạnh bảo vệ y nói. Không tốt lắm, nhóm người Bắc Kinh đến làm loạn cả ngày, gần đây người bên Thiên Tân cũng đến không ít, người của chúng ta kẻ thì đi mất, kẻ thì phân tán, còn lại không đến 1/3. Ông trời sắp sụp thật rồi sao? Nga Ni Trần nhìn Hoa Nhài Vàng, Hoa Nhài Bạc khóc đau lòng, bỗng nhiên cảm giác bực bội không đâu. Chỉ tiếc là y đẻ ra hai đứa con gái. Nếu là hai đứa con trai thì dù y chết cũng không ai dám có ý động vào y. Còn điều nữa là, con gái quyến rũ Hạ Tưởng suýt nữa thành công rồi, phút cuối cùng lại thất bại trong gang tấc, chẳng lẽ vận số của y đã cạn, mọi chuyện đều không được như ý nữa. Trần Đại Đầu vừa chết, Nga Ni Trần liền già đi mấy tuổi. Y nằm trên giường bệnh nghĩ đi nghĩ lại, quyết định thu tay lại nhận thua Hạ Tưởng, chỉ mong có thể giữ được cái mạng già này. Điện thoại của lão tặc vang lên. Sau khi nhận điện thoại xong vẻ mặt ông ta khác lạ, nhìn Nga Ni Trần. Chủ tịch Trần, phía Bắc Kinh có người báo phong thanh, chỉ cần anh đưa con gái đến chỗ họ, bọn họ sẽ thay anh trừng trị Hạ Tưởng. Cút, để bọn chúng cút hết đi. Nga Ni Trần nổi giận lôi đình mà ho khụ khụ. Bố, Hoa Nhài Vàng, Hoa Nhài Bạc cùng bổ nhào vào lòng Nga Ni Trần, khóc không thành tiếng. Hoa Nhài Bạc cắn răng. Con đi, núi đao biển lửa con cũng muốn đi. Chỉ cần có thể giúp được bố thì có chết con gái cũng thấy đáng. Làm sao Nga Ni Trần có thể ngờ được mình lại rơi vào nông nỗi này. Y nước mắt tuôn rơi, nắm chặt tay Hoa Nhài Vàng. Con gái à, bố liều mạng chết cũng phải bảo vệ hai đứa. Y quay sang nói với lão tặc. Nhanh chóng làm thủ tục ra nước ngoài cho hai đứa, không phải sợ tốn tiền, càng nhanh càng tốt. Lão tặc vâng một tiếng, rồi lập tức đi làm. Nga Ni Trần quyết định rồi. Đưa con gái ra nước ngoài,
một mình y ở lại chống chọi. Có thể kiên trì được đến ngày mà Cổ Hướng Quốc nói thay đổi thời cơ thì tốt nhất, cho dù không thể thì y chết một mình, chỉ cần bảo vệ con gái an toàn thì chết cũng không hối tiếc. Cô nén ốm đau, Nga Ni Trần trấn an con gái, cảm thấy tinh thần tốt hơn một chút, Hoa Nhài Bạc liền bón cơm y. Đang lúc ăn cơm, điện thoại lại vang lên. Nga Ni Trần nhìn số điện thoại gọi đến là số Bắc Kinh, trong lòng nhảy dựng vội vàng nghe máy. Là người phụ trách chi nhánh công ty ở Bắc Kinh gọi tới. Chủ tịch Trần, sản nghiệp ở Bắc Kinh, không giữ được rồi. Mấy cổ đông lớn liên kết lại chấp nhận để một công ty khác mua với giá thấp, còn công ty đưa ra thị trường của chúng ta giờ giá trị bị co rút nghiêm trọng, gần đứng bên bờ vực phá sản rồi. Hụ, Nga Ni Trần bị kích động vào tim ho ra ngụm máu tươi, bắn lên cả người Hoa Nhài Vàng, Hoa Nhài Bạc nhìn ghê người. Cả đời Nga Ni Trần tung hoành hai phe đen, trắng chưa thua bao giờ, cũng chưa bao giờ cho rằng ông trời đoạn tuyệt đường lui của con người. Bây giờ y đã tỉnh ngộ rồi, bị hiện thực tàn khốc ép cho phải lâm vào đường cùng. Sản nghiệp ở Bắc Kinh là ràng buộc giữa y và tầng cao đứng sau màn tối, tầng cao không nói chuyện với y, trực tiếp liên kết cổ đông mà ra tay. Cổ đông gì chứ, toàn là họ hàng thân thích của tầng cao. Họ nhìn ra viễn cảnh xấu đi, trong phút cuối cùng ám thêm một món, sau đó tàn nhẫn bỏ rơi y. Cho đến lúc này y mới hiểu ra một đạo lý, quan chức câu kết với thương nhân, thì thương nhân vĩnh viễn ở tình cảnh xấu, bất kỳ lúc nào cũng có khả năng trở thành cá nằm trên thớt mặc cho quan chức chặt, mặc cho người ta thao túng. Giờ y chính là con cá nằm trên thớt do con người tạo ra, hơn nữa đối phương ra tay rất nhẫn tâm, còn quá đáng hơn hạ tưởng. Bị hai sự việc nghiêm trọng Trần Đại Đầu tự sát và tầng cao ở Bắc Kinh bỏ rơi đả kích cùng một lúc, cuối cùng Nga Ni Trần không chống trụ được nữa, lại bất tỉnh. Hoa Nhài Vàng, Hoa Nhài Bạc hoang mang lo sợ, hai người ôm đầu khóc thảm thiết. Ngay trong lúc Nga Ni Trần hôn mê bất tỉnh, thành phố Lang lại xảy ra một chuyện lớn nữa. Thực ra nói là chuyện lớn thì hơi miễn cưỡng, nói là chuyện nhỏ thì cũng không hợp lắm. Bởi vì sự việc gây ra chấn động không nhỏ, nguồn cơn bắt đầu có liên quan đến việc Thụy Cái chuyển nhà. Ban đầu tưởng rằng Thụy Cái chuyển nhà sẽ không có trắc trở gì cả, có Tiêu Ngũ dẫn người ra mặt, hiện Nga Ni Trần lại đang trong bệnh viện, thế lực của y gần như đứng bên bờ sụp đổ thì còn sức đâu gây thêm rối loạn nữa. Cho nên Tiêu Ngũ cũng không để tâm lắm, chỉ dẫn theo không đến 10 người đến giúp Thụy Cái chuyển nhà. Thụy Cái nói chuyển là chuyển thật luôn, hơn nữa động tác còn rất nhanh, hình như không muốn ở lại thành phố Lang thêm một ngày vậy. Mới đầu khá thuận lợi, Tiêu Ngũ và nhóm anh em chỉ phụ trách cảnh giới, nhìn người công ty chuyển nhà làm việc. Đợi đồ đạc đều chất lên xe xong, đang chuẩn bị xuất phát thì xảy ra chuyện. Không biết từ đâu nhảy ra một nhóm người, khoảng 4.050 người khí thế hùng hổ, tay cầm gậy gộc hét ầm ĩ bao vây lấy công ty chuyển nhà. Không nói lời nào liền ra tay đập phá đồ đạc, nói là đến đòi nợ hoàn toàn chính đáng, muốn chôn á, còn lâu. May mắn là có đám người Tiêu Ngũ ở đó, nếu không vợ chồng Thụy Cái dù không bị đánh bị thương nhưng cả xe đồ đạc đều bị đập tan tành. Đồ đạc không đáng bao nhiêu tiền, nhưng mục đích chính là gây ra khủng hoảng tâm lý. Tiêu Ngũ tinh mắt, vừa nhìn là nhận ra ai là kẻ cầm đầu. Y quyết định thật nhanh, tiến lên trước một bước đánh một quyền vào bả vai của kẻ cầm đầu. Tên cầm đầu vai rộng eo tròn, sức khỏe cường tráng, bị một quyền của Tiêu Ngũ đánh trúng nên người thoáng lảo đảo, nhưng y chỉ bị lùi về sau một bước, rồi nhanh chóng cầm thanh sắt trong tay đập ngược lại Tiêu Ngũ. Tiêu Ngũ cả kinh, thấy đối phương cũng khá bản lĩnh, hắn ta liền tránh sang một bên. Không ngờ hắn tránh được một đòn của đối thủ, thì thanh sắt lại đập trúng đầu Kha Lâm đang ở phía sau. Đầu Kha Lâm liền loang lổ máu, cả người choáng váng ngã ập xuống đất. Kha Lâm là anh em thân như ruột thịt, vào sinh ra tử với Tiêu Ngũ. Y bị thương giống như chính Tiêu Ngũ bị thương vậy, hơn nữa nhìn bộ dạng y bị thương không nhẹ, trên đầu rách một mảng to, máu tươi chảy ròng ròng. Tiêu Ngũ tức giận, tiến lên giằng co với đối thủ. Đánh rồi mới biết, võ thuật của đối phương quả nhiên rất mạnh, mới chỉ vài chiêu đối mặt mà Tiêu Ngũ đã dính ít đòn, còn đối thủ cũng không tốt hơn mấy, có thể nói là cả hai cùng có thắng có bại. Lần đầu tiên Tiêu Ngũ gặp phải một đối thủ đáng kinh, hăng máu lên quần nhau tơi bời với hắn ta. Đối thủ người đông thế mạnh thì sao, đội Tiêu Ngũ không đến 10 người, bên đối thủ thì 4.050 người, người tên nào cũng vạm vỡ, đều biết chút võ thuật. Chẳng mấy chốc đám người Tiêu Ngũ bị đánh cho nằm la liệt trên đất. Tiêu Ngũ cũng bị thương không nhẹ, một cánh tay, một xương sườn bị gãy,
y cố gắng chống chọi đợi Hạ Tưởng đến cứu. Bởi vì y biết, đối phương đánh ngã y chỉ là bước đầu tiên, bước tiếp theo có thể sẽ gây bất lợi cho vợ chồng Thủy Cái. Y đến bảo vệ vợ chồng họ, nếu hai người có gì sơ suất thì là y đã không làm tròn trách nhiệm. Lúc Hạ Tưởng nhận được tin thì sự việc đã xảy ra được 10 phút rồi. Hắn đang ở văn phòng cùng với Dương Uy bàn bạc kế hoạch đầu tư tiếp theo, lúc nhận được tin mặt liền biến sắc. Dương Uy không phải người ngoài, nên hắn cũng không giấu giếm, kể hết với Dương Uy sự thật. Dương Uy cũng phát hỏa, bẻ ngón tay kêu tanh tách. Tôi và anh cùng đến đó xem thế nào, xem là ai mà ngang ngược đến vậy. Khi Hạ Tưởng và Lộ Hồng Chiêm, Dương Uy đến hiện trường, 4050 người kia đang ra sức đập phá xe chở đồ. Tiêu Ngũ bị đánh nằm bẹp trên đất, đang bị một đám người vây quanh. Lộ Hồng Chiêm thấy tình hình bất ổn, liền rút súng ra bắn cảnh cáo. Có khoảng 5060 cảnh sát đi theo, nhưng đối phó với đám người có tổ chức, lực lượng mà không đủ thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Không kịp rồi, Hạ Tưởng nhảy ra khỏi xe, sải bước chạy về phía trước, tiện tay nhặt một thanh sắt dưới đất lên. Đây là loại gậy chuyên dùng để đánh người, cầm trong tay rất vừa vặn, trọng lượng vừa phải nên hắn đoán luôn đối phương không phải là lưu manh thành phố lang. Bởi vì tính tổ chức, kỷ luật và sức chiến đấu của đối tượng còn cao hơn đám tay chân ô hợp của Nga Ni Trần. Hạ Tưởng đi nhanh đến hiện trường, cầm gậy sắt trong tay đánh vào sau đầu một người đang ra sức đá Tiêu Ngũ, người đó chỉ kịp a một tiếng, quay đầu nhìn Hạ Tưởng, mắt trợn lên ngã xuống đất bất tỉnh. Hạ Tưởng nổi giận ra tay đánh, không thèm bận tâm đến thân phận phó thị trưởng nữa. Có người đang đánh anh em của hắn còn giả vờ phong độ gì nữa. Mỗi lần vung tay là một gậy đánh tới, lại đánh bất tỉnh thêm một người. Mục đích của hắn rất rõ ràng, đã đánh thì phải đánh gục, để đối tượng mất hẳn đi sức lực chiến đấu. Lúc này Dương Uy cũng kịp thời chạy đến, thấy Hạ Tưởng dũng mãnh phi thường, mỗi tên một gậy đập trúng đầu. Y cũng sôi máu, nhặt gậy sắt lên gia nhập vào trận đánh. Có điều y ra tay không chừng mực bằng Hạ Tưởng, đánh tên đầu tiên không bị bất tỉnh, mà còn bị người ta đạp lại một cước. Đánh đầu tên thứ hai, ra tay hơi nặng nên đầu đối tượng bị chảy máu. Dương Uy và Hạ Tưởng áp lưng vào nhau, hăng hái sôi máu. Tuy là cũng dính tí trưởng, nhưng hào hùng tăng cao, cười ha ha. Không ngờ lại có lúc được cùng phó thị trưởng Hạ kề vai sát cánh chiến đấu, sau này nhớ lại cũng là một ký ức vẻ vang. Đâu chỉ vẻ vang, đợi sau này có một ngày Dương Uy nhớ lại chuyện xưa thì mặt mày cứ gọi là hớn hở. Lúc y kể chuyện, mấy vị cán bộ quan to cấp tỉnh đều không có ai tin cả. Ngay cả Lộ Hồng Chiêm của hiện tại cũng không dám tin vào mắt mình. Hạ Tưởng giận lên rồi, dáng vẻ mạnh mẽ của hắn lẫn giữa đám người chợt đông chợt tây, gậy sắt trong tay múa may như con hổ dũng mãnh giữa bầy sói. Mỗi tên đánh một gậy, kẻ bị đánh chúng không kêu cha khóc mẹ, mà là hoặc bất tỉnh tại chỗ, hoặc là lăn lộn trên đất. Lần trước lúc Hạ Tưởng giải cứu Phó Tiên Phong, động tác cực nhanh, nhưng khoảng cách xa tầm nhìn nên không gây ấn tượng mạnh đến Lộ Hồng Chiêm. Nhưng bây giờ Hạ Tưởng ở ngay trước mắt, hắn quên mình giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Hắn ra tay quyết đoán, thân thủ tốt đem lại sự kinh ngạc, chấn động Lộ Hồng Chiêm. Ông trời ơi, Hạ Tưởng đâu phải là phó thị trưởng, hắn căn bản là cảnh sát đặc nhiệm dũng mãnh vô địch, không, còn anh dũng hơn cảnh sát đặc nhiệm. Lộ Hồng Chiêm đắng ngắt đầu lưỡi, miệng chát, mắt không ngừng chớp, bộ dạng vô cùng buồn cười. Thâm tâm y rằng xé, hối hận chỉ có bản thân mình không hiểu rõ, nếu y sớm nhìn ra cảnh trước mắt thì đỡ phải khổ sở chống trụ trong những lần giao tranh trước. Còn không sợ chết chống đối Hạ Tưởng, y dựa vào đâu? Đúng vậy, cần thủ đoạn chính trị Hạ Tưởng có, muốn đầu óc kinh doanh Hạ Tưởng có, cần có thân thủ Hạ Tưởng cũng có điểm nào y so sánh được chứ? Mẹ nó, nếu sớm biết phó thị trưởng Hạ có năng lực như vậy, thì ngay từ lúc đầu đầu quân cho Hạ Tưởng thì tốt bao nhiêu, chứ đâu phải đến nỗi phải gánh xử phạt, còn bị người ở cục công an thành phố biến thành không trên không dưới khó chịu muốn chết. Đang lúc Lộ Hồng Chiêm mải suy nghĩ, đột nhiên Hạ Tưởng bất cần bị chúng đẩy một phát, liền có một tên khác cầm gậy sắt đập mạnh lên đầu Hạ Tưởng. Lộ Hồng Chiêm vội lo lắng. Tất cả công an liền tức giận. Ban đầu nếu dựa vào so sánh lực lượng, công an tại hiện trường tự nhận không kiểm soát nổi hơn 50 tên côn đồ nên vội vàng gọi cứu viện, sau đó bao vây lấy tất cả. Đám cảnh sát quen thói ỷ người đông thế mạnh nên không tham gia vào đám hỗn loạn, bởi vì họ nhận ra họ đang đối mặt với bọn liều mạng. Tên nào cũng cầm gậy sắt, hung hãn, ác độc,
vừa nhìn là biết không phải người thành phố lang, mà là những tay đánh đấm lão luyện. Làm cho cảnh sát bất ngờ khó có thể tin được là, đường đường phó thị trưởng Hạ lại là người đầu tiên nhảy vào giữa trận, tay cầm gậy sắt đánh ngất mấy tên, lại còn cùng Dương Uy lưng áp lưng, kề vai sát cánh chiến đấu, uy phong lẫm liệt, anh dũng hào hiệp. Trong nháy mắt, hình tượng bản sắc nam nhi của phó thị trưởng Hạ đã khích lệ đám công an tại hiện trường. Đàn ông đều có tâm huyết, nhất là đàn ông làm cảnh sát, cho dù có ẻo lả, nhát gan, nhưng đến cuối cùng vẫn là đàn ông. Khi tất cả ánh mắt mọi người nhìn theo đường gậy của Hạ Tưởng giơ lên hạ xuống, tâm trạng của bọn họ cũng đuổi theo bóng dáng của Hạ Tưởng, thấp thỏm, lo lắng. Chỉ chớp mắt công phu, Dương Uy đã bị thương, mũi bị rách, máu chảy khắp mặt. Cánh tay bị thương không nhấc lên được, nhưng y vẫn tươi cười bi tráng, hỗ trợ gắt gao xung quanh Hạ Tưởng. Lại nháy mắt, Hạ Tưởng cũng bị thương, bị người ta đập trúng, lại bị người ta đẩy, còn có kẻ giơ cao gậy sắt đập vào đầu hắn. Đám cảnh sát đỏ mắt, nổi giận bốc hỏa suýt cháy. Họ không đợi Lộ Hồng Chiêm phát lệnh nữa mà gào to một tiếng, vây sát thành bè như nước lũ cuồn cuộn xông vào giữa đám người. Không phải Lộ Hồng Chiêm không muốn phát lệnh, mà là nhiệt huyết y sôi trào, sớm đã quên đi thân phận mình là cục trưởng cục công an. Trong giây phút Hạ Tưởng bị người khác đánh trộm, y chỉ biết y là một tên đàn ông, một cảnh sát chỉ cần lùi một bước sẽ bị sỉ nhục. Trong lòng y sự nôn nóng và nhiệt huyết sớm bị phai mờ nay đã hoàn toàn bị hành động của Hạ Tưởng dẫn dắt, y hét to một tiếng, làm một hành động mà đến ngay bản thân cũng cảm thấy điên rồ là cởi áo, ở chân xông vào đám đông, phi một chân đá ngay vào lưng kẻ đánh lén Hạ Tưởng, làm tên đó ngất ngay tại chỗ. Sau đó y cười ha hả, cùng Hạ Tưởng, Dương Uy lưng áp lưng đứng cùng nhau, nói. Phó thị trưởng Hạ, lão Lộ tôi cũng muốn điên một lần. Bà nói chứ, liều với chúng. Hạ Tưởng khen ngợi nhìn Lộ Hồng Chiêm. Cục trưởng Lộ, anh dũng không kém gì tuổi trẻ, làm người khác phải suy nghĩ lại rồi. Được Hạ Tưởng thừa nhận, trong lòng Lộ Hồng Chiêm thấy thoải mái. Ra rồi, không dùng được nữa. Nhớ năm xưa một mình tôi đánh ba tên đều không thành vấn đề. Có điều hôm nay dù có liều cái mạng già này thì cũng phải đập lại mấy tên. Không ai có thể ngờ hai người đường đường là ủy viên thường vụ thành ủy thành phố lang lại vai kề vai chiến đấu, đánh đấm một trận kinh hồn bạt vía. Sau này cách vài năm sau, mỗi lần nhắc lại chuyện xưa cùng Hạ Tưởng kề vai sát cánh chiến đấu, Lộ Hồng Chiêm luôn cho rằng thời khắc đó là lúc y hăng hái, say sưa nhất trong cả cuộc đời của mình, suốt đời không thể quên. Dương Uy nhìn ra manh mối, nói nhỏ. Phó thị trưởng Hạ, đám người này đến từ Bắc Kinh, hình như có mấy tên tôi đã gặp qua. Là người của Đảng Thái Tử, rất nổi tiếng ở Bắc Kinh. Hạ Tưởng mơ hồ đoán ra gì đó, chuyện hôm nay có lẽ không phải bút tích của Nga Ni Trần. Nga Ni Trần nằm viện rồi, ốc còn không mang nổi mình ốc, vậy đây chính là bút tích của Cổ Hướng Quốc rồi. Nhưng có một điều, từ lần trước sau khi đột nhiên vô cùng tự tin, Cổ Hướng Quốc như biến thành một con người khác vậy, không những thể hiện nắm chắc tầm tay, mà còn khôi phục lại sự tự tin, cộng thêm lần ra tay hôm nay đã càng chứng minh một chuyện. Rất có thể gió sắp đổi hướng rồi. Nhưng rõ ràng Tống Chiêu Độ không nghe thấy bất kỳ phong thanh nào cả. Rốt cuộc là chuyện gì? Nhưng đồng thời nói rõ một điều, Cổ Hướng Quốc ngăn cản vợ chồng Thủy Cái chuyển đi, e là không chỉ đe dọa Thủy Cái, mà là muốn hủy chứng cớ, nếu không tại sao đối phương phải liều mạng đập phá đồ đạc. Lần theo tình tiết bên trong sự việc, Hạ Tưởng liền biết được, Cổ Hướng Quốc có hành động điên rồ như vậy. Dám điều binh khiển tướng từ Bắc Kinh đến thành phố lang đập phá, việc Thủy Cái chuyển nhà chắc chắn làm cho hắn ta cảm thấy như ung nhọt sau lưng. Rốt cuộc trong tay Thủy Cái có chứng cứ gì để Cổ Hướng Quốc phải kiêng kỵ như thế? Hạ Tưởng không rõ gút mắc giữa Cổ Hướng Quốc và Thủy Cái, nhưng hắn nhìn rõ một điều, ngoài mặt Cổ Hướng Quốc điềm tĩnh là đang che đậy sự lo âu trong lòng, bởi vì thời khắc cuối cùng sắp sửa đến rồi. Chương 888, thề không bỏ qua. Mười mấy phút sau, trận hỗn chiến kết thúc, đám cảnh sát chiến đấu quên mình bộc phát hăng máu chưa từng có, bắt ngay tại chỗ hơn 20 người, đánh bị thương hơn 10 tên, chạy thoát hơn 20 người. Thủy Cái không bị thương tí nào, y khóc lóc đi đến trước mặt Hạ Tưởng. Phó thị trưởng Hạ, cảm ơn anh hôm nay đã cứu tôi, thật sự cảm ơn. Hạ Tưởng trấn an Thủy Cái vài câu, rồi cho người đưa mấy người Tiêu Mũ đi bệnh viện. Kể ra từ khi Tiêu Mũ theo hắn đến thành phố lang đã là lần thứ hai bị thương rồi. Đối với cuộc sống hai kiếp của Hạ Tưởng, sự hung hiểm của thành phố lang cũng là một vòng xoáy từng bước đi kinh sợ.
Hạ Tưởng lòng đau như cắt, nhìn mấy anh em Tiêu Ngũ hôn mê bất tỉnh, trong lòng hắn trào lên sự phẫn nộ. Ngay trước mắt sắp sửa có thể lật ngửa con bài cuối cùng rồi, thì tà tâm cổ hướng quốc không thôi ra tay ác độc, giả dối, không kém gì so với Nga Ni Trần. Nếu nói ngày trước Hạ Tưởng chỉ muốn dẹp cổ hướng quốc sang một bên, nhưng giờ hắn đã đổi ý, hắn muốn dìm cổ hướng quốc xuống tận đáy bùn, phải cho y vĩnh viễn không thể vươn mình trở lại. Có lẽ là do Lộ Hồng Chiêm có mặt ở hiện trường, Thủy Cái không có bất kỳ ám chỉ gì. Sau khi thu dọn tàn cục, Lộ Hồng Chiêm phái mấy xe cảnh sát hộ tống Thủy Cái đến thành phố Yến. Hạ Tưởng cũng gọi điện cho Phó Cục trưởng Công an quận Hạ Mã Hoàng Kiến Quân, để y tiếp ứng Thủy Cái, và yêu cầu y bảo vệ Thủy Cái an toàn ở thành phố Yến. Hoàng Kiến Quân đồng ý luôn. Ai muốn dậy sóng gió ở thành phố Yến thì chắc chắn sẽ bị Hoàng Kiến Quân nén xuống. Tôn Định Quốc là Cục trưởng Công an thành phố Yến, hơn nữa thành phố Yến lại là nơi mà mạng lưới quan hệ của Hạ Tưởng lan sâu và rộng nhất. Trước khi Thủy Cái rời đi có bắt tay với Hạ Tưởng, trao chìa khóa vào tay hắn. Phó thị trưởng Hạ, có thời gian thì xin đến coi nhà tôi một tí. Sống ở đó mười mấy năm rồi, có tình cảm nên tôi không nỡ bán. Rồi y đặc biệt nhấn mạnh một câu. Trong nhà không có đồ đáng giá, chỉ có mỗi chậu hoa thôi. Anh có thời gian thì giúp tôi tưới nước là được rồi. Thủy Cái đi rồi, Hạ Tưởng cùng Dương Uy đi lên tầng. Dương Uy bị thương không nhẹ, có điều nói thế nào cũng không chịu đi viện, cứ muốn đi cùng Hạ Tưởng nên cũng làm hắn cảm động. Căn phòng trên tầng rỗng tuếch, chỉ có một chậu hoa được đặt giữa phòng khách. Tuy không tươi tốt như cây ở phòng làm việc của hắn, nhưng Hạ Tưởng nhìn qua là nhận ra ngay. Thu Hải Đường. Cục thế của thành phố Lang theo đà thẩm tra lại vụ án Tiêu Điện, lại lần nữa trở nên khẩn trương. Vụ án Tiêu Điện từ lúc bắt đầu thẩm tra lại, rồi Dương Minh hôn mê, rồi đến khi tỉnh lại lấy lời khai đều luôn thu hút sự theo dõi của vô số người. Ngay cả người dân bình thường cũng mong ngóng có một kết quả chính thức. Bây giờ vụ án được đưa ra thẩm tra lại, nên có rất nhiều người chăm chú chờ mong. Quá trình thẩm tra lại không bị trì hoãn gì cả, Dương Minh khai ra toàn bộ. Y khai lúc đó nhà họ Dương bỏ tiền mua chuộc mấy công an, khai thông quan hệ với viện kiểm soát và tòa án, mua chuộc số tiền lớn viện trưởng viện tòa án Lãnh Chất Phương, mất khoảng hơn 30 triệu tệ. Cuối cùng cho tất cả chứng cứ đều hướng vào Tiêu Điện, tạo thành vụ án sai, khiến cho Tiêu Điện phải chịu oan ức. Đồng thời, Dương Minh còn khai ra rất nhiều tình tiết bên trong, bao gồm quá trình Cổ Hướng Quốc đích thân tham gia ngụy tạo chứng cứ, và mối quan hệ không tầm thường giữa Cổ Hướng Quốc và Lãnh Chất Phương. Thậm chí đến cả mấy vụ án sai do Cổ Hướng Quốc và Lãnh Chất Phương liên kết gây ra đều khai ra hết. Dương Minh một lòng nhận định là Cổ Hướng Quốc muốn ép y chết, y hận thấu Cổ Hướng Quốc, nên cũng không do dự mà khai toàn bộ, rõ ràng. Bởi vì vụ án liên quan đến cán bộ đảng quan trọng của thành phố Lang, phần nào không nên công khai thì chưa được tiết lộ ra ngoài, nhưng lật lại vụ án lần này, công kiểm pháp ba bên liên kết hành động. Hiệu quả làm việc cao mà trước đây chưa từng có, tuyên bố Tiêu Điện vô tội và được phóng thích ngay tại tòa. Việc trưởng viện tòa án mới nhậm chức La Tân Sinh trịnh trọng cúi đầu xin lỗi Tiêu Điện ngay trước mặt vô số người giới truyền thông báo chí, đại diện tòa án nhân dân cấp bậc trung thành phố Lang biểu thị chân thành xin lỗi, và thỉnh cầu đồng chí Tiêu Điện tha thứ. Bất kể La Tân Sinh có là đang thể hiện mình hay không, hành động của ông ta nhận được danh tiếng lớn, khiến cho danh tiếng của tòa án thành phố Lang vang chấn động. Quét đi ảnh hưởng xấu do sự kiện bốn vị phu nhân của Lãnh Chất Phương mang lại, làm cho hình ảnh tòa án thành phố Lang bỗng chốc lấy được cảm tình của người dân thành phố. Giới tin tức truyền thông truy đuổi bố con Tiêu Đại và Tiêu Điện, hy vọng bọn họ có thể phát biểu chút cảm nghĩ, nhưng Tiêu Đại lại không nói gì cả, y kéo tay Tiêu Điện đẩy đám đông ra, đi thẳng về thành ủy. Không ít phóng viên đều kinh ngạc, bố con họ Tiêu không cảm ơn lãnh đạo công kiểm pháp, chạy đến thành ủy làm gì chứ? Không ít người chạy theo sau Tiêu Đại, Tiêu Điện đến tận thành ủy. Hạ Tưởng đang dự họp, là hội nghị thường vụ điều chỉnh nhân sự, toàn thể ủy viên thường vụ đều tham gia. Trên hội nghị, Cổ Hướng Quốc ra sức ủng hộ người y đề bạt đảm nhiệm chức phó chánh văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, Lưu Nhất Lâm kịch liệt phản đối, Trương Anh Tịch chưa tỏ thái độ, Ngả Thành Văn gần như cũng ở lập trường phản đối, Hạ Tưởng thì khoanh tay đứng nhìn Cổ Hướng Quốc đứng thể hiện. Hắn phỏng đoán rằng, không phải là vị trí phó chánh văn ủy ban nhân dân không quan trọng lắm, Cổ Hướng Quốc khuếch trương thanh thế, hiển nhiên dụng ý không nằm ở cái vị trí đó, mà là y muốn xây dựng lại uy danh tại thành ủy. Vừa đúng khoảng thời gian lật lại vụ án Tiêu Điện, trên thực tế được Ngả Thành Văn ngầm cho phép,
Được Hạ Tưởng gật đầu, Lữ Nhất Khả đã lấy danh nghĩa Ủy ban Kỷ luật thành phố đưa chứng cứ liên quan đến Cổ Hướng Quốc trong vụ Tiêu Điện báo cáo lên Ủy ban Kỷ luật tỉnh, tình thế đã vô cùng nghiêm trọng rồi. Thế nhưng Cổ Hướng Quốc không những đã thay đổi phong cách khiêm tốn và kiềm chế, mà lại còn tăng cao khí thế, hơn nữa còn có ý ngẩng đầu thêm lần nữa tại thành ủy, y muốn bán thuốc gì trong hồ lô chứ? Hơn nữa theo sự quan sát âm thầm của Hạ Tưởng, Cổ Hướng Quốc không phải là đang giả vờ, mà là thực sự vô cùng tự tin, không khỏi làm hắn càng thêm nghi ngờ. Nếu như Hạ Tưởng biết được Cổ Hướng Quốc nói với Nga Ni Trần những gì thì hắn sẽ càng cảnh giác hơn. Chỉ là, chuyện trong chính trường vốn luôn thay đổi bất ngờ, có lúc đi theo từng bước, có lúc lại bốn bề dậy sóng, làm cho người ta không nắm bắt rõ tình hình được. Khi tầng cao dùng người thì vô cùng chú ý sách lược. Chính sách về kinh tế phải nhất mạch cùng gánh cho nhau, nhưng trên phương diện dùng người thì chưa bao giờ có lệ. Thời cổ đại thì vua nào triều thần nấy, ở hiện đại thì hư là thực, thực là hư. Đương nhiên cũng có liên quan đến quan niệm chấp chính không giống nhau và sự phân chia giữa các tầng cao thời nay. Ít nhiều Hạ Tưởng có thể suy đoán có khả năng trên tầng cao Hướng gió đã thay đổi, hoặc là Cổ Hướng Quốc mua thông mối quan hệ ở phương diện nào đó, nhưng vẫn là có một điểm không rõ là vì sao Cổ Hướng Quốc phải dựa nhờ vào vị trí phó chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, cứ phải thể hiện phân lượng trên hội nghị thường vụ. Lẽ nào y vẫn cho rằng y còn có thể làm lâu dài ở vị trí thị trưởng thành phố Lang? Vụ án Tiêu Điện đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, cho dù không phải là quả bom nặng tấn thì uy lực phát ra cũng không nhỏ. Sau khi Cổ Hướng Quốc bị đánh trúng, y không chết thì cũng bị trọng thương, phỏng đoán bảo thủ nhất là dù y có người bảo vệ thì cũng hơn một nửa là gặp phải kết cục ảm đạm. Nhưng hiện tại đầu gió Cổ Hướng Quốc đang mạnh, có khí thế chỉnh đốn lại non sông. Hạ Tưởng phỏng đoán một hồi không bắt được điểm trọng yếu, vừa đúng lúc đến lượt hắn phát biểu, nên hắn liền dừng suy nghĩ, thuận tay vứt cây bút bi trong tay. Tôi không có suy nghĩ gì cả, tôi cũng xem lý lịch của đồng chí Vương Cảnh rồi, hoàn toàn có thể đảm nhiệm vị trí phó chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân, tôi không phản đối. Xuất phát từ việc công, phát biểu của Hạ Tưởng rất đúng trọng tâm, nhưng hành động ném chiếc bút bi trước khi phát biểu thì lại mang ý nghĩa sâu xa, liền làm cho không ít người phải nhìn hắn. Cuối cùng hội nghị thường vụ vẫn là thông qua việc bổ nhiệm Vương Cảnh, Cổ Hướng Quốc đạt được thắng lợi không lớn cũng không nhỏ, là một lần có thể nở mặt mày trong khoảng thời gian xa suốt gần đây. Sau khi tan họp, Hạ Tưởng cùng Ngả Thành Văn hội ý, trao đổi suy nghĩ với nhau. Hành động bất thường của Cổ Hướng Quốc cũng làm cho Ngả Thành Văn nghi ngờ, nhưng Ngả Thành Văn không nghe thấy có phong thanh gì, nên cũng suy nghĩ mà chưa tìm được giải đáp. Đầu tiên là bỏ qua sự bất thường của Cổ Hướng Quốc, dựa vào chứng cứ đang nắm trong tay, Ngả Thành Văn cũng kết luận Cổ Hướng Quốc khó mà thoát được lần này. Vụ án tập kích xe cảnh sát lần trước, sau khi sắp xếp điều tra và đi phỏng vấn, tóm được mấy đứa bé khoảng mười mấy tuổi, cũng không hỏi ra được nguyên cớ gì, chỉ biết là chúng nó được người ta sai khiến. Nếu điều tra sâu hơn thì chắc chắn sẽ moi được manh mối, nhưng không cần phải như thế. Bởi vì thời gian sẽ bị kéo dài ra, mà cũng không phải chuyện lớn lắm, cuối cùng lại qua lời của mấy người ở giữa. Dù chứng cứ có hướng vào Cổ Hướng Quốc, y có thân phận là thị trưởng thì cũng không làm gì được y. Đương nhiên cũng là do vụ án Tiêu Điện có thể hoàn toàn lật đổ Cổ Hướng Quốc. Lời khai của Dương Minh vô cùng bất lợi cho Cổ Hướng Quốc, không chỉ là lời khai, mà hắn ta còn cung cấp rất nhiều vật chứng. Dùng cách nói tội lỗi chồng chất để hình dung Lãnh Chất Phương và Cổ Hướng Quốc đã từng làm ra những chuyện xấu xí có lẽ là nói quá một chút, nhưng dùng cách nói tội ác tày trời để hình dung thì không quá đáng chút nào. Ngả Thành Văn và Cổ Hướng Quốc làm cùng nhau khoảng thời gian không ngắn, lẽ nào còn không rõ con người Cổ Hướng Quốc âm hiểm, ti tiện thế nào, giận không thể át. Nhờ Dương Minh khai ra, ít nhất cũng khêu ra khoảng 4, 5 vụ án sai, có nước mắt, đổ máu trong đó làm Ngả Thành Văn xem rồi cũng đầm đìa mồ hôi, vô cùng xấu hổ, đau lòng vì không làm tròn trách nhiệm. Là người có vị trí cao đều có trái tim yêu dân, khi nghĩ đến có vô số người vô tội mắc hàm oan trong khu vực trị vì của mình. Thậm chí còn có người đã trở thành oan hồn dưới gọng súng, tất cả đều là giao dịch giữa quyền và tiền, tất cả đều do ích kỷ cá nhân Lãnh Chất Phương và Cổ Hướng Quốc gây ra, làm cho lòng y đau đớn. Ngả Thành Văn phẫn nộ. Trước kia y còn cho rằng Cổ Hướng Quốc chỉ là giỏi mưu kế, tính toán, và chỉ là do quan niệm chấp chính bất đồng mà tranh quyền với y. Bây giờ thì hiểu ra con người của Cổ Hướng Quốc, y hạ quyết tâm, nhất định phải đưa Cổ Hướng Quốc ra trước công lý. Trả lại càn khôn sáng vang cho người dân thành phố Lang.
Hạ Tưởng thấy được Ngả Thành Văn hoàn toàn ủng hộ, nên cũng an lòng. Nếu không có sự đồng ý của bí thư, muốn làm bất cứ việc gì ở thành phố Lang là không tưởng. Ngả Thành Văn có mặt quan liêu, cũng có mặt chính nghĩa, tự bản thân ông ấy cũng được coi là làm đúng đắn, ngay thẳng. Sau khi bàn xong bước tiếp theo với Ngả Thành Văn, Hạ Tưởng trở về văn phòng, ngồi trên ghế trầm tư suy nghĩ. Mấy người Tiêu Ngũ chỉ bị thương ngoài da, không có gì nghiêm trọng, sau khi tỉnh lại thì càm ràm đòi ra viện. Mấy tên côn đồ bị tóm tại chỗ rất cứng miệng, không chịu khai ra cái gì, và đúng là không phải người thành phố Lang. Dương Uy quay về Bắc Kinh điều tra chứng thực, bọn chúng đúng là thuộc hạ của Đảng Thái Tử. Có thể nói là Đảng Thái Tử nào đó chính là hậu đài của Cổ Hướng Quốc. Lại là liên quan đến Cổ Hướng Quốc, nhưng chuyện này không thể truy đến cùng, chỉ có thể xử lý nhẹ nhàng. Chính lúc mấy tên côn đồ vừa bị bắt về Cục Công an thành phố, thì trên Bắc Kinh có người gọi điện tới, thái độ vô cùng kiêu ngạo, muốn lập tức thả người ra, nếu không sẽ cho Cục Công an thành phố Lang biết mặt. Nếu là trước kia, chắc chắn Lộ Hồng Chiêm sẽ không nói thêm lời nào mà thả người luôn, nhưng giờ không như thế nữa, y cũng nhịn một cục tức, mặc kệ người đó là ai, đánh một trận rồi tính tiếp nên y cho người dần cho mấy tên bị tóm một trận. Lộ Hồng Chiêm cũng nhìn thoáng ra rồi, huyện quan không bằng hiện quản, huống chi đây là người đứng thứ hai ra mặt, chỉ cần không phải người đứng đầu ra mặt là ổn. Những chuyện thế này người đứng đầu tuyệt đối sẽ không ra mặt tự hạ thấp mình. Cho nên Lộ Hồng Chiêm không lo sợ gì mà cho người đánh một trận rồi mới thả ra. Hành hung trên địa phận thành phố Lang mà đòi nghênh ngang rời đi, coi tên cục trưởng cục công an này không ra gì á. Việc đánh người không cần phải làm văn bản lớn lao gì, Hạ Tưởng cũng không cảm thấy tiếc nuối. Tiếc nuối duy nhất là mấy người Tiêu Ngũ bị thương, nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì. Thủy Cái tặng hắn một chậu thu hải đường, coi như là tặng hắn món quà nặng trình trịch. Hai cây thu hải đường. Văn phòng một cây, nhà Thủy Cái một cây. Trong chậu mỗi cây đều có dấu một chứng cớ, bên trong ghi chép rất nhiều dữ liệu giữa Cổ Hướng Quốc và Nga Ni Trần, chỉ cần là những việc Thủy Cái biết, và tham gia vào thì đều ghi chép tỉ mỉ trong đó, còn có cả ghi âm và dữ liệu liên quan. Cũng không biết Thủy Cái bắt đầu từ lúc nào giữ lại chứng cớ, dù sao Hạ Tưởng càng xem càng thấy kinh ngạc ghê người. Không phải vì vấn đề giữa Cổ Hướng Quốc và Nga Ni Trần, mà là vì sự đa mưu túc trí và phòng ngừa chu đáo của Thủy Cái. Nhìn mốc thời gian ghi chép, từ lúc bắt đầu tiếp xúc với Nga Ni Trần, Thủy Cái đã nghĩ đến việc tìm đường lui cho mình, nên làm cho Hạ Tưởng không thể không thầm cảm thán, khâm phục, quả thực là làm người ta khâm phục. Càng làm cho hắn khâm phục chính là bên trong không chỉ có chứng cớ, mà còn có chứng cớ xác thực và vật chứng Nga Ni Trần hối lộ Thủy Cái. Mỗi món tiền bẩn, mỗi lần địa điểm thời gian đều ghi chép rõ ràng, tỉ mỉ. Chẳng trách nào Thủy Cái đã cẩn thận giao nộp chứng cớ, bằng với việc giao tính mạng vào tay người khác. Hạ Tưởng biết, Thủy Cái sau cùng giao chứng cớ cho hắn là biểu hiện tin tưởng 100% vào hắn, cũng là hành động mà Thủy Cái qua gần một năm thờ ơ lạnh nhạt mới thành thật với hắn. Xem ra bây giờ cũng không thể oán giận Thủy Cái cố ý ra vẻ huyền bí, kéo dài đến tận hôm nay mới giao nộp chứng cớ. Những chứng cớ trên, xuôi, có thể lật đổ Cổ Hướng Quốc và Nga Ni Trần, ngược. Cũng có thể sẽ mang lại tai bay vạ gió cho Thủy Cái. Hạ Tưởng vẫn đang chỉnh lý chứng cứ của Thủy Cái, và không nộp lên cho Ngả Thành Văn. Không phải hắn không tin Ngả Thành Văn, mà là gần đây hành động bất thường của Cổ Hướng Quốc làm hắn phải đề phòng hơn, không thể lật hết con át chủ bài ra, nếu không có khả năng sẽ bị đối thủ lật ngược hoàn toàn. Phải có chuẩn bị đường lui mới được, mặc dù Hạ Tưởng cũng rõ, chắc chắn Cổ Hướng Quốc đoán được trong tay Thủy Cái có chứng cứ bất lợi cho y. Nếu không y cũng sẽ không gây chiến vây chặn Thủy Cái chuyển nhà. Là lúc cuối cùng lật bài rồi, Hạ Tưởng quyết định đưa vấn đề của Cổ Hướng Quốc trực tiếp trình lên tỉnh ủy, chứng cứ đầy đủ, không tin Phạm Duệ Hằng còn dám che đậy. Ông ta dám che đậy thì có người dám xuyên thẳng đến Trung ương. Thề không bỏ qua. Về phần kết cục của Nga Ni Trần, trong tưởng tượng của Hạ Tưởng cũng là không thoát được số mệnh bị pháp luật trừng phạt. Tay Nga Ni Trần nhuốm đầy máu, y có liên quan về mạng người. Cho dù không có chứng cớ trực tiếp chỉ ra y, thì ít nhất y cũng bị xét xử chung thân. Chính vào lúc này, điện thoại bỗng vang lên. Là điện thoại của Liên Nhược Hạm. Hạ Tưởng liền nhẹ nhàng hỏi. Tổng giám đốc Liên, có chỉ bảo gì không? Bớt ba hoa đi. Tâm trạng Liên Nhược Hạm khá tốt. Mục tiêu hoàn thành thắng lợi, công ty đưa ra thị trường của Nga Ni Trần bị em mua lại rồi. Giá thấp đến nỗi anh không ngờ đến đâu, đến em cũng phải giật mình.
hình như có người nóng lòng muốn ra tay, cũng không để ý đến giá cả. Đương nhiên Hạ Tưởng biết rõ nội tình bên trong, theo lời đồn Nga Ni Trần có phó thủ tướng chống lưng cho. Mặc kệ là thật hay giả, có một số chuyện vĩnh viễn không thể bày ra trước mặt để chứng thực, nhưng sản nghiệp ở Bắc Kinh của Nga Ni Trần tán loạn, lộn xộn và bị cổ đông liên kết với nhau vượt quyền bán đi. Cách làm hoàn toàn gạt bỏ Nga Ni Trần sang một bên đã chứng minh một điểm là, có người khẩn cấp muốn vạch biên giới tránh xa y, và muốn hút giá trị lợi dụng cuối cùng của Nga Ni Trần. Giá thấp không quan trọng, dù sao phần tiền thuộc về Nga Ni Trần cứ coi như là giá trị thị trường bị co rút lại, chỉ cần bán ra với giá đủ cho bọn chúng là được. Đế quốc kinh tế của Nga Ni Trần sụp đổ, hậu đài chính trị rời xa y đã trở thành con chó trong nhà có tang rồi. Sau khi Liên Nhược Hãm mua lại thành công công ty đưa ra thị trường của Nga Ni Trần, bất động sản và sản nghiệp khác ở Bắc Kinh của Nga Ni Trần cũng bị tiếu dai, Lý Thấm chèn ép và nuốt gọn thành công, cộng thêm căn cứ ở thành phố Lang cũng bị quét cho gần hết. Nga Ni Trần bị hắn tính kế, rồi lại bị hậu đài bỏ rơi, dưới hai đả kích lớn, đế quốc kinh tế to lớn của y đã sụp đổ rồi, hiện giờ nguồn tiền trong tay y có thể sử dụng chắc ít đến đáng thương. Bước đầu phỏng đoán, nội trong một tháng Cổ Hướng Quốc và Nga Ni Trần đều cùng lọt lưới, từ giờ trở đi thành phố Lang có thể khôi phục lại hình tượng trong sạch rồi. Hạ Tưởng vốn còn muốn nói thêm với Liên Nhược Hạm vài câu, thì bên ngoài ồn ào, la hét, còn nghe thấy có người đang hét, Phó Thị trưởng Hạ. Có chuyện gì vậy? Hắn cúp điện thoại, còn chưa kịp cất tiếng hỏi thì Lý Tài Nguyên gõ cửa bước vào. Lãnh đạo, bố con họ Tiêu bị chặn ở cổng ra vào thành ủy, nói cái gì cũng phải gặp được anh xem. Hạ Tưởng không nói gì, đứng dậy đi ra ngoài. Vừa đi xuống tầng thì nhìn thấy Ngả Thành Văn cũng đã đi đến giữa khu nhà, hắn liền kéo Ngả Thành Văn cùng đi ra bên ngoài. Vừa ra đến cổng thì thấy bố con họ Tiêu vẻ mặt kích động đứng ở cổng ra vào tòa nhà thành ủy, đang nghỉnh cổ ngóng vào. Sau lưng bố con họ Tiêu là một đám người chen chúc dày đặc, có phóng viên báo chí, có dân thường. Hạ Tưởng vừa lộ mặt thì ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn vào hắn và Ngả Thành Văn. Tiêu Đại vừa thấy Hạ Tưởng, lập tức rung rung bờ môi nói không nên lời, y kéo Tiêu Điện. Phó thị trưởng Hạ mới là ân nhân cứu con, mau dập đầu đi. Tiêu Điện không nói thêm gì mà, phịch, một tiếng quỳ ngay trước mặt Hạ Tưởng, đầu đập đất kêu thành tiếng. Cảm ơn Phó thị trưởng Hạ, tạ ơn Phó thị trưởng Hạ đã cứu mạng. Hạ Tưởng vội đỡ Tiêu Điện dậy nhưng không được, Tiêu Điện quỳ im trên mặt đất, dùng cách biểu đạt chất phác để thể hiện lòng cảm kích trong lòng y. Mặt Tiêu Điện ngăm đen, ánh mắt hơi dại. Trước kia y là một sinh viên phong nhã hào hoa, nghe nói còn là chàng trai anh Tuấn. Bây giờ lại trở thành bộ dạng này, tự nhiên gặp phải tai bay vạ gió, Hạ Tưởng chỉ là làm việc nên làm, lại bị Tiêu Điện quỳ lại cảm ơn trước mặt nhiều người nên trong lòng vô cùng cảm than, không có chút cảm giác tự hào và cảm động, ngược lại càng thêm nặng nề. Phóng viên tin tức chụp ảnh không ngừng, ánh đèn flash chớp sáng loạn lên, Hạ Tưởng né mình nhường Ngả Thành Văn ra trước, nói với Tiêu Đại. Bác ơi, Tiêu Điện được sửa lại án sai, đây đều là nhờ bí thư Ngả lãnh đạo anh minh, mở rộng chính nghĩa vì hai người đấy ạ. Hạ Tưởng lôi Ngả Thành Văn vào, một là do quy củ trên quan trường, người có công lao to lớn nhất phải là nhân vật số một, hai là dụng ý sâu xa của hắn. Trước mặt nhiều người dân thành phố và ký giả, lôi Ngả Thành Văn vào tương đương với việc tuyên bố công khai hóa sự đối lập giữa Ngả Thành Văn và Cổ Hướng Quốc. Chương 889, biến cố quan trọng. Không ngờ là một cảnh quỳ gối cảm ơn hiếm có, sau đó dậy nên một loạt phong ba chính trị. Ngả Thành Văn vô cùng cảm than. Y thừa nhận, từ ngày y đảm nhiệm chức bí thư đến giờ, ở thành phố Lang không lập công cũng không phạm lỗi, bình thường đơn giản không có thành tích gì đáng kể cả. Chủ yếu là bị Cổ Hướng Quốc và Nga Ni Trần liên kết kiểm soát, y không có cách nào thi triển bản thân. Lúc này đối mặt với vô số ánh đèn chớp lóe và người dân đông nghìn nghịt, vốn là chuyện bình thường. Y cũng không ít lần phát biểu với bên ngoài, lời nói khách sáo kiểu quan cách lẫn ba hoa khoác lác, chưa bao giờ gặp phải luống cuống, nhưng hiện giờ trong lòng y lại có cảm giác áy náy. Vì lật lại vụ án Tiêu Điện không phải là công lao của y, đối với việc đã quen với tình trạng bình thường tất cả thành tích chính trị đều quy thuộc về bí thư, nên khi đối mặt với sự kiện quỳ gối cảm ơn đầy cảm kích của cha con họ Tiêu, nhìn thấy Tiêu Đại nước mắt đầm đìa, vui mừng, bi thương từ trong tim lẫn lộn. Cùng với thần sắc được cứu của Tiêu Điện đều làm cho Ngả Thành Văn không kìm nén được mà rưng rưng nước mắt. Khi một người thật sự có địa vị cao rồi, từ trên cao nhìn xuống bao quát chúng sinh,
trên thực tế trong thâm tâm đều có một trái tim công tâm, đều mang lòng thương xót, nối liền với người dân. Thậm chí giọng âm của Ngả Thành Văn còn hơi run run, y đỡ Tiêu Đại đứng dậy. Các vị, tôi là bí thư thành ủy, không đủ tài trả lại bầu trời xanh cho thành phố Lang, chưa kịp thời lật lại những vụ án oan, tôi hổ thẹn với sự phó thác của hơn 1 triệu người dân thành phố ta. Ngả Thành Văn mặt đẫm nước mắt, gập mình cúi đầu. Từ trong đám đông vang lên tiếng vỗ tay rầm rầm, mãi vẫn chưa dứt. Các phóng viên đều tóm lấy phút giây Ngả Thành Văn rơi lệ, gập người cúi đầu chụp ảnh, tất cả đều chụp được một cảnh tượng đầy ý nghĩa. Còn Hạ Tưởng đứng bên cạnh Ngả Thành Văn đang cong người đỡ Tiêu Điện đứng dậy, lấy tay phủi phủi bụi đất trên người y, thậm chí còn quẹt nước mặt lăn trên mặt Tiêu Đại. Động tác thật lòng của Hạ Tưởng cũng được không ít phóng viên chụp lại, coi là giây phút vĩnh hằng. Ai cũng không ngờ được, ngày hôm sau tờ báo lớn nhất nước, Nhật báo Quốc gia, đăng một tin đặt ở vị trí quan trọng làm chấn động cả nước, mang tiêu đề, bí thư rơi lệ, phó thị trưởng thường trực lau lệ, đồng thời bài báo đăng lên bức ảnh Ngả Thành Văn gập người chảy nước mắt, còn Hạ Tưởng đứng bên cạnh vẻ mặt ngưng đọng lau nước mắt cho Tiêu Đại, cảm giác nhìn vô cùng có sức hút. Hơn nữa ký giả còn viết thêm, nước mắt của bí thư là thông cảm và áy náy với người dân, hành động lau nước mắt của phó thị trưởng thường trực là sự trân trọng và thương tiếc dân chúng. Yêu dân thương dân thì làm như thế nào để được mức độ như vậy, trong lòng có dân không, có thật sự làm việc vì dân không, từ chi tiết nhỏ viết thành bài văn lớn. Nhật báo Quốc gia, ra lời hỏi, danh tiếng của Ngả Thành Văn và Hạ Tưởng liền vang dội. Sau buổi trưa, Ban tuyên giáo tỉnh ủy tỉnh Yến nhận được vô số điện thoại, đề xuất muốn phỏng vấn Hạ Tưởng và Ngả Thành Văn nhưng đều bị từ chối. Ban tuyên giáo tỉnh ủy không vui, bởi vì trước đó bọn họ không nhận được bất kỳ tin gì, vô cùng bị động. Bí thư tỉnh ủy Phạm Duệ Hằng cũng lần đầu tiên ra chỉ thị báo chí tỉnh Yến không được đăng bài về chuyện ở thành phố Lang. Nhưng ngày hôm sau, cơ quan ngôn luận Trung ương Đoàn lại đăng lên một bài bình luận, đánh giá cao hành động cúi người, lau nước mắt của bí thư thành ủy và phó thị trưởng thường trực thành phố Lang. Bài luận chỉ ra, làm việc thiết thực vì dân không chỉ là một câu khẩu hiệu, mà là phải xuất phát từ tâm, thật lòng, không được quên thân phận là công bộc của dân thì mới có thể tự nhiên mà làm được đến mức độ cùng vui, cùng buồn với người dân. Nhật báo Quốc gia và cơ quan ngôn luận của Đoàn hệ đánh giá chính diện, thể hiện thái độ tán thành cách làm của Ngả Thành Văn và Hạ Tưởng kết nối với dân và đoàn thể. Rồi bài báo lại liên tưởng đến vụ án Tiêu Điện không phải là vụ án oan sai bình thường, mà còn liên can đến đấu tranh chính trị phức tạp, cũng gián tiếp vạch rõ vấn đề tầng lớp sâu xa hơn. Nhưng theo sau đó lại có mấy tờ báo quốc gia có sức ảnh hưởng liên tục đăng bài, chỉ ra bí thư thành ủy và phó thị trưởng thường trực nên làm nhiều việc thiết thực hơn, phát triển kinh tế chứ không phải thể hiện mình, càng không phải lập dị và quảng cáo mình dùm beng. Có thể nói là, mấy tờ báo trên hoàn toàn đăng bài ngược lại, có thái độ nghi ngờ và phê phán hành động của Ngả Thành Văn và Hạ Tưởng. Người ngoài xem náo nhiệt, người trong ngành xem đường lối, Hạ Tưởng đã biết nguyên cớ cổ hướng quốc đột nhiên vô cùng tự tin rồi. Nội bộ Trung ương lại có chia rẽ, bất kể là do nguyên nhân nào, dù sao có khả năng cổ hướng quốc lại nhận được ủng hộ. Ngả Thành Văn cũng không ngờ một chuyện bình thường sẽ bị người khác cố ý lợi dụng, y cảm thấy áp lực khắp nơi. Nhưng sự việc đã bày ra trước mắt công chúng, chỉ có thể tiến lên phía trước mà đi thôi. Vài ngày sau, Trung ương bắt đầu một loạt hành động quan trọng, tuyên bố một loạt nhiệm vụ của cán bộ quan chức cấp tỉnh, trong nước, bước vào thời kỳ vận mệnh hoàn toàn mới. Tiếp theo sau Triệu Tuyền Tân cáo bệnh lui về ở ẩn, Hải Đức Trường tiếp nhận chức vụ Phó Thủ tướng. Đây là lần bổ nhiệm hiếm thấy trong cuộc sống chính trị vẫn luôn sóng yên biển lặng trong nước, nên lập tức gây ra không ít phán đoán từ phía thế giới. Thế giới bên ngoài đoán thế nào Hạ Tưởng không quan tâm, hắn đã biết đại khái sự việc đằng sau một loạt điều chỉnh đó, sẽ ảnh hưởng lâu dài, sâu rộng thế nào đến cục thế thành phố Lang. Hơn nữa còn có khả năng là ảnh hưởng bất lợi. Giờ cục thế của thành phố Lang ngoài mặt yên lặng, trên thực tế là đang ngầm dậy sóng, bất kỳ lúc nào cũng sẽ có tin tức mang tính bộc phát truyền ra. Chứng cứ mấy vụ án oan sai do Lãnh Chất Phương và Cổ Hướng Quốc liên kết gây ra được nộp lên Ủy ban Kỷ luật tỉnh, Lý Ngôn Hoàng cũng đích thân trả lời là xét xử nghiêm túc, nhưng hơn một tháng qua đi rồi, lại chẳng có một chút tin tức nào cả. Hiển nhiên là gặp phải sự cản trở ở phương diện nào đó rồi. Mặt khác, Nga Ni Trần đã yếu mất đi sức phản kháng. Y đã ra viện, trốn trong nhà không ra ngoài, đợi chờ lần phán xử cuối cùng. Hoắc Kiến đệ trình lên chứng cớ, cùng với chứng cớ Hạ Tưởng thu thập bằng các con đường khác nhau,
đủ để đánh cho Nga Ni Trần không thể xoay ngược lại. Nhưng hiện giờ chưa muốn bộc phát ra, mà là muốn giải quyết vấn đề của Cổ Hướng Quốc trước đã rồi tính tiếp. Vấn đề Cổ Hướng Quốc là quan trọng của quan trọng, y không đổ, Nga Ni Trần có đổ thì cũng không ý nghĩa mấy. Nhưng Hạ Tưởng càng hiểu rõ hơn là, một loạt hướng dư luận, một loạt điều chỉnh nhân sự làm cục thế vốn rõ nét đột nhiên đổi quẻ, trở nên khó bề phân biệt. Cổ Hướng Quốc đúng là cây già gốc rễ sâu, khó mà lật đổ. Hạ Tưởng day day chán, cầm điện thoại lên gọi đi. Xin chào trưởng ban Ngô. Ngô Tài Dương là trưởng ban tuyên giáo Trung ương, là ủy viên Bộ Chính trị, nếu có một cán bộ cấp phó giám đốc sở gọi được trực tiếp với y, thì người đó không ai khác là Hạ Tưởng. Trong nước không có phó giám đốc sở nào nữa có được đặc cách như vậy. Ngô Tài Dương vô cùng kinh ngạc trước việc Hạ Tưởng chủ động gọi điện thoại tìm y, đây cũng là lần đầu tiên Hạ Tưởng chủ động gọi điện thoại cho y. Có chuyện gì? Giọng nói của Ngô Tài Dương vẫn lạnh nhạt như xưa, xa cách lại không có tình cảm. Hạ Tưởng cũng không hy vọng Ngô Tài Dương thay đổi ấn tượng về hắn chỉ muốn nghe một chút phong thanh mà thôi, liền nói. Gần đây báo chí quan tâm quá độ đến thành phố Lang rồi, tôi muốn xin hỏi ý kiến của trưởng ban Ngô, có suy nghĩ gì đối với một số lời tuyên ngôn chính diện và phản diện về thành phố Lang? Hướng đi của dư luận cũng là hướng gió, càng là các thế lực tự mình thuyết minh. Ngô Tài Giang quản lý ban tuyên giáo, chắc chắn là biết rõ hướng nghiêng chính trị của mỗi người tầng cao trung ương, nếu không y cũng không thể ngồi vững tại vị trí trong ban tuyên giáo được. Tiếng nói của đảng, tuyệt đối là bộ phận cực quan trọng. Ngô Tài Dương nghe ra ý tứ của Hạ Tưởng, bỗng nhiên cười. Kế đã tính đến chỗ tôi rồi cơ đấy, gan cũng không nhỏ a. Ngừng một vài giây y nói tiếp. Tôi nghe Ngôn Hoàng nói là, ông ấy gặp phải cản trở ở tỉnh ủy, có điều ông ấy đã quyết định báo cáo lên Ủy ban Kỷ luật Trung ương rồi. Nói chuyện điện thoại với Ngô Tài Dương rất nhanh, cũng phải, giữa hai người đàn ông có ngăn cách, có thù hận, không nhiều tiếng nói chung. Hạ Tưởng đã rất hài lòng rồi. Ít ra Ngô Tài Dương không phát biểu bất kỳ suy nghĩ về cách làm của hắn, chứng tỏ trong chuyện này nhà họ Ngô đứng ở lập trường trung lập, thậm chí có thể nói là hơi hơi nghiêng về lập trường của hắn. Cũng đến lúc có tin tức rồi, Hạ Tưởng nhìn cây lá bên ngoài cửa sổ sum xuê hết mức, mùa thu đến rồi, là lúc nên hạ màn thôi. Một tuần sau, phong thanh nổi lên. Tin tức từ tỉnh truyền tới, thị trưởng thành phố Lang Cổ Hướng Quốc bị nghi ngờ liên quan tham ô nhận hối lộ. Cùng với lãnh chất phương gây ra những vụ án oan sai. Ngày thứ hai, tin tức đang trong quá trình tiếp nhận Ủy ban Kỷ luật tỉnh điều tra truyền ra, Cổ Hướng Quốc liền cáo bệnh xin nghỉ phép, biến mất trước tầm mắt của công chúng. Thị trưởng Cổ sắp ngã sụp rồi. Mọi người rì rầm nghị luận, khắp nơi hỏi dò nội tình, nhưng không dò ra bất cứ tin tức nào có giá trị. Bởi vì tất cả mọi người đều giữ kín như bưng chuyện về Cổ Hướng Quốc. Thậm chí đến Cổ Hướng Quốc xin nghỉ ốm là bị Ủy ban Kỷ luật tỉnh kiểm soát, hay là y đến nơi khác rồi đều không có kiểu nói nào xác thực. Ngay sau đó Ủy ban Kỷ luật tỉnh lại liên hợp với Tòa án Nhân dân tỉnh tuyên bố, qua điều tra làm rõ, lãnh chất phương tham ô nhận hối lộ trên 40 triệu tệ, ngoài tịch thu những nguồn lợi phi pháp, còn truy cứu trách nhiệm những người hối lộ có liên quan. Vụ án lãnh chất phương luôn chưa được công bố ra ngoài, đến nay cuối cùng cũng bày ra chỗ sáng. Thể hiện được lòng quyết tâm chống tham nhũng của tỉnh ủy và Ủy ban Kỷ luật tỉnh Yên. Hạ Tưởng nghe được hai tin tức trên cuối cùng đã nở được nụ cười vui mừng, nhưng lòng hắn vẫn lo âu, bởi vì hắn biết rõ sự thật Cổ Hướng Quốc chưa bị Ủy ban Kỷ luật tỉnh kiểm soát, mà là y đã đến Bắc Kinh. Căn cứ vào các dấu hiệu ở các phương diện, sợ là Cổ Hướng Quốc có khả năng thoát được nạn này, Hạ Tưởng sao có thể cam tâm để cho Cổ Hướng Quốc tiếp tục nhởn như ngoài vòng pháp luật. Nhưng hắn cũng rõ hướng gió khí hậu chính trị trong nước phức tạp, hay biến đổi. Áp lực bên trên bất cứ lúc nào cũng sẽ làm cho không ít người thay đổi lập trường. Cũng may trải qua báo chí đăng tin lần trước, Ngả Thành Văn đã không còn đường lui nữa, chỉ còn cách tử chiến cùng hắn đến cùng. Ngày hôm sau, lại có tin truyền từ tỉnh đến, nói là Cổ Hướng Quốc đã bị bắt giam, đang chịu chất vấn. Nghe nói thị trưởng Cổ tham ô hơn 100 triệu tệ, hơn 10 người có liên quan đến vụ án. Có khả năng Cổ Hướng Quốc sẽ bị xét xử tử hình. Tin tức truyền đến lập tức làm cho cả thành ủy thành phố Lang bị chấn động. Tất cả mọi người đều bàn tán, nghe ngóng tin tức thật giả, nhưng mọi người lại đều giữ kín như bưng. Chỉ cần nhắc đến ba chữ, Cổ Hướng Quốc, thì tất cả đều lắc đầu, từ chối trả lời. Ngả Thành Văn và Hạ Tưởng thì càng là nói năng thận trọng, không phát biểu bất cứ cảm nghĩ gì. Buổi tối,
Sau khi Hạ Tường tan làm, vừa bước chân ra khỏi cổng tòa nhà thành ủy thì nhận được cuộc điện thoại số lạ. Nếu như bình thường có cuộc gọi lạ đến, hắn thường không nghe máy, nhưng đây là số Bắc Kinh gọi tới, với lại số của khu đặc biệt, trong lòng hắn liền thấp thỏm nghe máy. Không ngoài dự đoán, là Cổ Hướng Quốc. Phó thị trưởng Hạ. Cổ Hướng Quốc kéo dài giọng, ngữ điệu có chút y uy hiếp, và một chút tự đắc. Đừng ép người quá đáng nhé, làm mọi việc đều phải chừa ra đường sống nữa. Thật ra, Hạ Tưởng sớm đã biết Cổ Hướng Quốc không bị bắt giam, y luôn trốn ở Bắc Kinh. Không ngờ chuyện đến nước này rồi y còn không biết hối cải, vẫn giữ thái độ đắc ý, liền nói. Thị trưởng Cổ, trong lúc anh mưu đồ gây ra án oan sai, trong lúc anh nhận lợi lộc từ Nga Ni Trần loại trừ người kinh doanh hợp pháp, khi anh và Nga Ni Trần liên kết tay che cả bầu trời thành phố Lang, thì anh có bao giờ từng nghĩ cho người khác một con đường sống không? Cổ Hướng Quốc nổi giận. Đừng cho rằng tao sợ mày, tao chỉ là nhắc nhở mày thôi. Mày mà cứ truy cứu đến cùng thì tao với mày cùng chết. Hạ Tưởng cũng không khách khí. Muốn làm gì cũng được, tôi luôn đợi thủ đoạn của thị trưởng Cổ. Cổ Hướng Quốc cười lạnh vài tiếng. Hạ Tưởng, mày đợi đấy, sẽ có quả ngon cho mày ăn, ha ha. Y cười to một hồi rồi cúp máy. Ngày hôm sau, Cổ Hướng Quốc liền quay về thành phố Lang, cực kỳ đắc ý, thái độ ngạo mạn, dường như y muốn tuyên bố với thành ủy thành phố Lang y đã quay trở lại, bình yên vô sự, tất cả tin đồn đều chỉ là tin đồn, căn bản là không chạm được đến một cọng tóc của y. Sự xuất hiện của Cổ Hướng Quốc quả là làm cho người ta mở rộng tầm mắt, không hiểu thị trưởng Cổ không bị bắt giam thì lấy đâu ra lắm tin đồn vậy, nói y bị ủy ban kỷ luật tỉnh kiểm soát. Toàn vớ vẩn, bây giờ khí tượng chính trị thật đúng là ngày càng làm cho người ta thấy khó hiểu rồi. Không hiểu là đúng rồi, Hạ Tưởng hiểu rõ, bây giờ ủy ban kỷ luật tỉnh không có làm gì Cổ Hướng Quốc là bởi vì tầng cao ở trung ương có người lên tiếng. Lời nguyên gốc có thể không giống tin đồn. Nhưng ý đại khái thì gần như vậy. Một vị lãnh đạo trung ương đã đích thân nói. Đồng chí Cổ Hướng Quốc cũng có mặt tốt, đi đến ngày hôm nay không dễ dàng gì, nên thôi đi. Một câu, nên thôi đi, lập tức làm cho Lý Ngôn Hoàng bó tay, vốn đã quyết định bắt giam Cổ Hướng Quốc rồi, bây giờ lại không giữ được chủ kiến nên mới tung tin đồn, nhưng chuyện hoang đường cuối cùng vẫn không diễn ra. Nhưng câu, thôi đi, cũng mang một ý nghĩa sâu xa, là làm đến mức nào thì dừng lại. Là gõ đánh vừa phải thì thôi đi hay là không động vào Cổ Hướng Quốc chút nào rồi thôi đi. Lãnh đạo cất lời rất hàm xúc, nhưng để người bên dưới cân nhắc làm việc thì đúng là đau đầu. Quả nhiên là có liên quan đến hướng dư luận lần trước, Hạ Tưởng cảm than, Cổ Hướng Quốc đúng là cây đại thụ có gốc rễ sâu. Đã đến nước này rồi mà y vẫn không đổ, hơn nữa còn vô cùng đắc ý. Cổ Hướng Quốc không đổ, hắn thề không bỏ qua. Bây giờ trong lòng Hạ Tưởng đang nổi lên một cục lửa giận, có cái nên làm có cái không nên làm, hắn không tin tội ác đầy trời của Cổ Hướng Quốc có chứng cứ đầy đủ mà vẫn đứng vững không đổ. Có Cổ Hướng Quốc làm chính trị thì thành phố Lang còn có hy vọng gì nữa? Nga Ni Trần chết mà không cứng, nói không chừng còn có thể Đông Sơn tái khởi. Vậy thì những gì trước kia hắn làm há chẳng phải mất công rồi sao? Cổ Hướng Quốc không những quay trở lại làm việc, mà còn đao to búa lớn đề xuất thực thi nhiều cải cách, và nhằm vào vấn đề kết cấu kinh tế thành phố Lang đề ra ý tưởng hoàn toàn mới. Tóm lại, y ba hoa khoác lác không chỉ muốn thể hiện khí phách của thị trưởng, mà còn chủ tính sắp xếp toàn cục, dường như muốn tiết lộ cho tất cả mọi người biết một thông tin, y không những không bị đổ, mà sẽ còn tiếp nhận chức bí thư thành ủy, nắm chặt thành phố Lang trong tay. Trước đề nghị của Cổ Hướng Quốc, thành ủy triệu mở hội nghị thường vụ. Trọng điểm thảo luận là tình hình mấy năm gần đây thành phố Lang mở cửa, cải cách và đẩy mạnh chiến lược dẫn hướng phát triển ba phương diện, cùng với trọng điểm công việc tiếp theo, đồng thời Ủy ban Nhân dân thành phố sắp trình lên các vấn đề như cải cách doanh nghiệp nhà nước, cải cách hệ thống tài chính, v.v., rồi đệ trình lên hội nghị thường vụ nghiên cứu. Dụng ý của Cổ Hướng Quốc rất rõ ràng, chính là muốn cho tất cả các ủy viên thường vụ hay y vẫn còn là nhân vật số 2 ở thành phố Lang, vẫn còn kiểm soát được cục diện. Ai cũng đừng mong coi thường quyền uy của y, không có ai dám làm gì y. Không phải kiêu ngạo, mà còn hơn cả kiêu ngạo. Không phải tuyên chiến, mà như hơn cả tuyên chiến. Khí thế Cổ Hướng Quốc gây được tác dụng lớn, doanh trận trước kia ngả về y giờ lại kiên định đoàn kết với y hơn. Trên hội nghị thường vụ hô ứng cho nhau, hình thành một lực lượng lớn không dễ coi thường. Ít nhất nhìn từ bề ngoài, Cổ Hướng Quốc lại lấy lại được quyền lực đáng có.
Càng làm cho mọi người khiếp sợ vô cùng chính là, ba ngày sau, một thông tin chuẩn xác truyền từ tỉnh ủy đến, trải qua nghiên cứu tỉnh ủy ra quyết định, đồng chí Hạ Tưởng đảm nhiệm chức phó bí thư, phó thị trưởng, quyền thay thị trưởng thành phố Thiên Trạch. Không phải tin đồn, mà là sự thật, hội nghị thường vụ tỉnh ủy chính thức phê chuẩn bổ nhiệm rồi. Thành phố Lang, một màn xôn xao. Lợi hại, quả nhiên lợi hại. Trong thời khắc then chốt Hạ Tưởng vẫn không lật đổ được Cổ Hướng Quốc, mà lại bị ông ta dẹp qua một bên thành công, tương đương với việc Hạ Tưởng thất bại, và chấm dứt. Tuy rằng Hạ Tưởng được thăng lên một bước, thành công phó chính, trở thành thị trưởng trẻ nhất của một thành phố của tỉnh Yến. Nhưng một khi hắn rời khỏi thành phố Lang, thì những gì hắn làm ở đây đều chảy ra sông ra bể hết cả. Ai cũng luôn biết Hạ Tưởng chính là người âm thầm thúc đẩy vụ án Lãnh Chất Phương, Hạ Tưởng mà đi thì còn ai ở thành phố Lang dám chống đối Cổ Hướng Quốc và ra mặt dẫn đầu. Cục diện của bây giờ là, tuy Nga Ni Trần bị tổn thất đến tận gốc rễ nhưng chưa bị rơi vào pháp lý, chết mà không chết cứng. Cổ Hướng Quốc tuy chịu ảnh hưởng phụ từ vụ án Lãnh Chất Phương, nhưng Ủy ban Kỷ luật tỉnh chỉ ép xuống mà không phát lệnh, không có người đứng sau thúc đẩy nữa thì e là câu chuyện sẽ không giải quyết được gì. Cổ Hướng Quốc hoàn toàn thắng lợi, Hạ Tưởng thất bại, tất cả mọi người không hẹn mà cùng ra kết luận tương đồng như vậy. Ngay đến Ngả Thành Văn cũng lắc đầu thở than, đau lòng vì đi đến bước cuối cùng rồi mà vẫn không lật đổ được Cổ Hướng Quốc. Từ lúc tỉnh ủy bổ nhiệm đến lúc Hạ Tưởng tiếp nhận chức mới có khoảng 20 ngày chờ đợi. Đang trong lúc tất cả mọi người đều cho rằng chắc chắn Hạ Tưởng sẽ thôi cố gắng, sau đó bàn giao công việc chuẩn bị vị trí mới, ai cũng không ngờ một trận bão chính trị thanh thế lớn đang được âm ủ. Thời gian 20 ngày thoáng cái trôi qua, nháy mắt đã đến lúc Hạ Tưởng rời khỏi thành phố Lang rồi. Nhóm người ở thành ủy do Ngả Thành Văn dẫn đầu xếp thành hàng đưa tiễn Hạ Tưởng. Những người khác cũng đều mang tâm trạng khác nhau, có người hiu quạnh, có người thương xót, có người thấy may mắn, có người vui khi thấy người khác gặp nạn. Cổ Hướng Quốc thì càng là đắc ý, tuy y cố gắng giả vờ nhưng vẫn không che đậy nổi vẻ mặt đắc ý, ý tứ là mày có thể làm gì được ta. Cho mày cái chức thị trưởng của một thành phố nghèo, một cước đá ngươi đi, mày mà lại có bản lĩnh lăn đi lăn lại, bây giờ chẳng phải cũng phải trắng hai bàn tay rời khỏi thành phố Lang. Vẻ mặt Hạ Tưởng thì lại thoải mái. Không có chút gì là uể oải, ngược lại rất vui bắt tay với mọi người. Đợi bắt tay hết rồi, đột nhiên hắn lại làm một hành động ngoài dự đoán. Hắn đến trước mặt Cổ Hướng Quốc, cười nói. Thị trưởng Cổ, vừa rồi có xe của tỉnh ủy đến, có phải là tìm anh không? Cổ Hướng Quốc không hiểu vì sao Hạ Tưởng lại nói một câu không đầu không cuối, y còn chưa mở miệng thì có hai người tách đám đông đi đến trước mặt y, nói rất khách khí. Thị trưởng Cổ, mời anh qua đây một chút. Cổ Hướng Quốc hơi chần chừ, vừa đi được hai bước thì bị hai người lật ngược hai tay lại, sau đó áp giải như áp giải tội phạm đưa đi lên xe. Biến cố xảy ra bất thình lình, làm cho tất cả các ủy viên thường vụ thành ủy đang có mặt phải trợn mồm trợn mắt. Chương 890, cách thành công chỉ còn một bước. Trên thực tế theo Ngả Thành Văn nhận định, Hạ Tưởng lên chức lại một bước đi từ phó giám đốc sở lên giám đốc sở, xem như có được gặt hái lớn. Cho dù cuối cùng không lật đổ được Cổ Hướng Quốc thì cũng coi là một thành công không nhỏ. Bởi nếu không ép Cổ Hướng Quốc đến bước đường cùng, với lý lịch kinh nghiệm của Hạ Tưởng cũng chưa đủ để đảm nhiệm chức thị trưởng thành phố. Bởi vậy, y thậm chí còn suy đoán, cái mà Hạ Tưởng cần có lẽ không phải là đưa Cổ Hướng Quốc ra công lý, mà là lợi dụng cơ hội nắm được thóp của Cổ Hướng Quốc thương lượng, mượn cơ hội thăng quan, nếu không, Hạ Tưởng mới đảm nhiệm chức phó thị trưởng thường trực thành phố Lang được một năm đã thuận lợi lên chức. Trở thành thị trưởng trẻ nhất của tỉnh Yến, tốc độ thăng tiến nhanh như vậy khiến cho người ta phải kinh ngạc. Cho dù có cộng thêm thời gian hắn làm chủ tịch quận và bí thư quận ủy ở quận Hạ Mã thì cũng chỉ hơn 2 năm, trong thời gian hơn 2 năm đã thăng chức từ phó giám đốc sở lên giám đốc sở, tốc độ thật giống như hỏa tiễn. Mặc dù thành phố Thiên Trạch dường như là nơi không thể làm nên chiến tích, nhưng Hạ Tưởng còn rất trẻ, cho dù phải lao vào làm việc vất vả liền 3, 5 năm. Lập được một chút thành tích, bước tiếp theo sẽ là cấp phó chủ tịch tỉnh rồi. Tính ra 3 năm sau, cho dù là 5 năm sau Hạ Tưởng cũng chưa quá 35 tuổi, 35 tuổi đã làm cán bộ cấp phó chủ tịch tỉnh, Ngả Thành Văn hít một hơi, lại nghĩ tới mạng lưới quan hệ phía sau Hạ Tưởng, trong cuộc đối chọi với Cổ Hướng Quốc hắn luôn chiếm được thế thượng phong, với chỗ dựa vững chắc như của Cổ Hướng Quốc, cuối cùng cũng chỉ có thể đẩy Hạ Tưởng đi chứ không phải là làm gì được hắn. Hạ Tưởng mà lại không có đường thăng tiến. Chuyện đùa. Bởi vậy đối với việc Hạ Tưởng rời khỏi thành phố Lang đến thành phố Thiên Trạch nhậm chức,
Ngả Thành Văn luôn giữ thái độ lạc quan, mặc dù có chút tiếc nuối trước việc Cổ Hướng Quốc thoát nạn trong phút chót, nhưng cũng thấy vui thay Hạ Tưởng thuận lợi bước tới một chân trời càng rộng mở hơn. Y tự nhận quan hệ của mình và Hạ Tưởng cũng khá tốt, sau này Hạ Tưởng tiền đồ sáng lạn, đảm nhiệm các cương vị ngày càng quan trọng, y cũng vui mừng. Chính vì giữ thái độ này, Ngả Thành Văn trong hơn 20 ngày cuối Hạ Tưởng ở thành phố Lang, ngày ngày làm việc tới đêm khuya, giải quyết các công việc trong tay gọn gàng ngăn nắp, không có một chút qua loa hay đối phó nào cũng khiến y hết sức kính phục con người của Hạ Tưởng. Nhưng cũng chính vì vậy, điều khiến y không thể ngờ tới là, chính trong giờ phút Hạ Tưởng sắp rời khỏi thành phố Lang, cách thành công chỉ còn một bước, Cổ Hướng Quốc đột nhiên bị bắt. Hơn nữa, thái độ ngang ngược của hai người ban nãy hoàn toàn không phải người của Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Phong cách làm việc của người từ Ủy ban Kỷ luật tỉnh luôn luôn có tình có lý, sẽ không tùy tiện lại càng không cứng rắn như vậy, chẳng lẽ hai người vừa rồi là người của Viện Kiểm sát? Thân là bí thư thành ủy một chút sự tình cũng không biết, thị trưởng bị bắt ngay trước mắt mình, nên trong lòng Ngả Thành Văn cũng cảm thấy hoảng sợ. Y biết, độ phức tạp trong cuộc đấu chính trị lần này vượt qua sự tưởng tượng của y. Không biết thì không biết, cũng tốt cho việc tránh xa rắc rối, giữ được sự yên bình. Sau khi Cổ Hướng Quốc bị áp giải lên xe, các ủy viên thường vụ thành ủy có mặt đều sửng sốt một lúc mới phản ứng lại, theo sau là những tiếng, xì xào, lan khắp hội trường, mọi người đều là các nhân vật từng trải trên quan trường, từng thấy ủy ban kỷ luật bắt người ngay trong hội trường, từng thấy ủy ban kỷ luật tuyên bố bắt giam cán bộ cấp cao tại chỗ, nhưng chưa từng thấy thị trưởng đương nhiệm của một thành phố bị áp giải trực tiếp lên xe như một tên tội phạm. Nhìn kỹ lại, trời đất! Cổ Hướng Quốc bị áp giải trực tiếp lên xe chở tù. Tương đương với việc thị trưởng đương nhiệm đã vô cùng hiếm gặp một bước đến đúng chỗ, không trải qua các điều tra của Ủy ban Kỷ luật tỉnh, không trải qua các quy tắc bắt giam thông thường, mà là trực tiếp bước vào quy trình tư pháp. Trốn quan trường trong nước, không thể nói là chưa từng có nhưng cũng chưa từng nghe qua. Theo sau, từ trên xe bước xuống một người, có người nhận ra ông ta, chính là Phó Cục trưởng Cục chống tham nhũng tỉnh Phó Hiểu Văn. Phó Hiểu Văn tuyên bố trước mọi người có mặt tại thành ủy thành phố Lang, được sự phê chuẩn của Viện Kiểm soát tối cao, Cục chống tham nhũng của Viện Kiểm soát Nhân dân tỉnh Yến đã thi hành biện pháp cưỡng chế đối với tội phạm tình nghi Cổ Hướng Quốc, thành lập án điều tra và bắt tạm giam Cổ Hướng Quốc. Trên trốn quan trường trong nước, Cổ Hướng Quốc là cán bộ đảng chính trị đầu tiên bị bắt tạm giam trực tiếp với thân phận là thị trưởng đương chức, nhất định sẽ để lại dấu ấn sâu sắc trên lịch sử quan trường. Phó Hiểu Văn làm việc nhanh gọn quyết đoán. Sau khi thông báo xong liền bắt tay với Ngả Thành Văn, các ủy viên khác ông ta đều không thèm để ý. Lại cố ý bắt tay với Hạ Tưởng, còn nói nhỏ gì đó với hắn, sau đó Phó Hiểu Văn dẫn theo mấy người lên tầng trên, trực tiếp mở cửa văn phòng của Cổ Hướng Quốc, bắt đầu tra khám. Mặt khác có người xông thẳng vào nhà Cổ Hướng Quốc tiến hành niêm phong. Người của Cục chống tham nhũng làm việc hiệu quả rất cao, trong vòng nửa tiếng đồng hồ đã thu được kết quả. Chỉ riêng số tiền mặt lục soát được từ nhà và văn phòng của Cổ Hướng Quốc đã gần 15 triệu tệ, trong đó tiền mặt cất giữ trong văn phòng là khoảng 200.000 tệ. Bước đầu nhận định, số tiền này là tiền tham ô mà Cổ Hướng Quốc mới thu về chưa kịp xử lý chuyển đổi. Ngoài số lượng lớn tiền mặt, từ nhà và văn phòng của Cổ Hướng Quốc còn lục soát ra được gần 100 bức tranh chữ quý giá, hơn 10 đồng hồ Rolex, cùng một lượng lớn ảnh chụp xuất ngoại của Cổ Hướng Quốc với nhiều người phụ nữ khác. Trong đó bao gồm một số nữ nhân viên công vụ mà phần lớn là các nữ viên đại học mới được điều đến Ủy ban Nhân dân thành ủy thành phố Lang. Xe của Cục chống tham nhũng cuốn bụi mà đi, vừa rồi vẻ mặt Cổ Hướng Quốc còn đắc ý, giờ bị nhốt trong xe tù không ai nhìn thấy được biểu hiện của y, cũng không thể biết hắn đang đau khổ thế nào. Từ sung sướng mãn nguyện đến trở thành tù nhân, sự việc xảy ra ngắn ngủi chỉ trong vài phút, đổi là người khác cũng không thể chấp nhận sự thay đổi lớn đến như vậy. Tốc độ xe của Cục chống tham nhũng rất nhanh, trong nháy mắt đã mất hút khỏi tầm mắt, dường như đang tuyên bố với mọi người, mọi thứ của thành phố Lang vẫn nằm trong lòng bàn tay của tỉnh ủy. Không ít người ngầm cảm thấy kinh hãi, cũng có người mồ hôi ướt đầm, thậm chí còn có kẻ hai chân run rẩy, bởi vì thời gian trước qua lại quá thân mật với Cổ Hướng Quốc mà hối hận không kịp. Cơn gió chính trị chuyển hướng thật quá nhanh, là gió đông nam tây bắc hay là gió xoáy đều thổi đến nỗi khiến cho người ta đau đầu chóng mặt. Không tìm được lập trường. Nên theo ai mới bảo đảm chỗ đứng của mình vững chắc đây, không ít kẻ đều đang băn khoăn. Tuy nhiên, thái độ của mọi người khi nhìn sang Hạ Tưởng là sự kính phục không nói nên lời, rõ ràng Hạ Tưởng bị người ta đá ra,
trong cuộc giao chiến với Cổ Hướng Quốc tương đương với việc thất bại, không ngờ đúng lúc Hạ Tưởng sắp lên đường, một bước nữa là thành công, thì lại trực tiếp tiễn Cổ Hướng Quốc vào viện kiểm soát. Mưu kế này, mánh khóe này khiến cho mọi người khâm phục sát đất. Rõ ràng vừa mới bắt tay cáo biệt Hạ Tưởng, cũng không biết là ai khởi đầu, mọi người đều lần lượt bắt tay với hắn lần nữa, ngay cả Ngả Thành Văn cũng bị đẩy ra một phía, không chen được lên trên. Loạn rồi, loạn hết rồi, không còn quy tắc gì hết, cả hội trường đều trở nên rối loạn. Hạ Tưởng vẫn giống như lúc trước, không có chút đắc ý hay hưng phấn gì, lần lượt bắt tay cáo biệt mọi người. Người khác có lẽ không biết rõ sau lưng diễn ra chuyện gì, nhưng hắn thì biết, Cổ Hướng Quốc không trải qua một trình tự bắt giữ nào mà trực tiếp bị bắt tạm giam hình sự. Bề ngoài có vẻ là hợp lẽ, thực chất sau lưng đã có không ít tính toán bí mật kinh thiên động địa. Trong hơn 20 ngày cuối ở thành phố Lang, Hạ Tưởng một mặt bàn giao hết công việc trong tay, mặt khác tiến hành phân tích những chứng cứ mà Thủy Cái giao cho hắn, rồi lần lượt đối chiếu chứng cứ trong tay hắn và chứng cứ của Thủy Cái, sau cùng sắp xếp, chỉnh lý ra các phần liên quan phân làm hai bản, một bản giao cho Lý Ngôn Hoàng, một bản giao cho Lão Cổ. Giao cho Lý Ngôn Hoàng là để gia tăng sức nặng cho anh ta. Giao cho Lão Cổ là để Lão Cổ ra mặt, giao nộp cho Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Không phải là chỗ dựa của Cổ Hướng Quốc rất lớn sao? Tốt thôi, chỗ dựa có mạnh nữa cũng phải giữ gìn sự công bằng của pháp luật, cũng phải có một mặt chính nghĩa, cũng cần phải đối diện với tội danh tày trời của Cổ Hướng Quốc. Chứng cứ của Thủy Cái dẫn tới việc bắt giữ Cổ Hướng Quốc, đã rung lên hồi chuông báo tử. Quá trình cụ thể Hạ Tưởng cũng chỉ nghe qua lời Lão Cổ tường thuật lại. Theo Lão Cổ nói, ông ta trực tiếp gửi tài liệu tới tay Thủ tướng, sau khi Thủ tướng xem xong vô cùng tức giận, đập bàn, sau đó đưa ra chỉ thị quan trọng chuyển xuống cho Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Ủy ban Kỷ luật Trung ương lập tức hành động, chuẩn bị tiếp nhận vụ án thì bị cấp trên ép xuống, không tiến hành bước điều tra tiếp theo. Ngay cả chỉ thị của Thủ tướng cũng không có tác dụng, Lão Cổ còn chưa kịp tức giận, ông cụ Ngô đã phát hỏa rồi. Cơn giận của ông cụ Ngô không phải do Hạ Tưởng châm ngòi, mà là do Liên Nhược Hạm vô tình gây nên. Việc Hạ Tưởng ở thành phố Lang giao tranh với Cổ Hướng Quốc, ông cụ Ngô cũng biết chút ít nhưng không quan tâm nhiều. Theo ông nghĩ, đối thủ chính trị ở đâu cũng có, chẳng có gì lạ, nếu bản thân Hạ Tưởng không cứng rắn, thì cũng không có tiền đồ gì. Điều khiến ông không thể ngờ tới là, cuộc đấu giữa Hạ Tưởng và Cổ Hướng Quốc, bởi chỗ dựa của Cổ Hướng Quốc quá lớn kinh động cấp trên, hơn nữa tầng trên đã có lời, khiến cho ông vốn là một người an phận thủ thường cũng không thể đứng yên. Chủ yếu cũng là do không biết từ đâu ông cụ có được một bản chứng cứ của Cổ Hướng Quốc mà Hạ Tưởng thu thập, sau khi xem xong mặt mày biến sắc. Y là cái thứ gì, cũng xứng đáng làm đối thủ của Hạ Tưởng. Y không đổ, thì Hạ Tưởng sau này làm sao có thể giữ được niềm tin. Không thể vì một tên Cổ Hướng Quốc mà hủy đi niềm tin của Hạ Tưởng. Ông gọi vài cuộc điện thoại, không lâu sau khi Lý Ngôn Hoàng nhận được chứng cứ mà Thủy Cái giao cho Hạ Tưởng, đồng thời cũng nhận được một cú điện thoại bí mật, lúc đó y vô cùng phẫn nộ, sau khi nói chuyện với Viện trưởng Viện Kiểm soát tỉnh, quyết định phương án bắt giữ. Trước khi thực thi kế hoạch, Lý Ngôn Hoàng đã nói rõ tình hình với Phạm Duệ Hằng. Phạm Duệ Hằng lúc đó biết rằng thế trận đã mất, mặt khác chứng cứ tội trạng của Cổ Hướng Quốc đã rõ rành rành, muốn giấu không giấu nổi. Bởi vì cho dù tỉnh Yến muốn che đậy, trên Bắc Kinh cũng sẽ có người lật nắp, hơn nữa trước khi Lý Ngôn Hoàng báo cáo, ông ta đã nhận được sự cho phép của Viện Kiểm sát tối cao. Phạm Duệ Hằng ngầm chấp nhận tham gia hành động. Khi Lý Ngôn Hoàng từ biệt, Phạm Duệ Hằng còn đứng lên tiễn khách một cách lễ độ, người ông ta tiễn không phải là Lý Ngôn Hoàng, mà đang kính chào nhà họ Ngô đứng phía sau Lý Ngôn Hoàng. Bởi đề nghị điều Hạ Tưởng đi thành phố Thiên Trạch lần trước chưa được hội ý bí thư thông qua, mà lần này đột nhiên nhắc lại chuyện cũ, rất nhanh chóng liền nhận được sự chấp thuận. Ngay cả Tống Chiêu Độ cũng bỏ phiếu tán thành, nghe nói có bóng dáng của nhà họ Ngô trong vụ này. Nhà họ Ngô không muốn Hạ Tưởng ở lại thành phố Lang, muốn điều hắn đến thành phố Thiên Trạch, bởi vậy lại một lần nữa tác động đến thế cục của tỉnh Yến. Còn về tại sao nhà họ Ngô lại muốn Hạ Tưởng rời khỏi thành phố Lang, Phạm Duệ Hằng chỉ biết một mà không biết hai. Nhà họ Ngô coi thành phố Lang là nơi của tầng lớp bình dân trong số tầng cao, còn thành phố Thiên Trạch lại là địa bàn của các gia tộc có thế lực, điều Hạ Tưởng sang đó là có dụng ý lớn, rõ ràng là muốn Hạ Tưởng vạch rõ ranh giới với tầng lớp bình dân. Hạ Tưởng, đúng thật là một cái bánh thơm, mới tránh xa nhà họ Mai một chút, thì lại nhanh chóng qua lại với nhà họ Ngô. Phạm Duệ Hằng đau đầu lo nghĩ,
Sau này nếu là chuyện của Hạ Tưởng, ông ta ít động vào là tốt nhất, phòng tránh chẳng may không cẩn thận thì lại mất lòng ai đó. Ông ta không phải là ủy viên Bộ Chính trị, sức ảnh hưởng trong tầng lớp trên có hạn, tiếng nói cũng vô cùng bé nhỏ. Hạ Tưởng quả thật cũng không đơn giản, thủ trưởng trên Trung ương đã cất lời rồi, các vấn đề liên quan tới Cổ Hướng Quốc coi như xong, nhưng Hạ Tưởng thì lại không thể bỏ qua, hắn nhất định phải dẫm nát Cổ Hướng Quốc, có dũng khí, cũng có quyết đoán. Chỉ có điều hắn dám làm trái ý nguyện của thủ trưởng trên Trung ương, cho dù bên trên có người đỡ cho hắn, sau này muốn đi lên các chức vụ càng quan trọng hơn thì sợ rằng cũng sẽ gặp phải không ít trở ngại. Thế nhưng, Phạm Duệ Hằng nghĩ một lúc vẫn quyết định gọi điện thoại cho Phạm Tranh. Hạ Tưởng sau ngày Quốc Khánh sẽ đến nhậm chức ở thành phố Thiên Trạch, trong lễ Quốc Khánh sẽ ở thành phố Yến, con nên qua lại nhiều hơn với hắn. Bởi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, Hạ Tưởng bị muộn hơn một giờ so với kế hoạch. Đang lúc chuẩn bị xuất phát, Thành ủy thành phố Lang nhận được điện thoại của tỉnh ủy, do Hạ Tưởng nhậm chức mới sau ngày lễ Quốc Khánh, còn cách khoảng 10 ngày nữa, nên yêu cầu Hạ Tưởng làm tốt công tác cuối cùng ở thành phố Lang, tạm thời chủ trì công việc của Ủy ban Nhân dân thành phố. Kết quả Hạ Tưởng không thể lên đường, đành phải ở lại, bởi trong chốc lát thành phố Lang đã điều đi một vị phó thị trưởng thường trực, bắt giữ một vị thị trưởng, giống như là bỗng chốc thiếu đi hai vị trí chủ chốt. Tỉnh ủy còn chưa kịp phái người thích hợp đến nhậm chức, Ủy ban Nhân dân thành phố không thể không có người chủ trì các hoạt động thường ngày. Mặc dù Hạ Tưởng đã bàn giao xong công việc, nhưng là tạm thời đảm nhiệm trọng trách nên cũng không có gì để nói. Ngày thứ hai, tỉnh ủy chính thức tuyên bố khai trừ Cổ Hướng Quốc ra khỏi đảng, cách chức phó bí thư Thành ủy thành phố Lang của Cổ Hướng Quốc. Chiều hôm đó thành phố Lang triệu tập khẩn cấp hội nghị đại biểu nhân dân. Mọi người biểu quyết thống nhất thông qua nghị quyết cách chức thị trưởng Ủy ban Nhân dân thành phố Lang của Cổ Hướng Quốc. Chuyện đùa, người bị bắt tạm giam mà còn đảm nhiệm chức vụ trong đảng chẳng khác nào là trò cười lớn cho thiên hạ. Tất cả các quyết định cách chức đều diễn ra nhanh chưa từng thấy, thể hiện quyết tâm trừng trị tham quan không thể nhân nhượng của đảng. Thành phố Lang thật sự sôi sục. Trên khắp nẻo đường mọi người thi nhau bàn tán. Nói đến thị trưởng Cổ Đạo Mạo nghiêm trang không thông qua thẩm vấn mà bị áp giải trực tiếp lên xe tù, nói đến phó thị trưởng Hạ đề cao chính nghĩa, lật lại biết bao vụ án oan, nói phó thị trưởng Hạ đập tan thế lực đen tối của Nga Ni Trần, trả lại sự bình yên cho thành phố Lang. Tất cả mọi người đều vui mừng khôn xiết, vô cùng kính phục Hạ Tưởng. Nhưng tin Hạ Tưởng bị điều đi đều khiến mọi người vương vấn trong lòng. Phó thị trưởng Hạ là một phó thị trưởng tốt. Không những loại bỏ các thế lực đen tối lộng hành lâu năm ở thành phố Lang, giúp người dân thành phố cuối cùng cũng không phải lo lắng đề phòng mọi lúc mọi nơi, còn kéo về vốn đầu tư lớn cho thành phố, vực dậy dự án làng đại học sắp sửa đóng cửa, lại khởi công chương trình tham quan nông nghiệp. Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, đã kéo về số tiền đầu tư hơn mấy tỷ cho thành phố, tạo ra hàng nghìn công ăn việc làm. Nói Hạ Tưởng là phó thị trưởng có nhiều thành tích nhất từ khi thành phố được xây dựng cũng không có gì khoa trương. Dù cho phó thị trưởng Hạ chỉ là phó thị trưởng thường vụ, nhưng trong mắt của bàn dân thiên hạ, hắn chính là thị trưởng giỏi nhất. Tuy rằng Hạ Tưởng không lên chức ở thành phố Lang, nhưng hiện giờ hắn tạm thời chủ trì toàn bộ công việc của Ủy ban Nhân dân thành phố, cũng coi như là đảm nhiệm chức vụ thị trưởng thành phố Lang trong vài ngày, tính ra cũng là thị trưởng đương nhiệm thời gian ngắn nhất trong lịch sử thành phố, nhưng tuyệt đối không ảnh hưởng đến dấu ấn sâu sắc mà hắn để lại. Hạ Tưởng lưu lại thành phố Lang thêm 3 ngày. Vừa đúng là 3 ngày cuối của tháng 9. Trên thực tế đều là một số công việc trong giai đoạn cuối, không có việc gì to tát, nhưng hắn cũng vô cùng cẩn thận, làm tốt cương vị cuối cùng này, thậm chí trong vòng 3 ngày còn đàm phán ổn thỏa một hợp đồng đầu tư từ thủ đô. Các ủy viên thành ủy thành phố Lang từ sự kính sợ ban đầu với Hạ Tưởng, giờ đây đã trở thành sự kính phục. Sau đó đến kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, sau kỳ nghỉ, Hạ Tưởng phải về thành phố Yến. Khác với lần trước chỉ có các lãnh đạo thành ủy đại diện, lần này tất cả các nhân viên của thành ủy đều đến chia tay Hạ Tưởng. Cảnh chia tay khiến người ta vô cùng cảm động. Nếu nói ngày trước người ở thành ủy không hiểu về con người của Hạ Tưởng, nhưng giờ đây Hạ Tưởng sắp đi, mọi người lại nhớ đến những điều tốt của hắn, đều không nỡ rời xa. Đặc biệt là Lý Tài Nguyên, có thể nói sự xuất hiện của Hạ Tưởng đã làm thay đổi vận mệnh cuộc đời anh ta, trước mặt biết bao người, anh ta bật khóc tức tưởi. Hoàn toàn không để ý tới hình tượng của mình. Lưu Nhất Lâm cũng vô cùng xúc động, có thể quen biết Hạ Tưởng khiến cô cũng rất vui, mặc dù quan hệ giữa cô và Hạ Tưởng không thật thân thiết, luôn có một khoảng cách giữa hai người, cũng không có chút tình ý nào như mong đợi, thật khiến người ta tiếc nuối.
nhưng Hạ Tưởng trước sau vẫn là người đàn ông trẻ nhất, có trách nhiệm nhất, nhiệt tình nhất mà cô từng gặp. Đúng vậy, rất đàn ông, cô không muốn dùng chữ quan viên hay cán bộ để xưng hô với Hạ Tưởng, trong mắt cô Hạ Tưởng là một người đàn ông tốt xứng đáng được trân trọng bởi một người phụ nữ biết nhìn nhận. Nói thật, trong các ủy viên thường vụ của thành phố Lang, người luôn đồng cam cộng khổ nhất với Hạ Tưởng là Trương Anh Tịch, người kính nể Hạ Tưởng nhất cũng là anh ta. Trương Anh Tịch là một người rất trọng nguyên tắc, đồng thời cũng rất cần cù chăm chỉ. Mới đầu anh ta cũng không thích Hạ Tưởng, cảm thấy Hạ Tưởng rất hay gây sự, luôn khơi mào cho các rắc rối. Sau này anh ta mới phát hiện, không phải Hạ Tưởng gây chuyện mà là Hạ Tưởng coi trọng chính nghĩa hơn người khác, không quen nhìn những kẻ làm sằng làm bậy lộng hành bá đạo, không quan liêu như những người nhắm mắt làm ngơ trước tội ác. Hạ Tưởng, có mặt thủ đoạn cứng rắn mạnh mẽ, có mặt thủ đoạn cao siêu, cũng có mặt vô cùng căm ghét cái ác. Hạ Tưởng rời chức, Trương Anh Tịch vô cùng xúc động, lưu luyến không rời. Theo anh nhận định, Hạ Tưởng có thể thi triển bản thân tại thành phố Lang, nhất là bây giờ Cổ Hướng Quốc đã bị lật đổ, vốn dĩ nên để Hạ Tưởng lên nắm quyền, nhưng Hạ Tưởng lại bị điều đến thành phố Thiên Trạch, có thể nói đây là một tổn thất lớn của thành phố Lang. Trong lòng Hạ Tưởng cũng vô cùng cảm động. Nhìn từng khuôn mặt đầy vẻ nhiệt tình, tin rằng cũng có không ít người thật lòng muốn níu giữ hắn, nhưng chính trị là chính trị, cũng có lúc không theo ý mình, hắn cũng muốn tiếp tục ở lại thành phố Lang làm việc, nhưng không có cách nào khác, có người muốn chuyển hắn đi. Vẫy tay cáo biệt thành phố Lang, cáo biệt một chặng đường đầy chấn động, Hạ Tưởng nghĩ trong lòng, có thể do thành phố Thiên Trạch nghèo khó nên sẽ ổn định hơn nhiều, tốt cho việc dốc toàn lực phát triển kinh tế, làm nhiều việc tốt cho nhân dân. Trên đường đi về, đến đầu đường cao tốc, hắn quay đầu nhìn lại thành phố Lang lần cuối, trong lòng Hạ Tưởng rối bời, lắc đầu không muốn nghĩ tiếp, đành để Tiêu Ngũ tiến vào cao tốc hướng về thành phố Yến. Vệ Tân đã sớm rời khỏi thành phố Lang, trở về thành phố Yến, giờ đây đi cùng Hạ Tưởng là nhóm người của Tiêu Ngũ. Xe chậm rãi đi vào trạm thu phí, sau đó chạy vào đường phụ, trước mặt hiện ra các ngã rẽ, một đường dẫn tới thủ đô, một đường dẫn tới thành phố Yến. Tiêu Ngũ vừa xoay tròn vô lăng, đang định cho xe chạy vào đường đến thành phố Yến, thì điện thoại của Hạ Tưởng đột nhiên rung lên. Là Nga Ni Trần. Hạ Tưởng chần chừ một lúc mới nhận điện thoại, lập tức truyền đến giọng nói hổn hển của Nga Ni Trần. Phó thị trưởng Hạ xin hãy cứu tôi, cứu giúp tôi dập đầu trước ông. Thanh âm thê thảm, tuyệt vọng. Đã xảy ra chuyện gì? Xin ngài cứu giúp con gái tôi, chúng bị bắt cóc tại thủ đô, chúng sắp bị người ta làm nhục rồi. Chương 891, rối loạn ngoài ý muốn. Hạ Tưởng vô cùng kinh ngạc. Bình tâm suy nghĩ, mặc dù hắn không có tình cảm gì với Hoa Nhài Vàng, Hoa Nhài Bạc, hơn nữa còn có chút bất mãn với những việc làm của họ, nhưng cũng phải thừa nhận họ là một cặp chị em xinh đẹp như hoa khiến người ta vừa nhìn đã thích. Bản chất của hai người họ không xấu, cũng không có tâm địa độc ác gì, đúng là tuy họ vì Nga Ni Trần đã làm không ít việc xấu, nhưng cũng không đáng rơi vào nông nỗi bị người ta chà đạp. Hạ Tưởng liền hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ông nói rõ ra đi. Tôi. Trong cơn hoảng loạn, lại mất đi sự uy phong của ngày trước, Nga Ni Trần lắp ba lắp bắp, không nói nên lời. Tôi muốn cho chúng ra nước ngoài, đã làm xong mọi thủ tục. Hôm qua chúng đến thủ đô rồi, bay chuyến bay sáng sớm hôm nay, không ngờ hôm nay lại không thể liên lạc được với chúng. Vừa tìm hiểu mới biết được nửa đêm hôm qua chúng bị người ta đến khách sạn bắt đi. Bây giờ không rõ tung tích. Hạ Tưởng nổi giận. Là kẻ nào? Quốc Hoa Thủy. Hạ Tưởng liền sửng sốt, tại sao lại là y? Rồi hắn bất giác cười chua chát, tại sao lại không thể là y? Quốc Hoa Thủy là một trong những đời con cháu thứ hai nổi tiếng khắp thủ đô, cũng là một người vô cùng khác thường trong đảng Thái Tử. Không nói tới người chú của y là ủy viên Bộ Chính trị, ngay cả cha y cũng là chủ tịch tập đoàn hóa dầu quốc gia nổi tiếng nhất cả nước Quốc Hàm Dương. Ông Quốc Hàm Dương này, Hạ Tưởng không biết nhiều lắm cũng chưa từng gặp qua, nhưng có thể làm chủ tịch tập đoàn hóa dầu quốc gia thì tuyệt đối không phải kẻ tầm thường. Kiếp trước đã từng có trường hợp chủ tịch tập đoàn hóa dầu quốc gia trực tiếp chuyển qua đảm nhận chức thị trưởng một tỉnh, có thể thấy chủ tịch doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn trong mắt nhà nước cũng quan trọng như thị trưởng của tỉnh. Nhưng đối với Quốc Hoa Thụy, Hạ Tưởng đã nghe nói khá nhiều. Quốc Hoa Thụy năm nay đã sang tuổi 30. Nghe nói giữ chức phụ phó vụ trưởng gì đó trong Bộ Thương mại, phòng trừng cũng chỉ là loại bất tài ăn lương, về mặt chính trị y không có chút thành tích nào,
nhưng vì gia thể hiển hách từ lúc sinh ra y đã không thiếu thứ gì, thú vui của y chính là theo đuổi phụ nữ. Tuy nhiên, hắn khác với tứ đại hoa thiếu gia Bắc Kinh ở chỗ, tứ đại hoa thiếu gia dùng tiền đùa chơi với phụ nữ là để vui vẻ, kẻ chịu chi người tình nguyện, gặp người không động lòng trước tiền bạc, thế lực họ cũng không ép buộc, bởi vậy họ chỉ được tiếng nho nhã mà không có tiếng xấu. Quốc Hoa Thụy lại khác, chỉ cần là người con gái y thích, trước tiên là dùng tiền mua chuộc, nếu không mua được thì dùng mọi thủ đoạn ép đối phương nghe theo. Nếu đối phương là minh tinh màn bạc, thì sẽ thông qua đầu tư điện ảnh hoặc tìm đến đạo diễn, nhà sản xuất, nói chung là không từ thủ đoạn bỉ ổi nào, mục đích chỉ có một, lên giường. Nếu những thủ đoạn trên đều không có hiệu quả thì trực tiếp cướp về, ép buộc bằng được thì thôi. Cha của Quốc Hoa Thụy là chủ tịch tập đoàn hóa dầu quốc gia, chú là ủy viên Bộ Chính trị, tại thủ đô muốn gió được gió, cầu mưa được mưa không ai dám quản. Những người phụ nữ bị hắn cưỡng ép tính ra cũng được mười mấy đến 20 người, có người tố giác hắn nhưng cũng không có kết quả. Có người sau khi sự việc xảy ra, biết y có thế lực rất lớn nên chỉ đành ngậm miệng nuốt giận vào trong. Con người của Quốc Hoa Thụy thế nào, hạ tưởng phải qua Dương Uy mới hiểu rõ. Nghe nói hoa nhài vàng, hoa nhài bạc bị Quốc Hoa Thụy bắt cóc, trong lòng hắn cũng rất lo lắng, chỉ sợ chị em họ lành ít dữ nhiều. Nghĩ lại, đúng là oan gia ngõ hẹp, Trần Khiết Văn bí thư thành ủy thành phố Thiên Trạch lại chính là dì ruột của Quốc Hoa Thụy. Mặc dù hạ tưởng không phải là kẻ thấy chết không cứu, nhưng hễ nghĩ tới thân thế của Quốc Hoa Thụy và việc hắn sắp tới thành phố Thiên Trạch nhận chức thì liền có chút chần chừ, im lặng không nói gì. Nga Ni Trần cho rằng hạ tưởng lùi bước, không chịu giúp ông ta liền khóc lớn. Phó thị trưởng Hạ, giờ đây không ai chịu giúp tôi, nể mặt Tiểu Mạt có thiện cảm với anh, nể mặt hai chị em suýt chút nữa đã hiến dâng thân mình, anh. Không cần nói nữa, tôi sẽ cố gắng hết sức cứu họ ra. Hạ tưởng vội vàng cắt ngang lời nói không suy nghĩ của Nga Ni Trần, cái gì chứ, hắn cứu hoa nhài vàng, hoa nhài bạc không phải do thèm muốn nhan sắc của họ. Ông chờ tin tức của tôi. Nga Ni Trần liên mồm cảm ơn, khóc không thành tiếng, nói không nên lời. Không chờ ông ta nói dài dòng thêm nữa, hạ tưởng gác máy luôn. Thời gian không biết chờ đợi, hắn lập tức gọi cho Dương Uy. Dương Uy nghe hạ tưởng kể hết, lập tức nói. Tôi sẽ đi điều tra sự việc ngay. Để Dương Uy ra mặt điều tra sự việc, chắc rằng sẽ nhanh hơn mọi cách khác. Dương Uy đã sớm biết trà trộn, anh ta đã từng tiếp xúc và quen biết với mọi loại người ở thủ đô. Hạ tưởng chỉ tay vào đường cao tốc dẫn đến thủ đô. Đến thủ đô, Tiêu Ngũ nghe lệnh, vừa bật đèn xi nhan liền đã quay đầu xe hướng về thủ đô, theo sau còn có mấy chiếc xe liên tiếp nối đuôi nhau, tổng cộng 3 xe có khoảng 6-7 người, chạy thẳng vào thủ đô. Hạ tưởng ngồi ở phía sau, khẽ nhắm mắt suy tính mọi việc. Bởi chuyện hắn bị điều đi khỏi thành phố Lang xảy ra rất đột ngột, hắn chỉ lo tính toán làm thế nào để lật đổ Cổ Hướng Quốc, mà chưa nghĩ tới việc xử lý Nga Ni Trần ra sao. Theo ý tưởng ban đầu của hắn, chắc chắn phải lôi Nga Ni Trần ra trước vành móng ngựa. Bởi vì mặc dù tội ác mà ông ta phạm phải không giống với Cổ Hướng Quốc, nhưng ông ta cũng là kẻ tội lỗi đầy mình, chết chưa hết tội. Thực chất, cho dù rời khỏi thành phố Lang, hạ tưởng cũng không định bỏ qua cho Nga Ni Trần. Ý định của hắn là đợi sau khi đến thành phố Thiên Trạch rồi làm một đòn đánh nữa, đợi cho vụ án của Cổ Hướng Quốc được xác lập, rồi quay lại xử lý Nga Ni Trần cũng chưa muộn. Trái với dự tính, không ngờ lại xảy ra sự việc hoa nhài vàng, hoa nhài bạc bị bắt cóc. Hạ tưởng không phải thánh nhân, không có tư tình gì với hoa nhài vàng, hoa nhài bạc, lại không có mong muốn chiếm hữu họ. Nhưng đàn ông là một loại sinh vật rất kỳ lạ, sau lần gặp gỡ trước, tuy hạ tưởng không có được hoa nhài vàng, hoa nhài bạc nhưng trong lòng hắn đã có suy nghĩ vượt qua khỏi mối quan hệ tình bạn thông thường. Cho dù hoa nhài vàng, hoa nhài bạc không phải là người phụ nữ của hắn, nhưng trong mắt hắn, trừ phi hai chị em họ tự nguyện, kẻ khác muốn ép buộc họ thì hắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Dù kẻ đó có là con ông cháu cha cũng không được. Rất nhanh, Dương Uy đã gọi lại cho hắn. Phó thị trưởng Hạ, điều tra rõ rồi, đúng là có chuyện như vậy. Thuộc hạ của Nga Ni Trần bán đứng ông ta, mật báo số phòng của hoa nhài vàng, hoa nhài bạc cho Quốc Hoa Thụy biết. Bây giờ hai chị em họ bị đưa đến biệt thự của Quốc Hoa Thụy, đã bị hắn làm gì hay chưa hiện còn chưa rõ. Dương Uy, cậu ra mặt liên lạc với Quốc Hoa Thụy, chỉ hoãn y, sau đó đến biệt thự của y đàm phán điều kiện với nó. Khoảng 1 giờ nữa tôi mới đến, sợ không còn kịp.
Hạ Tưởng biết với thân phận của Dương Uy, có thể nói chuyện với Quốc Hoa Thụy, nhưng Quốc Hoa Thụy chưa chắc đã nể mặt Dương Uy. Tôi sẽ đi làm ngay. Dương Uy cũng đã từng gặp Hoa Nhài Vàng, Hoa Nhài Bạc, anh ta cũng không rõ mối quan hệ giữa Hạ Tưởng và hai chị em họ là gì, nhưng nghe giọng của Hạ Tưởng rất khẩn cấp, cũng biết chuyện này rất nghiêm trọng. Tôi sẽ cố hết sức, nhưng tình hình không khả quan lắm. Con người Quốc Hoa Thụy rất kiêu ngạo, y sẽ không nể mặt tôi. Nhưng trì hoãn hắn một lúc thì cũng không phải là khó, nhưng tôi phải nhắc nhở anh ra mặt cũng chưa chắc đã có tác dụng gì. Dương Uy nói rất đúng. Hạ Tưởng thừa nhận trước mặt Quốc Hoa Thụy hắn cũng không có tiếng tăm gì đáng nói. Nhưng đất thủ đô hắn cũng không phải là không có vài chỗ quen biết. Xe nhanh chóng hướng về thủ đô, giành giật từng giây chạy đua với thời gian. Nếu như Hoa Nhài Vàng, Hoa Nhài Bạc đã bị Quốc Hoa Thụy làm nhục thì nên làm thế nào? Hạ Tưởng không dám nghĩ tới hậu quả kinh khủng ấy, lửa giận trong lòng lại từ từ hạ xuống. Nảy sinh xung đột với Quốc Hoa Thụy sẽ có hậu quả nghiêm trọng như thế nào hắn lại không mấy quan tâm, mọi hành vi của Quốc Hoa Thụy vốn không được công khai, sẽ không có ai tự nguyện lật bài ngửa như vậy. Nhưng vấn đề ở chỗ, nếu như vì một xung đột nhỏ mà dẫn đến việc Trần Khiết Văn có thành kiến với hắn thì thật không tốt. Trước khi nhậm chức đã khiến bí thư thành ủy có ý kiến với hắn thì không phải là sự khởi đầu tốt. Dù thế nào thì hắn cũng là thị trưởng, là nhân vật số 2 của thành ủy. Nhưng hắn cũng không muốn mới bắt đầu đã bất hòa với thành ủy. Nhưng hiện giờ sự việc không cho phép hắn lùi bước thêm nữa, cần phải cứu Hoa Nhài Vàng, Hoa Nhài Bạc, hắn không phải người đàn ông vô trách nhiệm. Trên đường đi Hạ Tưởng suy tính sự việc lần nữa, đột nhiên trong đầu hắn chuyển qua một ngã rẽ không nhỏ, hắn vốn định gọi cho lão cổ, xin lão cổ trợ giúp nhưng bây giờ hắn thay đổi ý định, rút điện thoại gọi cho Khâu Tự Phong. Nhà họ Khâu là nhân vật đại diện cho các gia tộc có thế lực. Mà chú của Quốc Hoa Thụy Quốc Hàm Thanh rốt cuộc giữ lập trường chính trị gì hắn không rõ lắm. Lập trường chính trị của Quốc Hàm Thanh trực tiếp ảnh hưởng tới lập trường chính trị của Trần Khiết Văn, Hạ Tưởng đã nhạy bén phát hiện ra một điểm quan trọng. Nói ra cũng có một thời gian không liên lạc với Khâu Tự Phong rồi, Khâu Tự Phong làm trưởng ban tổ chức cán bộ thành phố Yến rất sinh động, qua 2 năm nữa nếu có đủ lực, trực tiếp đảm nhiệm chức vụ bí thư thành ủy, nếu thời cơ không tốt thì có thể làm một khóa thị trưởng rồi mới lên chức bí thư. Tóm lại tiền đồ vô cùng sáng lạn. Chúc mừng thị trưởng Hạ. Khi Khâu Tự Phong nhận được điện thoại của Hạ Tưởng, anh ta đang dọn dẹp văn phòng chuẩn bị tan ca. Sắp đến kỳ nghỉ, việc của ban tổ chức không nhiều, anh ta dự tính sớm ngày quay về thủ đô để tránh phải ở lại thành phố Yến đối phó với những kẻ đến tặng quà, cũng khá phiền. Anh ta không thiếu thứ gì, lại cũng không thiếu tiền, chỉ là không muốn vì nhận quà mà ảnh hưởng đến tiền đồ của bản thân. Đối với việc Hạ Tưởng bất ngờ lên chức, anh ta cũng biết đây là kết quả ngoài dự tính của cuộc đấu chính trị, nhưng vẫn vui mừng cho Hạ Tưởng, lên giám đốc sở, lên chức lại là chức thị trưởng thành phố, không phải ai cũng có cơ hội tốt như vậy, đương nhiên cũng có chút đố kỵ. Chức vụ của anh ta luôn cao hơn Hạ Tưởng một bậc, bây giờ thì tốt rồi, Hạ Tưởng đã bình đẳng với anh ta, quan trọng ở chỗ, anh ta là người của nhà họ Khâu một trong tứ đại gia tộc, có thế lực gia tộc hùng hậu, nói một cách không khoa trương là đảng thái tử. Mà Hạ Tưởng lại xuất thân từ bình dân. Không thể so sánh được, có thể có một ngày Hạ Tưởng trở thành một quan viên cấp phó chủ tịch tỉnh, còn anh ta thì vẫn đảo quanh vị trí giám đốc sở, đến lúc đó không biết chừng anh ta lại phải ngưỡng mộ Hạ Tưởng. Hạ Tưởng là ai chứ? Nghe là biết ngay trong giọng nói của Khâu Tự Phong có chút chua chát, liền cười nói. Anh Tự Phong gọi tôi là thị trưởng Hạ là muốn vạch rõ ranh giới với tôi, hay là giận tôi trước kia không gọi anh là trưởng ban Khâu? Khâu Tự Phong lập tức trở về tâm trạng bình thường. Anh đấy, vẫn không tha cho ai bao giờ cả. Được rồi, Hạ Tưởng, đến thành phố Thiên Trạch là cơ hội tốt, chúc mừng anh. Sau này gặp nhau chúng ta cùng nói chuyện. Bây giờ tôi có việc cần tìm anh. Hạ Tưởng kể hết sự việc Hoa Nhài Vàng, Hoa Nhài Bạc bị Quốc Hoa Thụy bắt cóc. Không ngờ, Khâu Tự Phong im lặng trong giây lát. Có nhất định phải nhúng tay vào không? Thái độ của Hạ Tưởng rất kiên quyết. Không tiếc bất cứ giá nào. Mặc dù Hạ Tưởng không nói ra ý định nhờ cậy anh ta, trong lòng Khâu Tự Phong hiểu rõ, Hạ Tưởng là xin anh ta giúp đỡ. Mạng lưới quan hệ của Hạ Tưởng ở Hủ Đô tuy không sâu rộng như ở tỉnh Yến, nhưng những thế lực có thể kêu gọi được thì cũng rất nhiều, nhưng hắn không tìm họ mà lại đến tìm anh ta thì tất có thâm ý. Khâu Tự Phong trầm ngâm một lát, còn chưa quyết định phải làm thế nào Hạ Tưởng đã vội vàng dập máy. Tôi phải nghe một cú điện thoại. Một lát nữa gọi lại cho anh.
là Dương Uy gọi đến. Thủ trưởng, tôi không liên hệ được với Quốc Hoa Thụy, bây giờ đang vội đến nhà y, nhưng nghe nói tối qua hắn uống say, đã làm chuyện bậy bạ gì chưa cũng không rõ, đợi sau khi tôi đến sẽ liên lạc lại với anh. Dương Uy vội vã báo lại vài câu, rồi dập máy. Hạ Tưởng đánh giá rất cao lòng nhiệt tình và khả năng làm việc của Dương Uy, lại càng nhận định người này rất đáng để kết giao. Vừa nói chuyện xong với Dương Uy, Khâu Tự Phong lại gọi đến. Cũng coi như có tình cảm, nếu không nhận được điện thoại của Khâu Tự Phong, Hạ Tưởng cũng không định gọi lại cho anh ta. Hạ Tưởng, tôi đã thử liên hệ, tạm thời chưa liên lạc được với ai tiện ra mặt. Như vậy đi, tôi cũng sắp nghỉ rồi, bây giờ sẽ đến thủ đô ngay, sau khi đến sẽ gặp cậu, thế nào? Cũng tốt, tôi đợi anh ở thủ đô. Hạ Tưởng trả lời một cách khách khí rồi tắt máy. Thực chất trong lòng hắn biết rõ, Khâu Tự Phong chỉ nói vậy, với thế lực của nhà họ Khâu, cho dù có gặp thất bại trong việc điều chỉnh cán bộ cấp tỉnh thì cũng không đến mức không thu xếp được ai ở thủ đô chính là đại bản doanh của nhà họ Khâu. Khâu Tự Phong đang chơi kế hoãn binh, anh ta nói hay như vậy dường như là bảo sẽ trực tiếp lộ diện, thực chất là chờ xem tình hình rồi tính tiếp. Từ thành phố Yến đến thủ đô phải mất khoảng 3 giờ, nếu đường tắc thì nhanh cũng phải mất 4 giờ mới đến nơi. Lúc đó đã quá muộn rồi. Chỉ có thể nói, Khâu Tự Phong không để tâm đến việc này. Hạ Tưởng khẽ lắc đầu, về cơ bản có thể kết luận, chú của Quốc Hoa Thủy cũng được, ông bố cũng được, cho dù không phải nhân vật thuộc gia tộc có thế lực thì cũng có mối quan hệ ngầm với nhà họ Khâu. Nếu không với giao tình giữa Hạ Tưởng và Khâu Tự Phong, đối phương mà là người ngoài thì anh ta sẽ ra tay giúp đỡ không chút do dự. Thôi vậy, không trông cậy vào Khâu Tự Phong nữa. Huống hồ hắn cũng không đặt hết hy vọng lên Khâu Tự Phong, hắn chỉ là muốn tìm cách tìm hiểu khuynh hướng chính trị của bí thư thành ủy thành phố Thiên Trạch Trần Khiết Văn mà thôi. Đang định gọi cho lão cổ thì điện thoại của Hạ Tưởng lại bất ngờ rung lên, bây giờ hắn không có thời gian để ý đến mấy cuộc điện thoại vô vị này, nhìn qua số thấy không quen nên hắn không nghe máy. Không ngờ đối phương lại lập tức gọi đến lần nữa, lại không nghe, lại gọi, Hạ Tưởng nổi giận, vừa nhận điện đã hét lên. Đủ chưa hả? Chưa. Đối phương cũng rất hùng hổ đáp lại, kêu lên. Giữ cái gì mà giữ? Tôi cứ làm phiền anh cho anh chết luôn. Là Phó Tiên Tiên. Tiên Tiên, là em. Hạ Tưởng nuốt trôi lửa giận. Anh đang có việc gấp, không nói với em nữa. Không được, có chuyện gì gấp anh nói với em trước. Hạ Tưởng đành kể đại khái chuyện hoa nhà vàng, hoa nhài bạc bị Quốc Hoa Thụy bắt cóc. Anh phải nhanh đi cứu người. Em đi. Giọng của Phó Tiên Tiên đột nhiên lên cao. Tên chó má, em ghét nhất loại đàn ông cưỡng bức phụ nữ. Quốc Hoa Thụy là một tên bị ổi, em đi tìm hắn, phải hoạn hắn đi. À, Hạ Tưởng vô cùng kinh ngạc, từ lúc nào Phó Tiên Tiên trở nên hung hãn và có khuynh hướng bạo lực như vậy, còn chưa kịp nói thêm gì, Phó Tiên Tiên liền ném lại một câu rồi dập máy. Em biết y ở đâu, em đến tìm y tính sổ. Đàn ông thối, đi chết đi. Hạ Tưởng không biết nói gì, được, vốn định nhờ lão cổ ra mặt, hoặc nếu bắt buộc thì cầu cứu ông cụ Ngô, nhà họ Ngô do chuyện của nhà máy Sơn Toàn Mỹ còn nợ hắn một ân tình, nhưng bây giờ tạm thời không cần nữa, có tiểu ma nữ xuất trận, nhất định sẽ phá một trận long trời lở đất. Thành phố Lang rất gần thủ đô, Tiêu Ngũ để xe chạy với tốc độ nhanh nhất, sau một giờ xe đã tới được thủ đô. Theo địa điểm Dương Uy cung cấp, mấy người Hạ Tưởng mất thêm một giờ nữa mới đến được biệt thự của Quốc Hoa Thụy. Biệt thự của Quốc Hoa Thụy nằm ở phía tây bắc của thủ đô, không quá xa xôi nhưng cũng không ở khu trung tâm thành phố, vị trí rất tốt, khá yên tĩnh, cảnh vật cũng rất đẹp, non nước hữu tình, cây cối xanh tươi. Đây là một biệt thự 3 tầng nằm độc lập, vô cùng xa hoa mỹ lệ, được bao quanh bởi bức tường và cổng sắt kiểu châu Âu, đáng tiếc là cánh cửa sắt đã bị đánh bay đổ về một bên, nhìn lại. Trong sân đang đỗ một chiếc xe Ferrari đỏ rực, đầu xe đã nát, trên nắp xe có mấy chậu hoa, mà chiếc xe này còn chính là thủ phạm đã đâm hết mấy chiếc xe khác đang đỗ trong sân. Khỏi phải nói, nhất định là kiệt tác của Phó Tiên Tiên. Trong phòng khách, Dương Uy đang ngồi bất động trên sofa, làm bộ uống trà. Phó Tiên Tiên chống tay lên eo đầy tức giận, đang đi đi lại lại, mấy tên vệ sĩ mặt mày nghiêm nghị vây lại một chỗ, chính là không cho Phó Tiên Tiên lên tầng. Trên tầng không ngừng vọng xuống tiếng khóc thất thanh của phụ nữ. Dương Uy lo lắng nhìn đồng hồ, nói với vệ sĩ. Nhờ chuyển lời tới Quốc Hoa Thụy, nếu 5 phút nữa anh ta không xuất hiện thì hãy tự gánh lấy hậu quả.
Đám vệ sĩ nhìn Dương Uy đầy khinh miệt, nhếch nhếch mép không nói tiếng nào. Còn Phó Tiên Tiên thì đưa chân lên đá vệ sĩ, thấy họ không có phản ứng gì, không nhịn được liền hét lớn. Quốc Hoa Thụy, mau cút xuống đây, còn không xuống thì có tin ta đốt cả ổ chó này của ngươi không? Từ tầng trên truyền xuống một giọng nói uể oải lười nhác, kèm theo một chàng cười đều. Bà cô của tôi ơi, cứ việc đốt, đốt cái này ta lại mua cái mới. Hơn nữa, anh cô cũng sẽ bồi thường cho ta, sợ gì chứ? Tôi vừa gọi điện cho anh cô, một lúc nữa anh ta sẽ tới, cô đừng sốt ruột, uống chút trà hạ bớt hỏa, đợi tôi làm xong chuyện tốt nhất định sẽ xuống nhận tội với cô em. Trong giọng nói lộ ra vẻ bớn cợt và giả dối. Phó Tiên Tiên nổi giận, giật lấy bật lửa từ trong tay Dương Uy, xé khăn trải bàn đốt, rồi ném vào ghế sofa. Phó Tiên Tiên vừa châm lửa, Quốc Hoa Thụy ngửi thấy mùi khét liền cười ha hả. Tốt, có dũng khí. Cô ở tầng dưới châm lửa, ta ở tầng trên nã pháo, mùa vui trong lửa thật là chuyện kỳ thú trong đời người. Vừa dứt lời, liền vọng lại tiếng kêu khóc của Hoa Nhài Vàng, Hoa Nhài Bạc. Đứng mà, đừng mà. Dương Uy máu nóng trào lên, vội vàng đứng dậy định ra tay, vài tên vệ sĩ đã nhanh chóng sắp thành hàng bịt chặt lối lên cầu thang, rõ ràng là không để Dương Uy lên lầu, ý là, muốn ra tay, xin cứ tự nhiên. Phó Tiên Tiên cũng nổi nóng, xông lên vừa đánh vừa đá đám vệ sĩ nhưng chúng như chim ưng bắt gà, một phát đã tóm gọn cánh tay cô, khiến Phó Tiên Tiên lập tức không thể động đậy. Đột nhiên một tiếng, rầm, vang lên. Cửa phòng bị người ta một cước đá bay, Hạ Tưởng và Tiêu Ngũ đến kịp liền xông vào, hắn nghe thấy tiếng cười dâm ô của Quốc Hoa Thụy, lửa giận lại bộc phát. Quốc Hoa Thụy, là đàn ông thì hãy ra đây, đừng bị ổi cưỡng bức phụ nữ. Hạ Tưởng lại bạo miệng chửi, lại tức giận. Chương 892, không thể nhường bước. Quốc Hoa Thụy ngừng lại, từ trên tầng vỗ tay vài tiếng. Hôm nay thật náo nhiệt, chó mèo gì cũng có mặt cả. Cũng khó trách. Chị em xinh như hoa ai cũng thích. Nhưng muốn tranh với tôi, đừng có hòng. Nói xong, trên tầng lại vọng xuống tiếng xé quần áo, sau đó là tiếng thét thất thanh của Hoa Nhài Vàng, Bạc. Không được làm bậy, không được làm bậy, Hạ Tưởng mau cứu chúng tôi. Hai người đồng thanh, giống như chỉ có một tiếng nói. Chính vì vậy mà càng khiến người ta thương tâm. Hạ Tưởng. Quốc Hoa Thụy rõ ràng nghe được tên Hạ Tưởng, dừng lại, nghĩ một chút, rồi cười. Thì ra là vị phó thị trưởng thường vụ thành phố Lang đã lật đổ Cổ Hướng Quốc, sao vậy, ở thành phố Lang không còn uy phong, lại muốn đến Bắc Kinh Dương Oai. Bắc Kinh không phải là nơi một tên cán bộ cấp sở bé nhỏ như anh có thể đến, nhanh, đến từ nơi nào thì cút về nơi đó, hai chị em họ thuộc về tôi, anh muốn giành đàn bà với tôi, thì hãy sờ xem đầu của anh có đủ lớn không trước đi. Có thể là một trong hai chị em Hoa Nhài Vàng, Bạc muốn bỏ chạy, trên tầng vọng lại tiếng bước chân. Sau đó là một tiếng tát tai rất to, chỉ nghe tiếng Quốc Hoa Thụy hùng hổ nói. Ngay dưới mắt tôi còn muốn chạy. Mẹ nó, tưởng bố mày là bùn nặn sao? Đàn bà thối, bây giờ chẳng ai bảo vệ được các cô đâu, hãy ngoan ngoãn phục vụ tôi, không chừng còn có được kết cục tốt. Làm ông đây nổi giận ông sẽ bán các cô luôn. Đồ chó chết, Hạ Tưởng đánh gãy chân nó đi. Phó Tiên Tiên bình thường tuy là tiểu ma nữ, nhưng cũng rất căm ghét điều ác. Không thể chấp nhận cảnh phụ nữ bị đàn ông ức hiếp. Anh không ra tay đánh y thì không còn là đàn ông. Hạ Tưởng đâu cần Phó Tiên Tiên kích tướng, lửa giận trong lòng hắn sớm đã bị thái độ hung hăng đến cực điểm của Quốc Hoa Thụy làm sôi trào, thái tử đảng có ra thế là chuyện tốt, nhưng nếu như không có giáo dục thì chỉ là thứ ăn hại mà thôi. Hạ Tưởng cũng không nói gì, vung tay với bọn vệ sĩ đứng trước mặt hắn, chúng cho là Hạ Tưởng sắp ra tay, lùi một bước định tiếp chiêu. Không ngờ Hạ Tưởng chỉ tung hỏa mù, hắn bất ngờ tung cước đá vào một bên đầu gối của tên vệ sĩ đang giữ Phó Tiên Tiên. Xương cẳng chân vốn là chỗ mềm yếu nhất, nhất là mặt hông, Hạ Tưởng một cước đá trúng, đối phương nghiêng người rồi ngã xuống một bên, ôm chân đau đến mức lăn lộn trên sàn nhà, rõ ràng, nhất thời cũng không thể đứng lên. Giải nguy cho Phó Tiên Tiên, Hạ Tưởng buộc phải dùng đến độc thủ. Hạ Tưởng vừa động thủ, hắn liền né người nhường chỗ cho Tiêu Ngũ. Tên vệ sĩ vừa nãy chắn trước Hạ Tưởng thấy hắn đá trúng đồng bọn, lập tức nổi giận, giơ tay định đấm Hạ Tưởng, không ngờ vừa đưa tay lên, bụng đã ăn liên tiếp vài cú đá, liền cảm thấy đau đớn vô cùng. Chính là Tiêu Ngũ đã kịp thời bước lên, tung chân đá trúng. Sự phối hợp của Hạ Tưởng và Tiêu Ngũ, không chút sơ hở, với thế nhanh như chớp,
vừa xông lên đã đánh ngã hai người, hạ thủ rất nhanh lại chuẩn xác, không ai tin được Hạ Tưởng lại đường đường là một thị trường. Cũng phải, trải qua quá trình tu luyện ở thành phố Lang, thể chất của Hạ Tưởng đã mạnh hơn trước rất nhiều, sự kết hợp với Tiêu Ngũ lại càng ăn ý. Quốc Hoa Thủy tổng cộng có 4 tên vệ sĩ, mặc dù tên nào cũng vai u bắp thịt, nhưng do không phòng bị nên bất ngờ bị đánh bại mất hai tên còn lại vô cùng kinh hãi, một mặt canh chặt cầu thang, một mặt kêu gọi cứu viện. Quốc Hoa Thủy trên tầng cũng nghe ra có chuyện, y vội vàng gọi điện kêu viện binh. Dương Uy thấy Hạ Tưởng và Tiêu Ngũ liên thủ, thế không thể đỡ, cũng cảm thấy ngứa tay, thầm nghĩ không quan tâm sau này thế nào, bây giờ cứ đánh trước rồi tính, rồi cũng xông vào đá tên vệ sĩ trước mặt. Phó Tiên Tiên càng hung dữ, cuộn túi xách tay lại, vô tình đánh trúng chỗ hiểm của tên vệ sĩ khiến y méo mó mặt này, hai tay che kín phần dưới ngã nhào xuống đất. Trong khoảnh khắc, gió cuốn mây tan, bốn tên vệ sĩ không tên nào thoát, tất cả nằm gục trên sàn. Hạ Tưởng vội lao lên lầu. Tầng trên là một phòng ngủ rất lớn, giữa phòng có một chiếc giường to, bốn năm người nằm lên cũng không thành vấn đề. Hoa Nhài Vàng, Bạc nằm song song giữa giường, tay chân bị trói chặt, Hoa Nhài Vàng y phục vẫn còn nguyên, còn Hoa Nhài Bạc phần thân trên chỉ còn áo ngực chưa cởi, áo ngoài đã bị xé rách, may thay, chiếc váy thân dưới vẫn còn. Hai người vừa thấy Hạ Tưởng, lập tức gào khóc, mặc dù họ là con gái của Nga Ni Trần một đời ngang ngược. Nhưng do Nga Ni Trần coi họ như ngọc quý trong tay nên thực chất họ vẫn chưa từng chứng kiến mấy cảnh chém chém giết giết, cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy cảnh tượng buồn nôn phụ nữ bị đàn ông cưỡng bức, bây giờ họ suýt chút nữa bị người ta làm nhục, nhớ lại những cảnh chơi đùa của cha mình, không biết đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện cưỡng bức phụ nữ, đến giờ họ mới biết, cuộc sống xa hoa đầy đủ mà họ từng có là dựng trên nỗi đau khổ của biết bao người. Hạ Tưởng không phải là gì của họ, thậm chí cũng không thể coi là bạn. Nhưng không biết vì sao vừa thấy Hạ Tưởng, họ như thấy người thân nhất trên đời, liền bật ra tiếng khóc khổ đau từ tận đáy lòng. Hạ Tưởng chỉ gật đầu với họ, mắt đã rời lên người Quốc Hoa Thụy. Quốc Hoa Thụy chỉ mặc cộc một chiếc quần, thân trên trần trụi, tóc rối bù, mắt không thể mở to ra, chân bước không vững, rõ ràng, chưa tỉnh rượu. Y đứng trước cửa sổ, trong tay còn cầm điện thoại, mặt sững sờ nhìn Hạ Tưởng, trong ánh mắt lộ rõ vẻ bất ngờ. Hạ Tưởng thấy hai mắt y sưng phù, quầng mắt thâm, sắc mặt vàng vọt, rõ ràng là biểu hiện của việc phóng đãng quá độ, trong lòng khinh bỉ, cười lạnh một tiếng. Gọi người đến cứu, một người đàn ông, cưỡng bức phụ nữ đã là biểu hiện vô năng, lại động một chút là gọi giúp đỡ, anh năm nay dù gì cũng đã hơn 30 tuổi rồi, không phải đứa trẻ chưa lớn, khi nào mới có thể tự mình giải quyết sự việc. Thật hèn nhát, Quốc Hoa Thụy đầu tiên bị vẻ anh hùng tuổi trẻ của Hạ Tưởng làm cho kinh sợ một lúc. Nghĩ rằng Hạ Tưởng sẽ chửi ầm lên, không ngờ hắn lại nói những lời đạo lý, y sững sờ rồi cười khinh bỉ. Tôi xưa nay không nghe lời khuyên của ai, bây giờ khuyên cậu một câu, mau cút về đi, đừng ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng lo chuyện không đâu, cẩn thận cái chân chó của cậu đấy. Thật đúng là miệng chó không thể khạc ra ngà voi, luôn mắng chửi người khác, Hạ Tưởng cũng không chửi lại, quay người cởi trói cho Hoa Nhài Vàng, Bạc, vừa động thủ, Quốc Hoa Thụy đã lao tới. Một phát đã ôm chặt Hạ Tưởng, chửi mắng hung tợn. Tên khốn nhà mày rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, phản rồi, dám đối địch với tao, có tin ông đây diệt mày luôn không? Quốc Hoa Thụy giữ chặt cánh tay Hạ Tưởng, không kéo được, y liền nổi điên, ở Bắc Kinh y hoành hành đã quen, cha và chú, một là người phụ trách của doanh nghiệp quốc gia độc quyền, một là ủy viên bộ chính trị, có thể nói trong giới chính trị và giới thương nhân đều được nghênh đón, muốn gió được gió cầu mưa được mưa. Chưa từng chịu chút thiệt thòi nào. Mặc dù y đã hơn 30 tuổi nhưng vẫn chưa trưởng thành, cũng là do ngày thường mọi người luôn nhường nhịn y liền cho rằng thiên hạ này là do cha và chú định đoạt. Trung Quốc là một đất nước thần kỳ, chưa từng thiếu người thông minh tài giỏi, nhưng càng không thiếu loại nhị thế tổ ngông cuồng tự đại. Sự kiêu căng ngạo mạn của nhị thế tổ đều do nhất thế tổ nuông chiều mà ra, người trong nước, do sự thiếu thốn về mặt giáo dục đã dẫn đến rất nhiều xí nghiệp của dòng họ. Các gia tộc có thế lực đều không truyền được đến đời thứ ba. Quốc Hoa Thụy dùng lực đẩy Hạ Tưởng, đưa tay ra tóm lấy cổ áo của Hạ Tưởng. Muốn chuốc họa vào thân hả, thằng nhãi. Y nhăn nhó, người nồng nặc mùi rượu. Hạ Tưởng ghét nhất người khác túm cổ áo, cũng không khách khí nữa, nhấc đầu gối liên tục thúc vào ngực Quốc Hoa Thụy, phun hết những lời độc địa từ trong lòng ra. Không cho mày biết tay thì tên khốn mày vẫn tưởng rằng mình là đệ nhất thiên hạ. Hừ.
bàn tay bẩn thỉu của mày mà còn chạm vào tao lần nữa, coi chừng tao đánh gãy tay mày. Hạ Tưởng ra tay không quá mạnh, còn giữ đúng chừng mực, nhưng đối với Quốc Hoa Thủy Tử sắc vô độ, thân xác đã bị bòn rút mà nói, đây đã là đòn nặng không thể chịu đựng nổi, y ngửa mặt lên trời ngã nhào xuống đất, đau đến mức không nói nên lời. Hạ Tưởng không quan tâm, nhanh chóng giúp Hoa Nhài Vàng, bạc cởi trói. Hoa Nhài Vàng, bạc cũng không ngại ngùng, cùng lao vào lòng Hạ Tưởng, khóc lóc đầy oan ức. Nước mắt của hai người thấm ướt trên ngực Hạ Tưởng, khiến Hạ Tưởng cũng cảm thấy thổn thức. Nói đến việc Hoa Nhài Vàng, bạc bị Quốc Hoa Thụy bắt về, cũng một phần liên quan tới hắn. Nếu không phải do hắn đánh bại Nga Ni Trần, Nga Ni Trần không đổ, Quốc Hoa Thụy cũng không dám hung hăng đến mức tùy tiện như vậy. Hắn cũng sợ Nga Ni Trần đến liều mạng với hắn. Nhưng bây giờ, Nga Ni Trần cây to đã ngã, Hoa Nhài Vàng, bạc mất đi sự bảo vệ, dung mạo như hoa như ngọc hóa ra lại trở thành vận rủi của họ. Thông cảm là thông cảm, Hạ Tưởng vẫn không hối hận về việc đánh đổ Nga Ni Trần. Nga Ni Trần tội ác đầy mình, y giết người vô kể khiến dân chúng phẫn nộ, cần phải bị trừng trị nghiêm khắc. Tuy nhiên Hoa Nhài Vàng, bạc cũng chưa từng làm chuyện xấu nào quá lớn, họ cũng là vô tội. Hạ Tưởng được hai người đẹp liếu yếu đào tơ nhào vào lòng, cảm nhận được sự mềm yếu và mùi hương thoang thoảng của hai cô, nhất là Hoa Nhài Bạc chỉ mặc một chiếc áo ngực, còn cố ép vào ngực hắn, khiến hắn cảm nhận được sự co giãn mềm mại. Trên thế gian không có mấy người đàn ông có diễm phúc được cùng lúc ôm hai chị em xinh như hoa, hơn nữa còn là cam tâm tình nguyện mà lại không thể chờ đợi, nhưng Hạ Tưởng không có khoái cảm hưởng thụ, hắn an ủi hai người vài câu. Vội cởi áo cho Hoa Nhài Bạc khoác lên rồi đưa hai người xuống lầu. Không ngờ vừa định đi, Quốc Hoa Thụy lại xông tới như một con chó dại, trong tay cầm một con dao điên cuồng định hướng tới Hạ Tưởng mà đâm, miệng còn hét. Mẹ nó, phản rồi, dám đánh tao, tao giết. Quốc Hoa Thụy từ khi ra đời chưa từng chịu ức hiếp, càng chưa bao giờ bị kẻ khác đánh ngã, y say rượu cộng thêm sự tức giận sôi sục, bất chấp tất cả lao thẳng ra, quyết tâm đâm chết Hạ Tưởng. Hạ Tưởng bên trái là Hoa Nhài Vàng, bên phải lại là Hoa Nhài Bạc, hắn ở giữa, tránh cũng không tránh được, chỉ đành nghiến răng đưa tay ra chắn, chặn con dao của y sang một bên. Nhưng cánh tay vẫn bị thương do dao đâm vào, máu tươi lập tức chảy ra. Hơn nữa mũi dao trơn còn cứa sang cánh tay của Hoa Nhài Bạc. Cánh tay cô trắng nõn như tuyết, một vệt máu dần dần chảy ra, nhìn thấy ghê người. Lúc này Hạ Tưởng đã tung ra một cước trúng vào bắp chân Quốc Hoa Thụy. Trong cơn tức giận đã tăng thêm vài phần sức lực, đá Quốc Hoa Thụy bay ra xa ngoài 2 mét, Quốc Hoa Thụy kêu một tiếng bi thảm, ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Có nhiều lúc, tạo thành hiểu lầm không vì sự phán đoán của một cá nhân có vấn đề, mà là do lập trường, mà là do sự khác biệt bởi khoảng cách xa gần, mà là do không có sự công bằng. Cảnh Hạ Tưởng một cước đá bay Quốc Hoa Thụy đã bị mấy người vừa lên chứng kiến, mà tình huống Quốc Hoa Thụy cầm dao bạt mạng xông lên thì chỉ có Hạ Tưởng và Hoa Nhài Vàng. Bạc thấy được. Bởi vậy, mấy người vừa lên, trông thấy tình trạng bi thảm của Quốc Hoa Thụy lập tức hô lên một tiếng, người đứng phía trước đến trước mặt Hạ Tưởng, đưa tay lên định tát hắn một phát. Hạ Tưởng chẳng coi y ra gì, còn lâu mới để y đánh, hắn liền bước sang một bước, kết quả người đó chỉ đánh vào không khí, loạng choạng suýt chút nữa ngã nhào xuống. Người vừa đến khoảng hơn 50 tuổi, tóc nhuộm đen, nét mặt ngạo mạn, tức giận nhìn Hạ Tưởng. Nhìn nước da trắng của y giống như một phần tử trí thức, chỉ có điều ánh mắt lộ ra vẻ cao ngạo khiến người ta nhìn vào có phần không thoải mái, dường như ông ta có quyền lực rất lớn. Trên thực tế những người thực sự có quyền lực lại luôn ôn hòa nhã nhặn. Người vừa đến chỉ thẳng vào mặt Hạ Tưởng, nói một cách vô cùng tức giận. Cậu hành hung người khác, còn đảo lộn quan hệ nam nữ, cậu là người của đơn vị nào, tôi sẽ phản ánh lại với lãnh đạo của cậu, đuổi cậu ra khỏi công chức. Khẩu khí rất lớn, mang sự ngạo mạn như cả thiên hạ này đều do ông ta định đoạt. Cùng lên với ông ta, còn có một người phụ nữ tuổi xấp xỉ, một thanh niên đang quắc mắt đứng nhìn. Người phụ nữ được chăm sóc rất tốt, trên người mặc bộ đồng phục rất đúng mực, đầu tóc chỉnh chu, trang điểm nhẹ nhàng, dù đã hơn 50 tuổi, nhưng nhìn thoáng qua như không quá 40, khuôn mặt cũng khá xinh đẹp, chỉ có điều khóe mắt cụp xuống, lúc nhìn người khác mắt luôn híp lại, tạo cho người ta một cảm giác không thoải mái. Cậu thanh niên vừa nhìn đã biết là con của hai người, 20 tuổi đầu, quần áo lụa là, đu đưa, cậu ta liếc Hạ Tưởng một cái, hừ một tiếng. Anh đen đủi rồi, thằng nhãi. Thật là một gia đình có quyền thế.
Hạ Tưởng không để ý đến lời chỉ trích của người vừa đến, đúng lúc Tiêu Ngũ, Dương Uy cùng Phó Tiên Tiên đều lên tầng, Hạ Tưởng liền để Tiêu Ngũ và Dương Uy hộ tống Hoa Nhài Vàng, Bạc xuống nhà. Không ngờ cậu thanh niên còn chặn ở cầu thang không chịu tránh ra, Tiêu Ngũ quay đầu nhìn Hạ Tưởng, Hạ Tưởng lạnh lùng nói. Không chịu tránh thì đánh. Tiêu Ngũ tỏ vẻ hung dữ, dọa cho cậu thanh niên lập tức nhảy sang một bên, miệng còn mắng chửi không phục. Nhưng cũng chỉ là tốt mã rẻ cùi, còn ra vẻ ta đây, thật buồn cười. Phó Tiên Tiên nhất định đòi ở lại, cô đứng bên Hạ Tưởng đầy khí thế, ngẩng khuôn mặt nhỏ, giơ tay Hạ Tưởng lên. Nhìn thấy chưa, nhìn thấy chưa, nhìn thấy chưa, mở to mắt chó của các ông ra, ai hành hung ai. Quốc Hoa Thủy cưỡng dâm không thành, còn cầm dao đả thương người khác, các ông còn ngậm máu phun người vu oan cho Hạ Tưởng. Tôi đã từng thấy kẻ khác bao che chuyện xấu, nhưng chưa từng thấy ai bao che đến mất mặt như các ông. Phó Tiên Tiên dưới nhà nhịn cơn giận, bây giờ lửa giận lại trào lên, nhất định đòi lại công bằng, đặc biệt khi cô nhìn thấy hai chị em mặt hoa dáng nguyệt vừa nhìn đã yêu, thì không thể kiềm chế lòng thương cảm dâng trào, cùng với đó là sự phẫn nộ vô cùng. Càng vì vết thương trên tay Hạ Tưởng mà đau lòng, liền nghĩ tới cảnh Hạ Tưởng vì cô mà bị thương, trong lòng vừa đau vừa chua xót, liền bộc phát hết ra ngoài. Lão già nổi giận, đã đến tuổi này còn chưa được học cách kiềm chế cơn giận, liền giống như lửa vừa châm đã bén, nổi cơn lôi đình định đưa tay lên tát Phó Tiên Tiên. Ở đâu đến con danh không có giáo dục, miệng lưỡi thô tục, tôi thay cha mẹ dạy dỗ cô. Ông còn chưa có tư cách dạy dỗ cô ấy. Hạ Tưởng thấy lão già không đáng kính trọng, lần thứ hai chưa hỏi rõ đầu đuôi đã định đánh người, cũng tức lên, đưa tay ra nắm chặt tay lão. Đã từng này tuổi, đừng có động một tí là nổi giận, cần biết quý trọng sức khỏe, người đã già, muốn được người trẻ tuổi kính trọng, trước tiên phải làm gương cho họ. Ý châm biếm trong lời nói của Hạ Tưởng rất rõ, lão già càng giận lại chỉ thẳng vào mặt Hạ Tưởng. Cậu là cái thá gì, mà dám dạy khôn tôi? Năm đó tôi lên chức trưởng phòng, cậu còn đang học tiểu học, cậu có tư cách gì nói chuyện với tôi như vậy hả? Người phụ nữ và người thanh niên cùng lên ở một bên đỡ Quốc Hoa Thụy đang hôn mê dậy, đều đang trừng mắt nhìn Hạ Tưởng và Phó Tiên Tiên, nhất là người thanh niên vừa bị kinh sợ, rõ ràng là muốn tìm lại mặt mũi, ngạo mạn nói. Dám giành đàn bà với anh họ ta, thằng nhãi, mày chờ xem, một lát nữa không những chị em sinh đôi kia đều phải ở lại, mà tiểu yêu tinh ở bên cạnh mày cũng phải ở lại, để anh họ ta vui đùa. Anh bị ấm đầu hả, tên anh họ đầu gấu của anh. Quỳ trước mặt tôi còn chê y là tên xấu xí một cước đá bay, y dám đụng một ngón tay vào người tôi, có tin tôi thiến y luôn không? Phó Tiên Tiên hôm nay cũng không biết vì sao, lửa giận bừng bừng, vừa mở miệng đã chửi người. Hạ Tưởng đừng nhiều lời với bọn chúng ta đi, đợi sau này em tìm người đập tan căn phòng này, tránh để Quốc Hoa Thụy tiếp tục hại người. Hại người không phải là căn phòng, mà là bản thân Quốc Hoa Thụy đúng không nào? Hạ Tưởng biết Phó Tiên Tiên có thể bị lửa giận che mắt, liền lắc đầu, không nói gì. Sự việc hôm nay, không thể kết thúc như vậy. Mặc dù Hoa Nhài Vàng, Bạc không chịu quá nhiều thiệt thòi, nhưng họ bị người khác cưỡng bức, cũng có liên quan đến việc Nga Ni Trần bị mất thế lực, nói cho cùng, cũng có nhân quả không thể chối bỏ với việc hắn tận hết sức lực đánh bại Nga Ni Trần. Hạ Tưởng không phải người đàn ông không có trách nhiệm, những thứ hắn nên gánh vác, hắn quyết không chối từ. Không thể đi. Sự việc hôm nay, cần phải nói cho rõ. Vẻ mặt Hạ Tưởng u buồn, ánh mắt dừng lại trên người phụ nữ từ đầu đến giờ không nói câu nào, trực giác mách bảo hắn, người phụ nữ này không tầm thường. Muốn chạy, các cậu không chạy nổi đâu. Lão già không có chút ý thức mình là một người lớn tuổi, động tác còn rất nhanh nhẹn, thoáng cái đã nhảy tới trước cầu thang, giang rộng cánh tay chặn kín lối đi. Hôm nay không nói rõ ràng, không làm bọn ta vừa lòng, muốn đi. Không có cửa. Nếu lão già tóc tai bạc trắng, lão có lẽ còn có khí thế hơn người, đằng này đầu tóc lão nhuộm đen, vẻ mặt lại nhăn nhó, khiến lão không hề có chút thận trọng và phong độ mà một người già nên có, ngược lại còn toát ra vẻ nhớn nhác, khiến cho người ta thực không thể thực hiện nổi cách nghĩ kính già yêu trẻ. Đúng, tôi không đi nữa. Phó Tiên Tiên quay người kéo lấy Hạ Tưởng ngồi xuống giường, còn ôm chặt lấy cánh tay Hạ Tưởng, thản nhiên không kiêng nể gì. Khí thế của tiểu ma nữ đã bộc phát, điêu ngoa bướng bỉnh khó lường. Thưa cụ, giận hại sức khỏe, đã từng này tuổi rồi, nếu giận đến mức nguy hiểm tính mạng thì không đáng đâu. Các cô cậu cũng vậy, không quản giáo tốt Quốc Hoa Thụy đã đành,
còn thả y ra cắn người như chó dại, rồi sẽ có ngày bị người ta đánh tàn phế đó. Nghĩ cũng đúng thôi, Quốc Hoa Thụy dù gì cũng có người chú có bản lĩnh và một người cha miễn cưỡng cũng coi là đần độn vừa vừa, y sao mà không có chút nào giống người. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con của chuột biết đào hang, khì. Y đúng là chuột mặt người ngày ngày thích đào hang. Lời cay độc, châm biếm mà lại không chừa đường thoát của Phó Tiên Tiên lập tức khiến vẻ mặt của lão già lúc xanh lúc trắng, lửa giận ngút trời. Câm miệng thối của cô lại, con danh vô giáo dục, hôm nay tao nhất định phải thay cha mẹ dạy dỗ cô. Lão già xông lên phía trước, lại định ra tay đánh Phó Tiên Tiên. Chương 893, không chút sợ hãi. Người phụ nữ từ khi lên tầng luôn im lặng cuối cùng cũng lên tiếng. Lão Dư, đừng kích động. Sau đó ánh mắt bà ta dừng lại trên Hạ Tưởng, cẩn trọng quan sát hắn, ánh mắt nghi vấn thêm coi thường. Cậu chính là Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cũng mơ hồ đoán được bà ta là ai, khẽ gật đầu, không nói tiếng nào. Tôi là Trần Khiết Văn. Người phụ nữ thản nhiên nói một câu, dường như tưởng rằng thân phận của bà ta sẽ gây kinh ngạc cho Hạ Tưởng. Mặc dù đã dự tính trước, cũng đoán ra được người phụ nữ trước mặt chính là bí thư thành ủy thành phố Thiên Trạch Trần Khiết Văn người sắp làm việc cùng hắn, nhưng nghe chính miệng bà ta nói ra, Hạ Tưởng vẫn có chút kinh ngạc. Thật không thể ngờ lại gặp mặt nhân vật số 1 của thành ủy thành phố Thiên Trạch trong tình cảnh này, hơn nữa rõ ràng, không những bà ta hiểu lầm hắn, mà còn không có chút thiện cảm gì với hắn cả. Cho dù hắn là thị trưởng thì cũng không muốn bất hòa với nhân vật số 1 này. Đương nhiên, giữa thị trưởng và bí thư có sự xung đột về cách thức nắm quyền là điều khó tránh khỏi, nhưng khoảng cách tuổi tác lớn hơn một thế hệ, lại là nữ bí thư thành ủy, hơn nữa xem ra còn hiểu lầm hắn có quan hệ nam nữ với Hoa Nhài Vàng, bạc, thậm chí với cả Phó Tiên Tiên, sau này làm sao có thể hợp tác triển khai công việc. Tuy nhiên Hạ Tưởng không những không tỏ ra thái độ gì đặc biệt lại không cố gắng giải thích hiểu lầm, giọng nói cũng thiếu sự tôn trọng nên có, hắn chỉ khẽ gật đầu. Bí thư Trần, hân hạnh. Thật sự hân hạnh. Trần Khiết Văn ra hiệu bằng ánh mắt, lão già được bà ta gọi là lão Dư tức giận liếc Phó Tiên Tiên, sau đó lùi về sau, bà ta mới nói tiếp với giọng kiêu ngạo. Trước kia cũng nghe người ta nói thị trưởng Hạ tuổi trẻ tài cao, chăm nghe không bằng một thấy, thật là một thanh niên có tình có ngã. Bốn chữ, có tình có nghĩa, được nhấn mạnh, rõ ràng là ám chỉ quan hệ mờ ám giữa Hạ Tưởng và Hoa Nhài Vàng, bạc. Hạ Tưởng không nói gì, Phó Tiên Tiên lại mở miệng trước. Bà định nói Hạ Tưởng thương hoa tiếc ngọc thì cứ nói, đừng có ném đá giấu tay. Hạ Tưởng tuổi trẻ lại có tài, con người lại tốt, được phụ nữ thích là chuyện rất bình thường. Con trai bà thì không được rồi, vừa nhìn đã thấy là tên lưu manh, ai mà thích y thì đúng là không có mắt nhìn. Trần Khiết Văn tự cho rằng bản thân rất biết kiềm chế, bởi vậy từ khi lên đây vẫn luôn kiên nhẫn ngầm chịu đựng, nhưng vẫn không thể chịu đựng được lời châm biếm điêu ngoa của Phó Tiên Tiên, mặt cuối cùng đã biến sắc. Thật không có giáo dục. Còn có mặt mũi nói tôi không có giáo dục, Quốc Hoa Thụy bắt cóc chị em người ta, muốn cưỡng dâm. Đúng là loại xúc sinh có người sinh mà không có người dạy dỗ. Phó Tiên Tiên hôm nay đúng thật đã ăn phải thuốc súng, vừa mở miệng đã như pháo liên thanh, không phải khiến người ta mắc nghẹn, mà là trực tiếp tát thẳng vào mặt người ta. Trần Khiết Văn cũng không chịu nổi. Câm miệng, cô là con cái nhà ai, miệng lưỡi thô tục, một chút tố chất cũng không có, còn nói năng bậy bạ, tôi xé miệng cô bây giờ. Hạ Tưởng liền cười lạnh một tiếng. Thật xin lỗi, Bí thư Trần. Bà vẫn chưa có tư cách xé miệng cô ấy. Trần Khiết Văn vốn định mượn danh bí thư đè đầu Hạ Tưởng, thật không ngờ Hạ Tưởng không những không nể mặt bà ta, mà còn đáp lại một cách mỉa mai, bà ta liền tức giận nói. Cô ta mà là tiểu thư khuê các, nhìn bộ dạng điêu ngoa, có xuất thân danh giá gì mới là lạ. Phó Tiên Tiên còn chưa phục, mở miệng định phản bác, đột nhiên từ dưới nhà vọng lên những âm thanh huyên náo. Đừng cho chúng chạy thoát. Vây chúng lại. Mẹ nó, đứa nào muốn chết dám đến quấy rối địa bàn của Hoa Thụy, không phế nó đi, để nó tưởng Hoa Thụy là đứa bất tài. Trần Khiết Văn thấy cứu binh đã đến, mặt trở nên nhẹ nhõm hẳn. Thị trưởng Hạ, sự việc hôm nay, phải giải quyết thế nào, mọi người phải cùng ngồi xuống bàn bạc, mời xuống nhà, chúng ta cùng tính toán. Mới gặp, Hạ Tưởng đã có ấn tượng ban đầu về Trần Khiết Văn lạnh lùng, lý trí và có mưu mô, bình thường thích nắm quyền chủ động. Thích lùi một bước để tiến hai bước, từ lúc lên lầu bà ta không nói câu nào, bây giờ vừa mở miệng đã có ý kiến,
Hơn nữa từ việc bà ta khiến cho chồng mình ngoan ngoãn nghe lời có thể thấy được, Trần Khiết Văn người phụ nữ này, là một nhân vật lợi hại. Nếu như hắn đoán không sai, tình hình quyền lực ở thành phố Thiên Trạch là cục diện thống trị của gia đình bà ta. Họ xuống nhà, dưới tầng đã tụ tập đủ người, Dương Uy và Tiêu Ngũ bảo vệ hoa nhài vàng, Bạc đứng ở một góc phòng khách, mười mấy người do một kẻ rất kiểu cách cầm đầu đứng đầy cả phòng, và còn chặn kín cửa chính. Kẻ cầm đầu khoảng 40 tuổi, hơi mập, nhưng thân hình cũng không đến nỗi nào, tất nhiên cũng được chăm sóc rất tốt, căn cứ vào tấm lưng hơi còng, bước chân khá nhanh có thể kết luận, ông ta lớn nhỏ gì cũng là lãnh đạo, nhưng không phải lãnh đạo chủ chốt, hai dáng vẻ nhún nhường và tác oai tác quái kết hợp rất rõ trong người ông ta, điều đó đã chứng minh ông ta chính là một thư ký. Hơn nữa còn là thư ký bên cạnh lãnh đạo cấp cao. Trần Khiết Văn khẽ gật đầu với ông ta. Thư ký Trương đã đến rồi. Lại thấy trong phòng có rất nhiều người, nhíu mày nói. Bày trận địa gì ở đây, lui hết đi, thị trưởng Hạ không bị các người dọa được đâu. Thư ký Trương rất biết nghe lời Trần Khiết Văn, lập tức vẫy tay cho người lui xuống. Phó Tiên Tiên chạy đến bên hoa nhài vàng, Bạc, nắm lấy tay họ, nhẹ nhàng an ủi các cô. Hạ Tưởng lại ngang nhiên ngồi trên sofa, Dương Uy và Tiêu Ngũ một trái một phải đứng phía sau hắn. Trần Khiết Văn thấy không những Hạ Tưởng không chút sợ hãi, mà đến cả người của hắn trong tình cảnh bị bao vây bởi mười mấy người cũng không hề có ý định lùi bước, trong lòng hiểu rõ, sự việc hôm nay thật không dễ giải quyết. Tuy nhiên Trần Khiết Văn không nhận thấy Quốc Hoa Thụy đã làm sai điều gì, Hoa Nhài Vàng, Bạc là con gái của Nga Ni Trần bây giờ đã đến bước đường cùng, con gái của ông ta cũng chính là đồ chơi trong tay của những kẻ có quyền có thế, người đến trước được trước, huống hồ Quốc Hoa Thụy là ai? Với thân phận của y mà thích hoa nhài vàng, Bạc, chính là cái phúc của hai chị em họ. Mà Nga Ni Trần rõ ràng là bại dưới tay Hạ Tưởng tại sao lại vì con gái của ông ta ra mặt? Nghĩ không hiểu, nếu Hạ Tưởng có quan hệ mờ ám với hoa nhài vàng, Bạc từ trước, thì cũng sẽ không quyết tâm tiêu diệt Nga Ni Trần. Trần Khiết Văn cảm thấy rất khó giải thích. Nhưng ngoài sự khó hiểu, sự phẫn nộ của bà ta còn lớn hơn. Bà ta vốn dĩ đã bất mãn với quyết định đột ngột cho Hạ Tưởng đảm nhiệm chức thị trưởng của tỉnh ủy, khéo léo để đặt ý kiến phản đối lên trên, lý do chính là Hạ Tưởng còn quá trẻ, làm việc với hắn như vậy không thích hợp lắm. Tỉnh ủy không để ý đến sự phản đối của bà ta, thậm chí đến một lời giải thích cũng không có, khiến bà ta cảm thấy như đang bị phớt lờ. Quan hệ của bà ta với tỉnh ủy vốn cũng khá tốt, nhưng nghe nói quan hệ giữa Hạ Tưởng và họ còn tốt hơn làm cho bà ta trong lòng cảm thấy không thoải mái. Lo lắng sau khi Hạ Tưởng đến thành phố Thiên Trạch sẽ làm lung lay uy quyền nói một là một của bà ta ở nơi đây. Lý lịch của Hạ Tưởng bà ta cũng đã nghiên cứu qua, đến đâu cũng gây chuyện phiền phức, khiến bà ta rất đau đầu, vô cùng không hoan nghênh Hạ Tưởng. Nhưng tỉnh ủy đã ra quyết định, chỉ có thể phục tùng mà thôi. Vẫn chưa nghĩ ra cách điều chỉnh sách lược, không để Hạ Tưởng đến thành phố Thiên Trạch gây chuyện rắc rối, không ngờ hôm nay lại gặp mặt Hạ Tưởng tại đây. Hơn nữa còn xảy ra xung đột mâu thuẫn kịch liệt, khiến bà ta không kịp phòng bị. Không cần biết quan hệ giữa Hạ Tưởng và Hoa Nhài Vàng, Bạc thế nào, Trần Khiết Văn do ấn tượng về Hạ Tưởng vốn không tốt, hôm nay gặp mặt lại càng gia tăng ác cảm. Ban đầu bà ta chỉ nghĩ Hạ Tưởng chỉ là một kẻ ưa sinh sự thích chơi trội mà thôi, bây giờ xem ra, hắn còn rất háo sắc, thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Người như vậy, làm sao có thể lên chức nhanh chóng như thế? Thị trưởng 30 tuổi. Trời ạ, chỉ lớn hơn con trai bà ta vài tuổi, sao mà đã bước vào bộ máy triển khai công tác rồi? Là phụ nữ, tuy đã có tuổi, nhưng Trần Khiết Văn vẫn rất ghét đàn ông tính tình phong lưu, đương nhiên, với tâm lý bao che, bà ta không xếp Quốc Hoa Thụy vào loại đàn ông này, bởi Quốc Hoa Thụy vẫn chưa kết hôn. Còn Hạ Tưởng đã kết hôn rồi, bởi vậy bà ta nắm lấy lý do này, trong lòng nhận định Hạ Tưởng có rất nhiều tật xấu, kẻ thích sinh sự, gây chuyện rắc rối, thích chơi trội. Còn đùa giỡn với phụ nữ. Nhiều nhược điểm như vậy tập trung vào một người, Hạ Tưởng đến thành phố Thiên Trạch, nhất định sẽ làm cho cả thành phố rối ren hỗn loạn. Trần Khiết Văn không muốn nghĩ càng tức giận, bà ta ngồi đối diện Hạ Tưởng, châm trước mở lời. Thị trưởng Hạ, sự việc hôm nay, anh nói nên giải quyết thế nào? Hạ Tưởng nhìn dáng ngồi ngay ngắn đoan trang của Trần Khiết Văn, khí thế đầy vẻ xúc phạm, lại càng chắc chắn với phán đoán của mình. Bí thư Trần là một nhân vật độc đoán chuyên quyền, phụ nữ nếu thích nắm quyền, thì còn đáng sợ hơn cả đàn ông. Quốc Hoa Thụy phải chịu nhận lỗi trước Trần Mạt Trần Lị,
bồi thường tổn thất tinh thần 100.000 tệ, và phải hứa sẽ không bao giờ quấy rầy họ nữa. Điều kiện Hạ Tưởng đưa ra không quá khó khăn, hắn đã nể mặt Trần Khiết Văn, dù sao sau này còn phải hợp tác, đổi là người khác, cho dù y là con trai của ủy viên Bộ Chính trị, thì cũng phải trả một cái giá đắt. Nhưng điều kiện của Hạ Tưởng trong tai của Trần Khiết Văn, lại thành một lời khiêu khích trắng trợn. Trần Khiết Văn lắc đầu nhẹ nhẹ. Thị trưởng Hạ, quá lắm, thật quá lắm. Bà ta đứng dậy, chỉ lên trên lầu. Hoa Thụy còn đang hôn mê bất tỉnh, nó cũng chưa làm gì Trần mà Trần Lị đã bị anh đánh đến không ra hình người, anh còn không để ý. Chẳng lẽ anh không thấy mình đã làm sai điều gì? Trần Khiết Văn nói chuyện rất nho nhã, giọng nói rất bình tĩnh, dường như không có chút tức giận nào, nhưng ai cũng nghe ra, dưới giọng nói bình tĩnh ấy là sự bất mãn dữ dội. Nói chuyện rất có nghệ thuật, Hạ Tưởng thầm khen ngợi. Còn chưa làm gì, nói sao mà nhẹ nhàng. Hạ Tưởng cũng đứng dậy, hắn biết Trần Khiết Văn đứng lên là muốn hắn ngước nhìn, hắn vừa đứng lên đã cao hơn Trần Khiết Văn một cái đầu. Nếu thực hiện được, là tội cưỡng bức, chưa đạt được, là cưỡng bức không thành, chuyện này cho dù đi kiện cũng có nhiều điều cần nói. Cưỡng bức, đừng nói đùa, chuyện giữa nam nữ, làm sao nói rõ là ai chủ động còn ai bị động. Các cô gái bây giờ, rất nhiều người thích tiền thích quan lớn, Trần Mạt Trần Lị có thể là tự nguyện, hiến dâng cũng có khả năng. Lý lịch của Trần Khiết Văn Hạ Tưởng cũng đã xem, biết rõ bà ta đã từng tham gia Hội Liên Hiệp Phụ Nữ, cũng đã từng làm trưởng ban tổ chức, quả nhiên miệng lưỡi nhanh nhảu, trình độ đổi trắng thay đen vô cùng cao siêu. Đồ chó thối nhà bà. Phó Tiên Tiên lại nã pháo. Bà mà lại là bí thư thành ủy, sao mà mặt người óc lợn vậy? Tự nguyện, Quốc Hoa Thủy cũng không soi gương xem lại bản thân mình, xấu xí như vậy, ai mà tự nguyện lên giường của y, trừ phi là bệnh tâm thần. Ngay cả Trần Khiết Văn bao năm trên quan trường rèn luyện được cách kiềm chế tính khí cũng không chịu được vô cùng tức giận. Thị trưởng Hạ, mong anh quản lý tốt người của mình, đừng để cô ta văng lời thô tục, thật mất mặt cho cha mẹ cô ta. Bà, Phó Tiên Tiên còn muốn nói gì nữa, nhưng bị Hạ Tưởng chặn lại, điều Hạ Tưởng muốn không phải là một trận cãi nhau với Trần Khiết Văn. Lời cô ấy nói không dễ nghe, đừng quá để ý. Hạ Tưởng đương nhiên phải nói đỡ cho Phó Tiên Tiên. Những lời Trần Khiết Văn vừa nói cũng khiến hắn vô cùng bất mãn, hoàn toàn là những lời lẽ vô lương tâm. Bí thư Trần nói họ tự nguyện là thế nào, những lời này đến bản thân bà cũng không thể tin. Nếu bà cảm thấy chúng ta không thể đi đến thỏa thuận, được, không sao, chúng ta ai đi đường nấy, dùng bản lĩnh của mình nói chuyện. Trần Khiết Văn đứng trước mặt Hạ Tưởng, cách hắn khoảng 2 mét, Hạ Tưởng cao hơn bà ta một cái đầu, khiến bà ta cảm thấy một áp lực kỳ lạ. Hạ Tưởng dù có cao nữa thì cũng chỉ là phụ tá, bà ta mới là bí thư, là nhân vật số một, cho dù ở đây không phải là thành phố Thiên Trạch, nhưng bà ta vẫn cho là thân phận của mình cao hơn Hạ Tưởng một bậc. Tốt thôi, bây giờ Hạ Tưởng không nể mặt một bí thư thành ủy như bà ta, lời đồn về kẻ gây sự này, quả là danh bất hư truyền. Mỗi người đều có lập trường của riêng mình, Trần Khiết Văn có định kiến với Hạ Tưởng, lại không chịu nghĩ xem những việc làm của Quốc Hoa Thụy bị ổi vô lại đến mức nào. Chỉ một mực nhận định Hạ Tưởng cố tình gây sự. Đánh người rồi lại muốn chạy. Đừng có hòng. Lão Dư lại phát hỏa, lại nổi giận đùng đùng chỉ tay vào mặt Hạ Tưởng. Lúc ông ta nói chuyện rất thích chỉ tay vào mặt người khác, cứ như là nếu không làm vậy sẽ không thể hiện được uy phong của mình. Tôi không quan tâm cậu là thị trưởng hay là phó thị trưởng, cậu hôm nay đánh người, không những phải tạ lỗi bồi thường, mà còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi đã báo cảnh sát rồi, chờ cảnh sát đến xử lý đi. Đừng phí lời với bọn chúng, đánh một trận rồi nói tiếp. Con trai Trần Khiết Văn khi nãy còn ở trên tầng không dám xuống, bây giờ ló đầu ra từ trên cầu thang. Chúng ta đông người, bọn chúng chỉ có vài tên. Đánh hết đám đàn ông, phụ nữ thì cướp lại, xem bọn chúng định làm thế nào. Quốc Hoa Thụy không biết tỉnh lại từ lúc nào, y vặn vẹo đi xuống, nhìn thấy người đàn ông trung niên đeo kính, biết cứu binh đã tới, lại thấy dáng vẻ không sợ hãi của Hạ Tưởng. Lửa giận trong lòng lại phát ra, y hét lên với người đàn ông trung niên đeo kính. Chú Trương, chính là tên khốn này đánh cháu, nhanh, giúp cháu giải quyết hắn. Trong lúc nói chuyện, y ỷ thế có viện binh, quyết tâm báo thù Hạ Tưởng, lại một lần nữa xông thẳng vào hắn, hơn nữa còn thuận tay vớ lấy một cái ghế định ném vào Hạ Tưởng. Tiêu Ngũ ra tay, nói đúng hơn là, ra chân, một cước đá cái ghế bay thẳng lên cái TV LCD trong phòng khách,
lập tức tạo ra một lỗ trên tivi. Tiêu Ngũ vừa động thủ, đám người ngoài cửa nghe thấy động tĩnh, liền tới tấp xông vào, bao vây mấy người Hạ Tưởng, xem ra sắp có đánh lớn. Quốc Hoa Thụy hét lớn. Đánh, đánh, đánh. Thư ký Trương nhìn Quốc Hoa Thụy, rồi lại nhìn Trần Khiết Văn, tiến thoái lưỡng nan, im lặng không nói gì. Trần Khiết Văn cũng do dự, thái độ của Hạ Tưởng rất quyết liệt, một chút cũng không nhận sai, còn cương quyết yêu cầu Quốc Hoa Thụy khuất phục, Quốc Hoa Thụy là người dễ dàng chịu khuất phục sao? Huống hồ thân phận của Quốc Hoa Thụy là gì, thân phận của Hạ Tưởng lại là gì, hắn làm gì có tư cách thách thức Quốc Hoa Thụy? Cho dù sau lưng Hạ Tưởng có những ai, hắn cũng không có một người chú là ủy viên Bộ Chính trị. Nhưng thật sự đánh một cán bộ cấp giám đốc sở, lại là thị trưởng tương lai của thành phố Thiên Trạch người sẽ cùng hợp tác với bà ta, nếu giải quyết không tốt sẽ nảy sinh vấn đề chính trị. Một mặt không nuốt trôi được mối hận này, mặt khác là Hạ Tưởng không chịu cúi đầu, Quốc Hoa Thụy cũng không chịu để yên, thật là khó giải quyết. Trần Khiết Văn giờ mới biết nói Hạ Tưởng là kẻ gây sự quả không sai, vừa gặp mặt, đã đem đến cho bà ta một vấn đề nan giải, hơn nữa còn không chút nể mặt bà ta là bí thư thành ủy. Hay cho một tên Hạ Tưởng. Do dự trong giây lát, Trần Khiết Văn nghĩ ra một phương pháp thỏa hiệp. Tôi sẽ tránh đi để người trong cuộc thương lượng giải quyết. Bà ta vừa nói xong, gật đầu với Hạ Tưởng rồi quay người bước ra ngoài. Trần Khiết Văn vừa định rời khỏi, Lão Dư cũng biết điều đứng dậy bước đi, Tiểu Dư không muốn đi, muốn ở lại xem trò vui, bị Lão Dư lườm một cái, cũng ngoan ngoãn đi theo ra ngoài. Cả nhà họ Trần vừa rời khỏi, Quốc Hoa Thụy liền biết Trần Khiết Văn muốn đứng ngoài cuộc, y cũng không ngốc, cũng biết thân phận của Hạ Tưởng nhưng bây giờ lại vờ như không biết, đánh rồi nói sau. Trước kia khi cưỡng bức phụ nữ, giờ không ít trò, sau khi chuyện xảy ra còn không biết cô ta là ai, cuối cùng vẫn êm thấm cả. Hạ Tưởng đánh y ngay trong nhà của y, bây giờ y đánh trả, người khác có thể nói gì? Quốc Hoa Thụy nổi giận, lại bê ghế lên định ném vào Hạ Tưởng. Y vừa động thủ, hơn 10 người nữa cũng ra tay tới tấp, xem ra đây sẽ là một trận hỗn loạn và hết sức căng thẳng. Chính vào lúc này, cửa lại bị người ta mở ra, có một người bật cười ha hả từ ngoài bước vào, vừa vào đã nói lớn. Đều là một người một nhà, không nên động thủ, không nên động thủ. Là Khâu Tự Phong. Khâu Tự Phong tươi cười anh ta đến nhanh hơn nhiều so với dự tính của Hạ Tưởng, cũng coi như là tận tâm anh ta đến trước mặt Quốc Hoa Thụy, hạ chiếc ghế trong tay y xuống, rồi lại đến trước mặt Hạ Tưởng, nói nhỏ với Hạ Tưởng vài câu, cuối cùng lại đứng vào giữa, chắp tay nói. Hoa Thụy là bạn tôi, Hạ Tưởng cũng là bạn tôi, các anh nể mặt tôi, dừng tay lại, chúng ta cùng ngồi xuống nói chuyện. Quốc Hoa Thụy đưa mắt nhìn Khâu Tự Phong, bỏ ghế xuống. Khâu ca, hắn có nể anh mặt không thì thật khó nói. Tôi cũng không phải là không biết lý lẽ, yêu cầu cũng rất đơn giản, hắn quỳ xuống nhận lỗi với tôi, để tôi tát hai cái, sự việc hôm nay coi như xong. Nếu không, tôi nhất định phải đánh gãy chân hắn. Hừ, anh là cái thứ gì, bảo Hạ Tưởng quỳ xuống chân anh. Thật không biết xấu hổ, lời như vậy mà cũng có thể nói ra, nói cho người biết Quốc Hoa Thụy, hôm nay tôi còn chưa xong với anh. Phó Tiên Tiên tức giận vô cùng. Cầm một cái gạt tàn đưa lên ném, đập chúng vào trán Quốc Hoa Thụy, máu lập tức chảy ra. Mấy người Trần Khiết Văn không biết Phó Tiên Tiên là ai, Quốc Hoa Thụy thì biết. Khiếp sợ uy thế của nhà họ Phó, y luôn nhẫn nhịn Phó Tiên Tiên, nhưng Phó Tiên Tiên vừa đánh vừa chửi, khiến y không thể nhịn nổi nữa, quát lớn. Phó Tiên Tiên, cô đừng có không biết điều, đừng tưởng tôi sợ cô. Tôi nhường nhịn cô, là nể mặt cô đừng có không biết xấu hổ, chọc tức tôi. Có tin tôi, xử cả cô không? Quốc Hoa Thụy cũng vì uống say, chưa tỉnh rượu, lại vừa bị Hạ Tưởng đánh cho thảm thương nên vô cùng khó chịu. Vẻ mặt của Khâu Tự Phong trầm ngâm, không ngờ Quốc Hoa Thụy lại ngông cuồng như vậy, lời khó nghe như vậy cũng nói ra trước mặt được, thật đúng là đồ không ra gì. Còn có thứ càng không ra gì vừa nãy rõ ràng đã ra ngoài, Lão Dư lại quay trở lại, đúng lúc chứng kiến cảnh Phó Tiên Tiên vừa đánh vừa chửi Quốc Hoa Thụy. Lửa giận trong lòng ông ta lại sôi sùng sục, xông tới trước mặt Phó Tiên Tiên, đưa tay lên đánh. Tôi mặc kệ, hôm nay tôi nhất định phải thay cha mẹ cho cô một bài học, cho cô biết thế nào gọi là dạy dỗ. Tay ông ta vừa đưa lên, cửa đã bị người ta một cước đá ra, một người cười lạnh một tiếng. Ông là cái thá gì, cũng xứng dạy dỗ người nhà họ Phó, còn muốn đánh em gái tôi. Không phải tôi xem thường ông, nhưng ông quả thực chưa đủ tư cách.
náo nhiệt rồi, người đi vào vẻ mặt lạnh lùng, chính là Phó Tiên Phong. Chương 894, mượn cớ sinh sự. Phó Tiên Phong nổi giận đùng đùng. Nhận được điện thoại của Quốc Hoa Thụy, y còn giận Phó Tiên Tiên chỉ thích lo chuyện không đâu, đang yên lành lại xông vào nhà người khác gây náo loạn. Hoa Nhài Vàng, bạc sống hay chết, có ảnh hưởng gì đến Phó gia? Dù nói Phó gia không sợ Quốc Hoa Thụy và chỗ dựa của gã, nhưng cũng không muốn vô cớ đắc tội Quốc Hoa Thụy, Kiệu Hoa mọi người cùng nâng, anh tốt tôi tốt mọi người đều tốt, cũng không phải mâu thuẫn nghiêm trọng gì, hòa hợp êm thấm là tốt nhất. Bởi vậy y vội vàng lên đường, chuẩn bị đến lôi Phó Tiên Tiên về, không để cô vô cớ sinh sự, càng không đáng vì Hoa Nhài Vàng, bạc ra mặt. Hoa Nhài Vàng, bạc là con gái của Nga Ni Trần, Nga Ni Trần lại không có vướng mắc lợi ích gì với Phó gia, y sống hay chết, con gái y bị người ta ép buộc hay bị người ta cưỡng đoạt, đều không có chút quan hệ gì với Phó gia. Đi được nửa đường, lại gặp phải chuyện ngoài ý muốn nên đến trễ một chút, còn nhận được điện thoại của Khâu Tự Phong, nói sự việc là do Hạ Tưởng khơi mào, lại càng khiến Phó Tiên Phong tức giận, sao lại là Hạ Tưởng? Phó Tiên Tiên bị bệnh gì mà lại luôn cùng với Hạ Tưởng đi gây sự, Hạ Tưởng rốt cuộc có sức hấp dẫn như thế nào mà khiến cho phụ nữ đều chạy về phía hắn? Nhưng nếu nói về sức hấp dẫn trong nhân cách của Hạ Tưởng, Phó Tiên Phong cũng buộc phải nể phục. Hạ Tưởng đối xử với phụ nữ khác thế nào, y không rõ, ít nhất y biết được giữa Hạ Tưởng và Tùng Phong Nhi không có quan hệ mờ ám gì, nhưng Tùng Phong Nhi lại quyết một lòng với Hạ Tưởng, càng không cần nói đến tình cảm của Phó Tiên Tiên dành cho Hạ Tưởng, ngay cả y cũng nhìn ra đó là mối tình sâu nặng, mặc dù y căm hận việc đó, nhưng cứ nghĩ đến Hạ Tưởng đã từng liều chết cứu Phó Tiên Tiên thì trong lòng lại bình tĩnh đi ít nhiều. Nhưng vấn đề là Hạ Tưởng muốn cứu Hoa Nhài Vàng, bạc, hai chị em xinh như hoa ai nhìn cũng thích, người hắn cứu là phụ nữ đẹp, nói không chừng còn là những phụ nữ đẹp có quan hệ mờ ám với hắn, Phó Tiên Tiên đi theo làm gì? Đúng thật là một con bé ngốc nghếch. Phó Tiên Phong càng nghĩ càng giận, Phó Tiên Tiên ra mặt, sẽ khiến Quốc Hoa Thụy hiểu lầm là ý của Phó gia, lúc nói chuyện điện thoại, y còn cố ý giải thích cho Quốc Hoa Thụy, Phó Tiên Tiên tính tình trẻ con, quá bướng bỉnh, chỉ thích làm bừa. Lúc Phó Tiên Phong hùng hổ tiến vào biệt thự của Quốc Hoa Thụy, đã nhìn thấy Trần Khiết Văn và Dư Văn Bân đứng trong sân, giả vờ như đang thưởng thức cảnh vật, trong lòng đã hiểu ra điều gì, lại thấy Dư Hóa Thượng vẻ mặt tức giận xông thẳng vào phòng, sắc láo vô lý đưa tay lên định đánh Phó Tiên Tiên, thêm nữa y đã nghe được lời nhục mạ Phó Tiên Tiên của Quốc Hoa Thụy, lửa giận tích tụ trên đường trong nháy mắt đã bùng cháy, chỉ có điều sự tức giận với Hạ Tưởng đã biến thành sự thù hằn với Quốc Hoa Thụy và sự căm phẫn mãnh liệt với Dư Hóa Thượng. Một thằng công tử bột chuyện gì cũng làm không cần biết đúng sai, một lão già vô tích sự, lại dám vô lễ như vậy với em gái y, hoàn toàn không coi nhà họ Phó ra gì, đều là những loại coi thường người khác. Lại thấy Hạ Tưởng một tay giữ chặt Phó Tiên Tiên, đứng chắn trước mặt cô, so sánh hai bên, trong lòng y lần đầu tiên có chút thiện cảm với Hạ Tưởng. Bất kể Hạ Tưởng trước đây đối xử với y ra sao, ít nhất sự che chở của Hạ Tưởng cho Phó Tiên Tiên là thật lòng thật dạ. Hơn nữa còn là dốc hết sức mình. Trong khoảnh khắc Phó Tiên Phong cũng hiểu ra nhiều điều, rất nhiều cô gái thích Hạ Tưởng cũng có nguyên nhân của nó, trong người hắn tồn tại một sức hấp dẫn thu hút phụ nữ. Nhưng đây không phải lúc y suy đoán cách hấp dẫn phụ nữ của Hạ Tưởng, bây giờ là lúc y nổi giận, vừa bước vào anh ta đã quát Dư Hóa Thượng một tiếng, rồi lại quay người cười lạnh với Quốc Hoa Thụy. Quốc Hoa Thụy, đến em gái tôi anh cũng dám nghĩ tới, bây giờ hãy mau nhận lỗi với nó, nếu không... Sự việc hôm nay không xong đâu. Phó Tiên Phong khác với Hạ Tưởng xuất thân bình dân, dù có thực lực có chỗ dựa, thì cũng phải biết thu mình, y lại xuất thân trong gia đình có thế lực, cậy thế ép người đã quen, bây giờ lại đang ở Bắc Kinh, hơn nữa y lại không giữ chức vụ gì, nên không thể tránh mang khẩu khí hung hăng cao ngạo. Đương nhiên, trước mặt Quốc Hoa Thụy, Phó Tiên Phong cũng có đủ tư cách lên mặt. Quốc Hoa Thụy là một tên ngốc, rất đần. Có thể nói là một kẻ bồng bột, ban nãy chửi Phó Tiên Tiên cũng là nói vậy nhưng trong lòng không có ý, với đức tính của y, tức lên thì ngay cả cha mình cũng dám chửi, chửi xong, quay đầu đã quên luôn, y cũng không ngờ đúng lúc Phó Tiên Phong đến, lại để y nghe hết, liền lập tức bị khí thế của Phó Tiên Phong áp chế, há hốc mồm, nói không ra lời. Dư Hóa Thượng lại chuyển lửa giận lên người Phó Tiên Phong, quay người bước đến trước Phó Tiên Phong, dùng cái dáng chỉ tay vào mặt người khác mà ông ta hay dùng. Không ngừng la hét với Phó Tiên Phong. Con danh kia là em gái cậu hả? Được, cậu làm anh kiểu gì, hả?
Em gái cậu là một đứa con gái không có lòng tự tôn, không biết kính trọng bề trên, miệng lưỡi lại thô tục, các cậu là người nhà nào, có gia giáo không hả? Quốc Hoa Thụy biết Phó Tiên Phong là ai, Dư Hóa Thượng lại không biết, vì lão ta chưa từng gặp Phó Tiên Phong. Dư Hóa Thượng năm nay đã hơn 50 tuổi, vẫn là cán bộ cấp cục, mà còn không phải thực chức, đường làm quan của lão không thuận lợi, mà lại phải sống lâu dưới cái bóng của Trần Khiết Văn, cũng khó trách tâm lý mất cân bằng. Nói khó nghe một chút thì là tâm lý có chút bất thường. Khi Dư Hóa Thượng làm chức phó cục trưởng, Trần Khiết Văn mới làm trưởng phòng, sau đó Trần Khiết Văn lại lên chức cục trưởng, lão ta thì vẫn là phó cục trưởng. Đến lúc Trần Khiết Văn đảm nhiệm chức phó giám đốc sở, lão vất vả bám váy vợ, lợi dụng Trần Khiết Văn bấu víu lấy cây đại thụ là cha của Quốc Hoa Thụy, mới thuận lợi thăng quan, lên chức trưởng phòng. Thế nhưng do năng lực bản thân có hạn, Trần Khiết Văn từ phó giám đốc sở lên giám đốc sở, từ thị trưởng lên bí thư thành ủy, từng bước thăng quan, chỉ có lão ta, là lắc lư trên vị trí trưởng phòng mất 2 năm, kết quả không lên mà xuống, trực tiếp bị giáng xuống chức hậu cần nhàn rỗi, thiếu chút nữa làm lão tức chết. Nhiều lần lão muốn thông qua Trần Khiết Văn tiếp cận quan hệ với Quốc Hàm Dương, Trần Khiết Văn ngoài miệng đồng ý nhưng lại chưa bắt tay thực hiện, Dư Hóa Thượng phải ở mãi trên vị trí đó không lên không xuống, rất khó chịu. Là đàn ông thì đều có lòng tự tôn, đặc biệt là lòng tự tôn của lão lại rất lớn, con người lão ta lại nhạy cảm, mỗi lần ra khỏi cửa là phải mang cái danh chồng của thị trưởng, bí thư thành ủy, thật khiến lòng lão bực bội, lâu dần tích tụ thành bệnh, trong lòng luôn có trở ngại. Kỳ thực tìm hiểu rõ ngọn ngành, Dư Hóa Thượng vốn dĩ là kẻ tính khí không tốt, bản chất có chút nông cạn, Quốc Hàm Dương cũng không thích lão ta, nên không chịu giúp đưa lão ta đi lên. Hơn nữa Quốc Hàm Dương cũng rất coi thường Dư Hóa Thượng, điều này Dư Hóa Thượng cũng biết, trong cả một gia đình thân thích, địa vị của lão ta là thấp nhất, ngày lễ ngày Tết, tuổi của lão không phải nhỏ nhất, nhưng những việc như bưng trà rót nước đều là lão ta làm. Bề ngoài lão tỏ ra vui vẻ, trên thực tế trong lòng lại cảm thấy vô cùng uất ức. Càng như vậy, người đời trước càng cúi đầu, người đời sau lại càng ngang ngược, Dư Hóa Thượng muốn thông qua việc hợp lực giúp đỡ Quốc Hoa Thụy để lấy lòng Quốc Hàm Dương. Lại bị Phó Tiên Tiên chửi cho mất mặt, liền nổi cơn điên, trong sự tức giận đã đánh mất hết lý trí. Trên đất Bắc Kinh, Phó Tiên Phong lớn đến chừng này vẫn chưa từng bị người ta lên giọng giáo huấn như vậy, huống hồ lại là Dư Hóa Thượng kẻ ăn bám mà anh ta khinh bỉ Dư Hóa Thượng không biết anh ta lại biết rõ Dư Hóa Thượng anh ta đưa tay lên gạt tay Dư Hóa Thượng ra, hừ lạnh một tiếng. Bỏ cái tay thối của ông ra, Phó gia có gia giáo hay không? Đừng nói kẻ vô tích sự như ông mà ngay đến cả Quốc Hàm Dương cũng không dám ăn nói bậy bạ. Câu nói này nói rất bạo, Quốc Hàm Dương đang là cấp thứ trưởng, bị Phó Tiên Phong lôi cả tên họ ra, hơn nữa giọng không chút khách khí, Dư Hóa Thượng chợt cảm thấy như bị ăn một cái tát trước mặt mọi người, lập tức nhảy cẫng lên, đưa tay định đánh Phó Tiên Phong. Chủ nhục thần tử, cộng thêm bao nhiêu uất ức lão phải chịu hôm nay còn chưa đòi hết, lại cậy thế ỷ già lên mặt, liền cảm thấy tát một hậu sinh vãn bối. Với tuổi tác của lão, không ai dám làm gì. Đáng tiếc, người lão gặp phải lại là Phó Tiên Phong. Dư Hóa Thượng vừa đưa tay ra thì đã cảm thấy một cơn đau dữ dội bên má trái, sau đó mắt hoa lên, tiếp theo đó lại ăn một trận tát, lại hai mắt lại thấy ngàn sao, lảo đảo suýt chút nữa ngã nhào xuống. Một lúc lâu sau mới phản ứng lại được, lão ta bị Phó Tiên Phong vả vào mặt. Nhục nhã, mất mặt, phẫn nộ, không cam tâm, tất cả cùng trào lên. Dư Hóa Thượng cảm thấy trời đang sập xuống, lão lùi về phía sau, lại dùng tay chỉ thẳng vào mặt Phó Tiên Phong. Cậu, cậu! Cứ thế một lúc lâu, không nói ra được câu nào. Chuyện xảy ra bất ngờ, những người có mặt đều vô cùng sững sờ. Nhất là Khâu Tự Phong, ánh mắt đầy phức tạp nhìn Hạ Tưởng, rồi lại nhìn sang Phó Tiên Phong, trong lòng chấn động, có chút khổ tâm. Phó Tiên Phong phẫn nộ ra tay đánh người, nằm ngoài dự tính nhưng lại có tình có lý. Quốc Hàm Dương cũng được, Quốc Hàm Thanh cũng được, không những có quan hệ với Khâu gia, mà còn là quan hệ rất thân thiết. Mà Phó gia bề ngoài lại có quan hệ thông gia với nhà họ Khâu, trên thực tế trong một biến cố lớn, hai nhà đã thiếu chút nữa chuyển bạn thành thù. Phó gia giành được phần thắng, Khâu gia thảm bại, mà người trong ngành đều biết, xếp hạng của bốn gia tộc đã có sự thay đổi vị trí, Khâu gia đã đứng cuối cùng. Bởi vậy hôm nay anh ta đến, vốn định hòa giải bất hòa. Không để Quốc Hoa Thụy và Hạ Tưởng kết oán gây thù. Anh ta biết rõ thủ đoạn của Hạ Tưởng, Quốc Hoa Thụy tuyệt đối không thể khuất phục hắn, nhưng vừa bước vào cửa đã phát hiện Phó Tiên Tiên cũng có mặt,
khiến cho anh ta như ăn phải ruồi bọ, cực kỳ khó chịu. Anh ta suy đoán dụng ý của Hạ Tường, có phải vì Phó Tiên Tiên mà liên thủ với Phó Gia. Thái độ của anh ta trở nên tiêu cực, khi đang định đứng ngoài quan sát sau đó mới tùy cơ hành động, không ngờ Phó Tiên Phong lại ra tay trước, còn không khách khí tát thẳng vào mặt Dư Hóa Thượng. Rõ ràng là đánh Dư Hóa Thượng, nhưng thực chất là đang đánh Quốc Hoa Thụy, Quốc Hàm Dương, cũng là đang đánh nhà họ Khâu. Khâu Gia vừa thất bại, bị Phó Gia cướp mất địa bàn, vậy mà họ còn được lý ép người, thật khinh người quá đáng. Khâu Tự Phong ánh mắt lộ vẻ tức giận, nảy sinh thành kiến với Hạ Tưởng, cho rằng Hạ Tưởng muốn mượn cớ sinh sự, lợi dụng xung đột giữa Phó Gia và Khâu Gia, thậm chí có thể chịu sự sai khiến của Phó Gia, tiếp tục chèn ép Khâu Gia. Chấm, đến Hạ Tưởng cũng không thể ngờ, vốn chỉ do Quốc Hoa Thụy háo sắc bí mật bắt cóc Hoa Nhài vàng, bạc, bởi liên quan đến nhiều người và việc mà đã động chạm tới vấn đề chính trị, nảy sinh những mâu thuẫn lợi ích giữa các gia tộc có liên quan đã dẫn đến những bước nghịch chuyển ngoài dự đoán trong mối quan hệ giữa hắn và các gia tộc lớn đó. Bởi vì hắn không biết, mối quan hệ giữa Quốc Hàm Thanh và Mai Gia rất tốt, Mai Thăng Bình và Quốc Hàm Thanh cùng lớn lên từ nhỏ, tình như ruột thịt. Tiên Phong, ra tay đánh người già, thật mất tư cách. Khâu Tự Phong nói với chút mỉa mai, đưa tay ra đỡ Dư Hóa Thượng, anh ta chỉ sợ Dư Hóa Thượng không thức thời lại xông vào động thủ. Nói không chừng còn bị Phó Tiên Phong đánh gãy chân. Dư Hóa Thượng quả thật lại định xông lên đáp trả, nhưng Khâu Tự Phong ngấm ngầm giữ chặt lại, không cho lão ta nhúc nhích, lão ta liền biết rằng không thể động vào Phó Tiên Phong, đánh không lại thì tốt nhất nên tỏ vẻ đáng thương, lão liền nước mắt ngắn nước mắt dài, nói với Phó Tiên Phong. Tôi đã từng này tuổi, so với cha cậu cũng chỉ ít hơn vài tuổi, là trưởng bối của cậu. Cậu cũng là người có thân phận địa vị, lại tát tôi, không ra gì. Thật không ra gì, cha mẹ cậu dạy dỗ cậu thế nào vậy? Còn muốn nói tiếp, nhưng thấy Phó Tiên Phong đã tức giận bước lên một bước, lão ta sợ đến mức lập tức câm miệng lại. Bởi lão ta cũng đã nhận rõ được tình hình, Khâu Tự Phong chỉ lên tiếng bênh vực mà không ra mặt giúp đỡ, Quốc Hoa Thụy ở bên cạnh vẫn còn đang ngẩn ngơ, đừng nói đến đánh trả, đáp trả đã không dám rồi, có thể thấy người này xuất thân không nhỏ, hoàn toàn áp chế được khí thế của Quốc Hoa Thụy. Phó Tiên Phong đáp lễ lại Khâu Tự Phong. Tự Phong, người phải xem nhân cách, không xem tuổi tác, vừa rồi lão ta văng lời thô tục anh cũng đã nghe thấy. Nếu như lời của lão ta đến tai ông cụ nhà tôi, ông cụ cũng sẽ bảo tôi tát thêm ông ta vài phát. Một câu đã khiến Khâu Tự Phong không nói nên lời, cũng đúng thôi, để ông cụ Phó nghe thấy những lời Dư Hóa Thượng vừa nói, sợ rằng còn phẫn nộ hơn cả Khâu Tự Phong. Nếu ông cụ tức giận, Dư Hóa Thượng sẽ phải trực tiếp về nhà dưỡng lão rồi, đừng nói Quốc Hàm Dương, cho dù là Quốc Hàm Thanh cũng không bảo vệ nổi lão ta. Quốc Hoa Thụy tỉnh ra, vội tươi cười, chắp tay đến trước Phó Tiên Phong. Phó ca, tiểu đệ nhận lỗi với anh đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt người em này. Anh cũng biết, em chỉ nhất thời bồng bột, lời gì cũng nói ra được, Tiên Tiên cũng như em gái em không có chút ý đồ xấu nào với cô ấy, nếu có, em sẽ là con chó. Anh sớm đã không là người, sớm đã là chó rồi. Phó Tiên Tiên dẫn theo Hoa Nhài vàng, bạc, hai chị em sinh đôi càng nhìn lại càng thấy thích này, nghĩ đến việc họ suýt chút nữa bị Quốc Hoa Thụy cưỡng bức, trong lòng tức giận vô cùng, ấn tượng về Quốc Hoa Thụy đã xấu đến cực điểm. Quốc Hoa Thụy cợt nhả. Em gái cứ việc mắng, ra mặt anh dày, không sợ, chuyện hôm nay, là anh sai, anh nhận lỗi được chưa? Đêm nay tôi mời, mọi người cứ vui vẻ. Muốn ăn muốn uống gì, đừng tiết kiệm cho tôi, thích tiêu xài thế nào thì cứ làm. Có được không? Hạ Tưởng không nói gì, trong lòng cười thầm, Quốc Hoa Thụy đúng là một con chó, vừa thấy không thể rộng vào Tiên Phong, lập tức biến thành mặt người dạng chó, cũng biết khuất phục, đúng là hiếm thấy. Nghĩ lại thấy cũng đúng, trên đất Bắc Kinh, thế lực gia tộc và các thế lực khác, rắc rối phức tạp, người Bắc Kinh, phải học được cách gió chiều nào theo chiều ấy. Hơn nữa mềm nắn rắn buông cũng là tính cách chung của mọi người. Dư Hóa Thượng thấy sự việc sắp được giải quyết êm đẹp, vẫn không nuốt được giận nói xen vào một câu. Hạ Tưởng đánh người, anh ta cúc đánh người, cái này phải tính thế nào đây? Không phải chúng ta quá chịu thiệt rồi sao? Thư ký Trương ở một bên không nói gì, ông ta nghe lệnh đến trợ giúp, không có quyền tự chủ, chỉ nghe lời Quốc Hoa Thụy hoặc lời Trần Văn Khiết, còn lời Dư Hóa Thượng nói ông ta bỏ qua luôn. Trần Khiết Văn và Dư Văn Bân vốn định né tránh chuyện thị phi, khoanh tay đứng nhìn Quốc Hoa Thụy xử lý Hạ Tưởng, không ngờ Phó Tiên Phong lại xuất hiện, không những hóa giải nguy cơ,
còn tát thẳng vào mặt Dư Hóa Thượng. Trong lòng Trần Khiết Văn cũng rất tức giận, nhưng ngại thân phận mình không tiện hành động, cũng biết bây giờ không phải lúc tính nợ, chỉ còn biết nuốt giận vào trong. Dư Văn Bân lại không cam tâm, cha bị đánh, là nỗi nhục nhã cho người làm con như cậu ta, lại còn ỷ mình trẻ tuổi, điên cuồng xông thẳng vào Phó Tiên Phong, tung một quyền giơ chân đá. Phó Tiên Phong đối phó Dư Hóa Thượng còn được, nhưng đánh nhau với Dư Văn Bân thì thật mất mặt, anh ta lùi về sau, nhường một bước, không ngờ Dư Văn Bân không buông tha, anh ta tức giận, định bất chấp thân phận đánh trả, nhưng trước mắt bỗng xuất hiện hình dáng một người, Hạ Tưởng chắn trước mặt anh ta, một đòn đã đẩy ngã Dư Văn Bân sang một bên. Dư Văn Bân không phục, còn muốn phát điên, Hạ Tưởng đã hời hợt nói một câu. Tôi khuyên cậu nên động não đừng động thủ, thật muốn đánh nhau, cậu còn chưa phải đối thủ của tôi, đừng tự làm bẽ mặt mình. Khâu Tự Phong nhìn Quốc Hoa Thụy đầy ẩn ý, Quốc Hoa Thụy liền ho một tiếng, gọi Dư Văn Bân. Văn Bân, đừng làm bừa, hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi. Tình hình trước mắt, đánh thì không đánh lại, đành xem cuối cùng làm thế nào thỏa hiệp được. Khâu Tự Phong thấy thế, biết không thể đắc tội với Phó Gia, cũng không thể đắc tội Hạ Tưởng, liền ở giữa hòa giải. Đã là hiểu lầm, mọi người cùng ngồi xuống nói chuyện, có việc gì từ từ nói. Đều là bạn bè, hơn nữa Hạ Tưởng cũng sắp làm việc với Bí Thư Trần, hòa khí mới có thể giúp cho việc triển khai công việc được thuận lợi. Phó Tiên Phong không để ý đến lời Khâu Tự Phong, quay đầu nhìn Hạ Tưởng đầy cảm kích, gật đầu cảm ơn Hạ Tưởng đã giúp anh ta giải vây. Hạ Tưởng cũng khẽ gật đầu đáp lại, cũng không có cách nào, em gái người ta đang đứng bên cạnh hắn, luôn giúp hắn ra mặt, hắn đỡ thay Phó Tiên Phong cũng là chuyện nên làm. Lời đề nghị của Khâu Tự Phong, Hạ Tưởng tán thành, cũng là vì nể mặt Khâu Tự Phong, liền nói. Nghe Tự Phong, mọi người ngồi xuống nói chuyện, nói rõ sự việc, tìm ra một cách giải quyết. Quốc Hoa Thụy thấy vậy liền nói. Nói hay, nói rất hay, cần bàn bạc, phải bàn bạc. Hôm nay chúng ta cũng là không đánh không thành bạn. Nếu nói những lời trên vẫn là lời của con người, thì mấy câu tiếp theo đã lòi ra bản chất của y. Hạ ca, chị em sinh đôi thuộc về anh đó, em đảm bảo sau này chỉ cần là người con gái anh thích, em tuyệt đối không tranh với anh, thế nào, đã đủ chưa? Các bạn, hà tất vì phụ nữ mà làm mất hòa khí, không đáng, không đáng, ha ha. Quốc Hoa Thụy nói dễ nghe vậy thực chất là đang che giấu dã tâm của mình. Còn hình dung Hạ Tưởng thành một thứ đồ tranh giành đàn bà với y, cố ý bẻ cong danh tiếng và hình tượng của Hạ Tưởng. Phó Tiên Tiên khinh bỉ nói. Ăn nói bậy bạ, anh cho rằng Hạ Tưởng giống mình, là thứ háo sắc, là tên khốn khiếp. Hạ Tưởng cứu Hoa Nhài Vàng, bạc, chính bởi vì họ là bạn tốt của tôi xin anh ấy giúp đỡ. Quốc Hoa Thụy, anh còn ngậm máu phun người, tôi sẽ không để yên đâu. Thật là một cô gái thông minh. Hạ Tưởng ngầm gật đầu với Phó Tiên Tiên, trong ánh nhìn gửi đến cô lời cảm ơn. Phó Tiên Tiên bỗng đỏ mặt, rõ ràng biết mình đang nói dối, cô rất hy vọng Hạ Tưởng thật sự vì cô mới ra mặt cho Hoa Nhài Vàng, bạc, mà không phải vì hắn quen biết hai chị em. Quốc Hoa Thụy vẻ mặt ngượng ngùng, chuyển chủ đề. Đúng lúc đến giờ ăn, tôi mời, mọi người đừng ngại, đến nhà hàng Kinh Thành ăn một bữa cơm đạm bạc, cùng nhau nói chuyện hàn huyên. Hạ Tưởng không có ý kiến gì. Khâu Tự Phong vui vẻ, Phó Tiên Phong cũng cảm thấy cần thiết, Trần Khiết Văn lại không phản bác, không ai từ chối, thế là, các vị khách mỗi người một xe, liền hướng về nhà hàng Kinh Thành. Hoa Nhài Vàng, bạc không tiện đi cùng, Tiêu Ngũ bèn hộ tống họ về khách sạn. Đến nhà hàng, Quốc Hoa Thụy rất có khí phách bao hẳn một phòng thượng hạng, sau khi mọi người ngồi xuống, y đột nhiên nhận được điện thoại, sau đó liền long trọng tuyên bố. Cha và chú tôi còn có Bí Thư Mai của tỉnh Yến đều đang dùng cơm ở nhà hàng Kinh Thành, họ cũng muốn qua đây. Mai Thăng Bình, sao lại đụng đến cả Mai ra? Hạ Tưởng bàng hoàng. Chương 895, không phải bữa tiệc tốt lành. Hạ Tưởng phản ứng đầu tiên là chẳng lẽ là Quốc Hoa Thụy cố ý bày ra Yến tiệc, mời Quốc Hàm Dương và Quốc Hàm Thanh muốn trên khí thế đẻ người, chẳng lẽ không phải chịu thua, vẫn còn muốn đòi lại cách nói. Phản ứng thứ hai là... Mai Thái Bình sao cũng đến đây? Hay là Mai Thái Bình và Quốc Hàm Dương có kết giao? Hạ Tưởng liền theo bản năng liếc mắt nhìn Trần Khiết Văn một cái. Trần Khiết Văn từ sau khi Phó Tiên Phong ra mặt, vẫn không nói gì. Cô cũng quả thật lòng dạ sâu đậm, khi Dư Hóa Thượng bị đánh, Dư Văn Bân nổi điên, trước sau không nói một lời, khoanh tay đứng nhìn, là một phụ nữ, quả thật khó được.
nhất là cô luôn bình tĩnh đến đáng sợ, không biểu hiện ra bất cứ hành động thất thường gì. Ngấm ngầm chịu đựng, nắm toàn cục trong tay, có tâm cơ có độ lượng, Hạ Tưởng đối với Trần Khiết Văn có thêm một tầng nhận thức sâu sắc, biết cô ta không dễ sống chung, cùng cô ta làm đồng sự, chỉ sợ chuyện gì cũng phải theo ý của cô ta, nếu không, công tác rất khó khai triển. Trùng hợp thế nào, Hạ Tưởng và Phó Tiên Phong, Khâu Tự Phong ngồi cùng một chỗ, Phó Tiên Phong bên trái, Khâu Tự Phong ở giữa, hắn đúng lúc ở vào thế trung gian, dường như hợp với thế cục trước mắt. Khi mà vừa mới xếp chỗ ngồi, còn xuất hiện một cảnh tượng có ý vị sâu xa, vốn chỗ ngồi của Khâu Tự Phong và Phó Tiên Phong là kế nhau, nhưng Khâu Tự Phong lại mượn cớ đổi chỗ ngồi với Hạ Tưởng, cùng Phó Tiên Phong chia cách. Nhìn như không có ý định, trên thực tế cũng là có liên quan đến mâu thuẫn của Khâu gia và Phó gia lúc này. Phó Tiên Phong lại không tỏ vẻ gì, ngược lại đợi khi Khâu Tự Phong ngồi vào bên phải Hạ Tưởng, y chủ động giơ tay cùng Hạ Tưởng bắt tay, còn nhỏ tiếng cùng Hạ Tưởng nói mấy câu. Cũng không nói gì, chỉ là tỏ vẻ tạ ơn hắn lần trước ở thành phố Lang cứu được Phó Tiên Tiên, Hạ Tưởng cũng liền đơn giản khách sáo hai câu, hắn cũng rõ, Phó Tiên Phong là có ý nhỏ giọng nói chuyện với hắn, là làm cho Khâu Tự Phong xem. Hiển nhiên, Phó Tiên Phong đã nhìn ra, quan hệ giữa y và Khâu Tự Phong đã có chút xa cách. Vốn Phó Tiên Tiên đi cùng Hoa Nhài Vàng, Bạc, lại không biết vì sao sau khi đưa các cô tới nhà khách, lại chạy tới đây, một hai đòi ngồi bên phải Hạ Tưởng. Khâu Tự Phong đành phải nhường chỗ, kết quả lại trở thành Hạ Tưởng ngồi ở giữa anh em Phó gia, để lại không gian mơ màng vô hạn cho mọi người đang ngồi đây. Trần Khiết Văn có mặt, Dư Hóa Thượng và Dư Văn Bân vắng mặt, phỏng chừng cũng là cho rằng bọn họ lên không được mặt bàn, cho nên mới không cho bọn họ tham gia. Trong phòng nội tổng cộng có Hạ Tưởng, Phó Tiên Phong, Phó Tiên Tiên, Khâu Tự Phong, Quốc Hoa Thụy và Trần Khiết Văn 6 người, thư ký Trương cũng không biết đi đâu mất. Ngồi xuống, lên đồ ăn, không ai để ý là đồ ăn gì là rượu gì, nói là cùng ngồi với nhau ăn cơm, trên thực tế ai nấy cũng không có lòng dạ nào mà ăn uống, đều mỗi người mang tâm sự riêng. Vì một, không, hai người phụ nữ mà làm tổn hại hòa khí, không đáng lắm, Hạ ca cũng đã giận dữ vì Hồng Nhan, còn khiến tôi bị thiệt thòi, tôi cũng coi như học được một bài học, tôi hướng Hạ ca nhận lỗi, nào, xin kính một ly. Quốc Hoa Thụy không phải nể tình Hạ Tưởng, mà là nể mặt Phó Tiên Phong, nể mặt Khâu Tự Phong, đùa sao, hai trong bốn gia tộc hùng mạnh đều ra mặt, Quốc Hoa Thụy có ngạo mạn cũng phải kiềm chế chút, cũng biết có một số y vĩnh viễn đắc tội không nổi. Hơn nữa rất rõ ràng, Phó Tiên Phong và Hạ Tưởng cùng một ruột, mà Khâu Tự Phong tuy rằng có quan hệ với nhà họ Quốc cũng không tồi, nhưng giữa anh ta và Hạ Tưởng cũng có giao tình, cũng sẽ không thiên vị nhà họ Quốc, Quốc Hoa Thụy liền trong lòng biết rõ. Vốn tưởng rằng Hoa Nhài Vàng, Bạc là con cừu mặc người sâu xé, không ngờ còn có người giữ chuồng thì cứ giữ, không ngờ tới lại là Hạ Tưởng. Hạ Tưởng là một nhân vật khó giải quyết, hiện tại Quốc Hoa Thụy không thán phục không được, mặc kệ hắn có sức mạnh gì, có tư bản gì, hắn có thể khiến Phó gia và Khâu gia đều thiên hướng hắn đúng là người bình thường. Quốc Hoa Thụy tuy rằng đối với Hạ Tưởng xem trọng vài phần, nhưng kỳ thật từ sâu trong nội tâm vẫn là không cảm thấy mình làm sai chuyện gì, Hoa Nhài Vàng, Bạc là chị em sinh như hoa không phải giả, nhưng so với một số minh tinh nổi tiếng, về thân phận vẫn là kém một chút. Cho dù chiếm được các cô thì có gì lạ chứ? Trong lòng y thậm chí còn có ý tức giận bất bình, nếu không có Hạ Tưởng xen ngang, y đã đắc thủ. Nghĩ mà xem trên cơ thể hai chị em như hoa như ngọc tung hoành một trận, một đêm song phi, cực khoái cỡ nào. Bởi vậy, y cho rằng lời y nói mới rồi, xem như đã đủ mặt mũi cho Hạ Tưởng. Coi như là cho Phó gia một bậc thang, bán Khâu Tự Phong một ân tình. Hạ Tưởng không nói gì, chỉ nâng chung trà lên, nhẹ nhàng uống một ngụm trà. Phó Tiên Phong cũng không nói gì, cố ý hoặc vô ý liếc mắt nhìn Khâu Tự Phong một cái. Khâu Tự Phong nghĩ thầm, chính chủ cũng không nói lời nào, thì có liên quan gì đến mình. Mình cũng chỉ là đóng vai trò hòa giải, đến đóng vai trò trung tâm cũng không được, mới sẽ không tiếp lời. Anh ta liền ai cũng không nhìn. Chỉ uống trà. Trần Khiết Văn ho khan một tiếng. Hoa Thụy đã đưa ra thành ý, thị trưởng Hạ, ý của cậu thế nào? Hạ Tưởng uống một ngụm trà, vừa mới buông chén trà xuống, liền ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh ngạc. À, bí thư Trần nói gì, ngại quá, vừa rồi thất thần, không nghe rõ T-R-U-I-E-N-I-I-C-O-M. Trần Khiết Văn mặt không đổi sắc,
chỉ có điều đồng tử hơi co rút vài lần không dễ thấy được, cười nhạt. Hoa Thụy đề nghị, sự tình đến đây kết thúc, chị em Trần gia bị kinh hãi, nhưng cũng không bị thiệt thòi, Hoa Thụy cũng đã chịu thiệt, tuy nhiên anh ta khoan dung độ lượng, chịu chút thiệt thòi cũng đã chịu rồi, ngã một lần học được một bài học. Không thể không thừa nhận, Trần Khiết Văn biết nói chuyện, rất là biết nói chuyện, luôn lấy ra một giọng điệu không chút hoang mang, trước sau nắm quyền chủ động trong tay, hơn nữa khiến người ta cho rằng cô chẳng những chiếm được đạo lý, còn có được điểm đạo đức cao nhất có thể. Hạ Tường không thể không nói chuyện. Tôi và Trần Mạt Trần Lị không thân lắm, Tiên Tiên mới là bạn của các cô ấy, tôi không thể thay các cô ấy nói chuyện. Nếu các cô muốn báo án, cho dù tội danh cưỡng bức không thành lập, nhưng nếu trở thành tin tức. Quốc Hoa Thủy cơn giận nửa ngày áp chế lại tái phát, vẻ mặt ngạo nghễ. Tin tức, phương tiện truyền thông nào dám đưa tin? Đúng vậy, phương tiện truyền thông nào chưa được cho phép dám lung tung đưa tin? Một người đẩy cửa tiến vào, chẳng những là không mời mà tới, còn từ khách trở thành chủ đi tới vị trí chủ nhà, hướng mọi người ở đây chắp tay chào. Nghe nói hôm nay thằng con nhà tôi cùng mọi người gây ra hiểu lầm, tôi đặc biệt hướng mọi người nhận lỗi. Hoa Thụy tuổi trẻ không hiểu chuyện, lại bốc đồng, các vị đều có lòng độ lượng, xin giơ cao đánh khẽ, tha cho nó một lần. Không cần phải nói, ông ta là Quốc Hàm Dương cha của Quốc Hoa Thụy. Quốc Hàm Dương với bộ dạng mày rậm mắt to, cực có tướng làm quan, hơi béo, nhưng cho người ta cảm giác rất phúc hậu, mà không phải là béo ú. Nói thật, Quốc Hàm Dương quả thật tướng mạo đường đường, so với Quốc Hoa Thụy thì tạo cho người ta có quan cảm tốt hơn nhiều, cũng biết cách nói chuyện. Ít nhất ấn tượng đầu tiên khiến cho Hạ Tưởng không nảy sinh lòng chán ghét. Mặc dù Hạ Tưởng cũng biết rõ Quốc Hàm Dương lời vừa rồi đã nói khẳng định không phải là lời thật lòng. Tất cả mọi người đứng lên, Quốc Hoa Thụy giới thiệu với mọi người, kỳ thật ngoại trừ Hạ Tưởng ra, mọi người đều biết Quốc Hàm Dương. Vì thế, thời gian Quốc Hàm Dương và Hạ Tưởng bắt tay lâu nhất, nói cũng nhiều nhất. Trẻ trung, điển trai, thị trưởng 30 tuổi, tài năng tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Quốc Hàm Dương không tiếc từ ngữ ca ngợi, khen tặng Hạ Tưởng một hồi lâu. Theo sau, lại có hai người đẩy cửa tiến vào, người trước cùng Quốc Hàm Dương có vài phần tương tự, khẳng định chính là Quốc Hàm Thanh em trai Quốc Hàm Dương, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, Phó Bí thư Tổ đảng. Người phía sau chính là Mai Thái Bình. Quốc Hàm Thanh vừa vào cửa, khác hẳn với vẻ nhiệt tình của Quốc Hàm Dương chính là, ánh mắt đầu tiên của ông ta dừng ở trên người Hạ Tưởng. Sau đó ánh mắt lại nhanh chóng lướt qua Phó Tiên Phong và Phó Tiên Tiên, rồi lại nhẹ nhàng điểm qua Khâu Tự Phong, trong nháy mắt, đã đem thế cục thu hết vào mắt. Mai Thái Bình cũng là trước tiên cùng Khâu Tự Phong khẽ gật đầu, sau đó khi thấy được Hạ Tưởng, cũng cười, nhưng lập tức chú ý tới Hạ Tưởng ngồi ở giữa anh em Phó gia, ánh mắt lại hạ xuống, ánh mắt rất rõ ràng giật nảy một cái. Hạ Tưởng bất lực, hắn biết Mai Thái Bình khẳng định hiểu lầm lập trường của hắn, cho rằng hắn và Phó gia đến gần. Mấu chốt còn có Phó Tiên Tiên, liền càng làm Mai Thái Bình nhớ tới Mai Hiểu Lâm. Hay thiệt, trong một gian phòng nho nhỏ, không chỉ có nhân vật số 1, số 2 của thành phố Thiên Trạch, còn có nhân vật số 1 của Tập đoàn Hóa Dầu Quốc gia, thậm chí còn có Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương. Nếu những điều kể trên chưa đủ khiến người khiếp sợ, thì 3 trong 4 gia tộc hùng mạnh đều tụ tập tại đây. Nếu là người có ý biết được, khẳng định sẽ suy đoán là có sự kiện chính trị gì lớn lắm đây. Mai gia, Phó gia và Khâu gia, không phải gia tộc bình thường, nhất cử nhất động đều khiến người chú ý, là gia tộc lớn vừa có thực lực chính trị lại có lực ảnh hưởng kinh tế, nhất là sau khi vừa mới thông qua điều chỉnh cán bộ cấp tỉnh bộ, lại lần nữa phân chia xếp hạng, tụ hội lần này, càng có thể dẫn phát suy đoán của người ngoài. Đương nhiên ai nấy cũng sẽ không đoán được chính là, kỳ thật ba nhà gia gặp, nguyên nhân gây ra là bởi vì hai cô gái, thật sự mà nói, là hai chị em sinh đôi đẹp như hoa. Theo sau, lại là một hồi giới thiệu và làm quen. Quốc Hàm Thanh không cùng Hạ Tưởng nói thêm cái gì, chỉ nắm tay, đơn giản chào hỏi một tiếng, thậm chí không có một câu dư thừa. Cùng với sự nhiệt tình đối thoại của Quốc Hàm Dương, so sánh ra thì, ông ta ít lời, trầm ổn, uy nghiêm có thừa, hòa khí không đủ. Khi Mai Thái Bình và Phó Tiên Phong, Khâu Tự Phong bắt tay, chỉ gật đầu, không nói chuyện, chỉ khi cùng Hạ Tưởng bắt tay, thì tùy ý lắc lắc vài cái. Cũng không phải là chính thức bắt tay, hình như là có chút lôi kéo, biểu hiện ra sự thân thiết không giống với mọi người, cũng là có ý tỏ rõ gì đó, hành động của ông ta khiến cho Quốc Hàm Dương và Quốc Hàm Thanh không tránh được phải nhìn Hạ Tưởng thêm vài lần.
Theo sau, Mai Thái Bình lại làm ra hành động càng khiến người chú ý, kéo Hạ Tưởng sang một bên, nhỏ giọng nói chuyện. Hạ Tưởng sớm đã quen cái kiểu luôn nằm ngoài dự đoán mọi người của Mai Thái Bình, hắn cũng biết Mai Thái Bình muốn hỏi gì, liền không chờ ông ta mở miệng, nói rõ đầu đuôi ngọn nguồn. Mai Thái Bình gật gật đầu. Cách làm của cậu không gì đáng trách, tuy nhiên vì sao không cho tôi biết, rồi lại cùng Khâu Tự Phong, Phó Tiên Phong ở chung một chỗ thế? Lời này hỏi rất trực tiếp, Mai Thái Bình không phải là người gì của Hạ Tưởng, với thân phận của Phó Bí Thư Tỉnh ủy, thì giọng điệu không đúng, với thân phận bề trên, dường như lại có chút quá mức thân thiện, Hạ Tưởng cũng không tiện trả lời, có vài nội tình không tiện lộ ra, đành phải lập lờ. Phó Tiên Phong là bởi vì Phó Tiên Tiên chủ động ra mặt, Quốc Hoa Thụy gọi điện thoại cho mời, Khâu Tự Phong là tôi tìm anh ta, muốn mời anh ta ở giữa dàn xếp một chút. Mai Thái Bình vỗ vỗ vai Hạ Tưởng. Không nói nữa, không nói nữa, tôi cũng không hỏi cậu vì sao muốn xen vào chuyện của Hoa Nhài Vàng, bạc, đó là việc cá nhân của cậu, đúng không? Nếu tới Bắc Kinh, thì dành chút thời gian đến thăm Mai Đình, đúng rồi, Hiểu Lâm cũng đã trở về. Cố ý nhắc tới Mai Hiểu Lâm, dụng tâm của Mai Thái Bình không cần nói cũng biết, Tưởng đành phải dùng sự im lặng ta y câu trả lời. Việc này cậu cứ nghe tôi, cứ như vậy cho qua đi, mạnh ai nấy lui một bước, mặt mũi cũng dễ nhìn hơn. Mai Thái Bình lại cường điệu một câu. Cậu sắp phải tới thành phố Thiên Trạch rồi, cùng Trần Khiết Văn ở một bộ máy, mở đầu bất lợi đây. Hạ Tưởng gật gật đầu, không nói chuyện, trong lòng có chủ ý. Trở lại chỗ ngồi, vẫn không ngồi xuống, Mai Thái Bình liền gõ gõ lên ly rượu, đợi thu hút hết mọi người về phía mình, ông ta liền nói. Hôm nay tôi làm trung gian, chuyện đã qua, ai cũng không được nhắc lại, chính là không nể mặt tôi. Quan hệ của Hạ Tưởng và Mai Gia, luôn rất tốt đẹp, cũng có giao tình, lời nói của tôi, hắn không dám không nghe, đương nhiên, không phải với thân phận của Phó Bí Thư Tỉnh ủy, chỉ bằng tôi là bề trên của hắn, tôi nói cái gì, hắn vui cũng phải nghe, không vui cũng phải nghe. Khâu Tự Phong không vui viết rõ trên mặt, Phó Tiên Phong bất mãn được viết trong mắt, hai người đều thật không ngờ, Mai Thái Bình đến sau mà vượt người đến trước, do ông ta ra mặt làm trung gian giải hòa. Hơn nữa hoàn toàn không có nói đến nhu cầu của Phó gia và Khâu gia, không phải là sơ sót, mà chính là cố ý bỏ qua. Phó Tiên Tiên than thở một câu. Mai gia có mặt mũi, Phó gia cũng có. Mai Thái Bình dĩ nhiên sẽ không để ý tới Phó Tiên Tiên, ông ta sau khi nói xong, vẻ mặt ý cười nhìn về phía Quốc Hàm Thanh và Quốc Hàm Dương. Quốc Hoa Thụy là con của Quốc Hàm Dương dường như so với Quốc Hàm Thanh rộng lượng hơn, cười ha hả. Giải hòa, giải hòa. Quốc Hàm Thanh chợt nhớ tới gì đó, ánh mắt ôn hòa nhìn Hạ Tưởng. Hạ Tưởng, vừa rồi cậu nói muốn làm lớn chuyện, đăng bài trên truyền thông tin tức, tôi muốn hỏi một câu, mười mấy tòa báo trung ương, cậu cảm thấy tập san nào sẽ phát hành thứ việc vặt vãnh này? Giọng điệu cũng rất ôn hòa, nhưng trong ngôn từ, ẩn chứa hàm ý gây sự. Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Hạ Tưởng không phải chưa đối mặt qua, nên nhân vật đứng đầu như ông Cụ Ngô. Hắn cũng có thể ứng phó được, Quốc Hàm Thanh muốn ở trước mặt hắn lấy khí thế đè đầu hắn, không dễ thế đâu. Hạ Tưởng cũng không muốn cùng Quốc Hàm Thanh chính diện so chiêu, liền khiêm tốn nói. Khiến ngài chê cười, tôi lúc ấy chỉ là thuận miệng nói thôi, cũng là nhất thời nóng giận. Tòa báo Trung ương có thể sẽ không đăng tải những tin tức vặt vãnh linh tinh, nhưng hiện tại rất phát đạt, dân mạng rất thích theo đuổi chuyện xấu của một số con cháu quan lớn. Nhất là hiện tại dường như dân gian rất căm hận con nhà quan con nhà giàu mới nổi, có một cách tìm kiếm gọi là thịt người, chỉ cần thông qua tên tuổi là có thể tìm thấy được hình ảnh, thông qua hình ảnh là có thể tìm thấy được thành viên gia đình, thậm chí đến cả ảnh chụp, danh tính, chức vụ vi vi của thành viên gia đình, đều có thể tìm hiểu được rõ ràng rành mạch. Quốc Hàm Thanh sắc mặt thay đổi. Khiến sắc mặt y càng khó xem chính là Phó Tiên Phong đột nhiên mở ám nói một câu. Tôi cũng muốn nhắc nhở Chủ tịch Quốc một chút, trưởng ban Ngô kỳ thật đối với Hạ Tưởng, cũng rất trân trọng. Trưởng ban Ngô tất nhiên là chỉ trưởng ban tuyên giáo Trung ương Ngô Tài Dương. Đừng nói Quốc Hàm Thanh biến sắc, Trần Khiết Văn cũng là sắc mặt thay đổi, trong lòng hơi thắt lại. Bốn gia tộc lớn, hôm nay ba nhà tụ tập cùng một chỗ, ba nhà đều cùng Hạ Tưởng có giao tình, không phải mọi người đều nói Phó gia và Hạ Tưởng là quan hệ đối nghịch, sao bây giờ hình như gió đã đổi hướng. Phó Tiên Phong cũng có ý muốn bảo vệ Hạ Tưởng vậy ta. Không chỉ biểu hiện của Phó Tiên Phong khiến Trần Khiết Văn xem không hiểu,
Mai Thái Bình không ngờ ra mặt làm trung gian, đòi là người hòa giải, cũng khiến cô giật mình kinh hãi. Mai gia và Khâu gia, luôn cùng hai người Quốc Hàm Dương, Quốc Hàm Thanh có giao tình rất tốt đẹp, thậm chí có thể nói là có ích lợi chung, nhưng hôm nay Khâu Tự Phong không nói lời nào thì cũng được đi. Mai Thái Bình vừa mới cùng Quốc Hàm Dương bàn xong một vụ giao dịch, sao tuyệt không hướng về Quốc Hoa Thụy nói chuyện, còn cố ý biểu hiện ra là giữa ông ta và Hạ Tưởng có quan hệ cá nhân thâm hậu. Rõ ràng là nói cho Quốc Hàm Thanh biết, sự tình hôm nay ai còn tiếp tục truy cứu, thì chính là không nể mặt Mai Thái Bình ông ta, không nể mặt Mai gia. Trần Khiết Văn tâm tư chuyển tới chuyển lui, đối với tương lai Hạ Tưởng sắp đến thành phố Thiên Trạch, càng nhiều lo lắng. Phó Tiên Phong vừa nói xong, lập tức lặng ngắt như tờ, trong phòng liền có chút tẻ ngắt. Quốc Hàm Dương đột nhiên làm ra một hành động ngoài dự đoán mọi người, y giơ tay lên, bốp một tiếng đánh Quốc Hoa Thụy một bạt tai, tức giận mắng. Con là đứa khốn khiếp, cả ngày chỉ biết làm sằng làm bậy, không làm việc đàng hoàng. Con xem Hạ Tưởng còn nhỏ hơn con thì đã là thị trưởng rồi, con còn muốn cả lơ phất phơ tới khi nào. Không học được gì hay ho, chỉ biết hãm hại phụ nữ, con hôm nay nhớ kỹ, về sau nếu để ba phát hiện con quấy rối phụ nữ, coi chừng đánh gãy chân của con luôn. Quốc Hoa Thủy cúi đầu, mặt một đống, không nói được một lời nào. Vốn tưởng rằng hôm nay còn có một trận khôi hài, ai ngờ Quốc Hàm Dương có tâm cơ có thủ đoạn, một bạt tai đánh xuống, khiến bất mãn của mọi người đều khó có thể tiếp tục phát tác, cuối cùng lại do Mai Thái Bình đề nghị, mọi người cùng uống một ly, cùng nhau cười hòa giải thù oán. Khi chạm ly, Hạ Tưởng theo thứ tự cùng mọi người cùng ly, lúc cùng Quốc Hàm Thanh chạm ly, đối phương chỉ nhẹ nhàng đưa tới, căn bản là chưa chạm vào ly hắn thì né qua một bên, cũng rất hàm xúc biểu đạt sự khinh thường và bất mãn đối với hắn. Hạ Tưởng hồn nhiên không thèm để ý, hắn biết sự kiện hôm nay, Quốc Hàm Dương và Quốc Hàm Thanh đều không hài lòng. Vừa rồi nào phải là đánh Quốc Hoa Thụy, rõ ràng là đang đánh hắn. Không hài lòng thì cứ không hài lòng, hắn cũng bất mãn, nếu không phải Mai Thái Bình, hắn hôm nay còn muốn tính toán so đo với Quốc Hoa Thụy, dù sao hắn cũng thấy rõ tình thế, hiện tại Phó Gia và Khâu Gia bất hòa nghiêm trọng, có thế nên mượn vì sao không mượn chứ. Mai Thái Bình dụng ý rất sâu, là không muốn để hắn và Phó Gia có cơ hội cùng chung mối thù, không muốn để hắn có cơ hội đến gần Phó Gia. Phó Gia gần đây có xu thế phát triển an toàn, khẳng định sẽ trở thành đối tượng mà Mai Gia và Khâu Gia liên hợp chèn ép. Mà hắn gần đây mối quan hệ cùng Ngô Gia rõ ràng có chuyển biến tốt đẹp, nếu hắn trở thành nhân vật trung gian giữa Ngô Gia và Phó Gia, sẽ đối với liên hợp giữa Mai Gia và Khâu Gia tạo thành một sự tàn phá thật lớn. Xung đột ích lợi giữa bốn gia tộc lớn, sẽ bởi vì thời cuộc bất đồng cùng với chuyển biến của lực lượng đối lập, mà có điều thay đổi, từng là đối thủ có khả năng đến gần nhau trở thành đồng minh, từng là đồng minh cũng có khả năng trở mặt thành thù. Hiện nay Khâu Gia và Phó Gia tuy rằng vẫn chưa trở mặt, nhưng tới mức độ căm thù nhau rồi. Chỉ sợ hắn tới thành phố Thiên Trạch, là một nước cờ hay của ông cụ Ngô Gia, cố ý cho hắn đi phá giải lực lượng đối lập rồi phân chia lại giữa bốn gia tộc lớn. Chỉ tiếc, hắn đầu tiên là bị người phía sau lão cổ thúc đẩy điều đến thành phố Lang, hiện tại lại bị Ngô Gia đẩy tới thành phố Thiên Trạch, mùi vị bị người ta đá tới đá lui đúng là không dễ chịu chút nào, có lẽ chỉ có sau khi bước vào cấp phó tỉnh, mới có được một chút quyền tự chủ. Cũng may người khác chỉ có thể bày bố vị trí của hắn, những gì hắn đã làm trên vị trí, còn có thể tự mình làm chủ. Nhưng có một điểm, lần này bị Ngô Gia đột nhiên ra tay mượn cơ hội điều đến thành phố Thiên Trạch, e là sợ sẽ làm cho nhân vật phía sau lão cổ lo lắng. Kỳ thật Hạ Tưởng cũng mơ hồ đoán được, năm đó người thưởng thức hắn và điều hắn tới thành phố Lang, chính là thủ tướng. Hôm nay tụ hội, quan hệ tinh tế giữa ba nhà, đột nhiên khiến cho Hạ Tưởng đối với sứ mệnh đi tới thành phố Thiên Trạch, sáng tỏ thông suốt, quan hệ chồng chéo phức tạp giữa hắn và bốn gia tộc lớn, cùng với vấn đề đứng vào hàng ngũ, ở thành phố Thiên Trạch, nhất định sẽ có thời điểm gặp phải lựa chọn trọng đại. Chương 896, lắc lư, xếp hàng. Nhưng về lâu dài mà nói thì cũng là chuyện tốt, hắn cứ dao động giữa thế lực bình dân và thế lực gia tộc, lập trường không rõ ràng thì e rằng không những thế lực gia tộc không vui mà ngay cả thủ tướng cũng không vừa lòng. Lần đến thành phố Thiên Trạch này, trước khi tiến lên một bước đảm nhận chức vụ bí thư thành ủy thì nhất định phải kiên định lập trường giữa thế lực bình dân và thế lực gia tộc, nếu không thì có khả năng sẽ chẳng có kết cục hay ho. Hành trình đến thành phố Thiên Trạch tuy không nguy hiểm như thành phố Lang nhưng cũng không phải là một con đường bằng phẳng. So với thành phố Lang vung đao múa kiếm ngoài mặt,
thành phố Thiên Trạch có lẽ là một diện mạo khác, là đả kích ngấm ngầm hay công khai về chính trị. Chỉ có thể dựa vào bàn tay và khối óc chính trị, lợi dụng tài trí khôn ngoan để đối phó lại. Chỉ là nhớ đến lần đầu gặp mặt với Trần Khiết Văn, chẳng những gặp nhau không vui mà lại còn nảy sinh xung đột. Đây cũng là một chuyện rắc rối. Hạ Tưởng luôn ngầm quan sát Trần Khiết Văn, càng quan sát thì càng thấy kinh ngạc. Bởi vì cô ta luôn có thể bình tĩnh từ đầu đến cuối một cách đáng sợ. Phụ nữ so sánh với đàn ông thì cảm xúc cá nhân của họ nhiều hơn một chút. Nhưng ở Trần Khiết Văn thì lại không tìm thấy những khuyết điểm bẩm sinh của người phụ nữ. Địa vị trong chốn quan trường càng cao thì quan chức là nữ giới càng ít. Không phải là kỳ thị giới tính mà thực sự là vì khi đối diện với những quyết định trọng đại thì phụ nữ thường không bình tĩnh và lý trí bằng đàn ông. Biểu hiện của Trần Khiết Văn khiến Hạ Tưởng thấy được rất ít trong số phụ nữ, cô hoàn toàn có thể khống chế được cảm xúc, không vội vàng nóng nảy. Chả trách cô ta lên tới vị trí bí thư thành ủy cao như thế. Sau khi chạm ly, Quốc Hàm Dương và Quốc Hàm Thanh cáo lui, Mai Thái Bình cũng cáo từ. Trước lúc đi lại kéo tay Hạ Tường thì thầm vài câu bảo hắn đến thăm Mai Hiểu Lâm và Mai Đình, Hạ Tường cũng đành ú ớ đồng ý. Nhưng nói thật quả thật đúng là nên gặp Mai Hiểu Lâm. Hắn cũng hơi nhớ đến Mai Đình rồi. Sự tình xem như không giải quyết được gì, Hạ Tường cũng không có gì tiếc nuối. Một khi đề cập đến lợi ích trên chính trị, biến một chuyện nhỏ thành một điểm tựa để tranh đua thế lực của các bên thì bản thân chuyện đó trở nên bị xem nhẹ. Hơn nữa Quốc Hoa Thủy cúi đầu, Quốc Hàm Thanh và Quốc Hàm Dương cũng nhượng bộ. Về cơ bản cũng đã đạt đến sự hài lòng của hắn. Chỉ có điều sự cân bằng nhỏ nhoi của nhà họ Mai, nhà họ Khâu và nhà họ Phó bị phá vỡ. Mai Thái Bình cố ý lôi kéo, thái độ của Phó Tiên Phong có sự chuyển biến. Lập trường của Khâu Tự Phong thay đổi. Tất cả những điều này đều khiến Hạ Tưởng có đôi chút xúc động. Quả nhiên chẳng có bạn nào là tốt mãi mãi, chỉ có lợi ích mãi mãi mà thôi. Lúc cáo từ, Trần Khiết Văn nói với Hạ Tưởng một câu đầy thâm ý. Có thể làm quen trước với thị trưởng Hạ là chuyện tốt. Tuy gây ra một chuyện không thoải mái nhưng nói chung thì chúng ta vẫn có nhiều điểm chung. Hoan nghênh thị trưởng Hạ đến thành phố Thiên Trạch công tác, hy vọng chúng ta về sau gác lại cái bất đồng, cố tìm cái chung để cùng nhau làm tốt công tác của thành phố Thiên Trạch. Lời nói của Trần Khiết Văn có phải là lời nói thực sự xuất phát từ đáy lòng hay không thì không quan trọng. Mà quan trọng là cô ta hiển nhiên coi Hạ Tưởng thành một người ủng hộ cho thế lực gia đình. Hạ Tưởng cũng không nói gì, khách khí vài câu, cuối cùng bắt tay Quốc Hoa Thụy. Quốc Hoa Thụy biểu hiện lì lạ, dường như muốn nói ra suy nghĩ của mình. Nhưng cuối cùng thì lại lắc đầu, quay bước đi. Trong lòng Quốc Hoa Thụy chắc chắn là vẫn có sự bất mãn, Hạ Tưởng cũng hiểu. Mối quan hệ giữa hắn ta và Quốc Hoa Thụy là mối quan hệ hận thù ân oán. Hơn nữa Quốc Hàm Dương và Quốc Hàm Thanh đã lui một bước về phương diện tình cảm. Trên thực tế về sau có rút lại lời hay không thì dường như là vấn đề chẳng cần phải nghĩ. Vì một hoa nhài vàng, bạc mà đắc tội với Quốc Hàm Dương và Quốc Hàm Thanh thì có đáng hay không? Đáng, Hạ Tưởng tuyệt đối không hối hận những điều hắn đã làm. Quốc Hoa Thụy là đồ cặn bã, phải có người ra tay trừng trị y mới được. Hắn đánh y vẫn chưa đủ độc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 80.